Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 81, tinh xảo đao công. Nhìn đình chỉ động tác Long Nha hội thành viên, Diệp Thần Phong hỏi, các ngươi sau đó nguyện ý cùng ta sao? Ta tướng sáng tạo một cái thuộc về chúng ta thời đại, ta tướng cho các ngươi trở thành cái trên thế giới truyền kỳ. Long Nha hội thành viên khuôn mặt thượng sôi nổi hiện ra thần sắc kích động, bọn họ là tự mình thể hội qua Diệp Thần Phong thân thủ, còn có Diệp Thần Phong cái loại này dường như thần tiên như thủ đoạn. Mỗi một loại đều cũng đủ để cho bọn họ những người này thuyết phục. Nguyện ý, không biết là ai trước đi đầu hô một câu như vậy, chặt đón cái khác Long Nha hội thành viên cũng lần lượt lên tiếng, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cường giả mặc kệ tới nơi nào đều sẽ có người đi theo, theo cường giả tung hoành thiên hạ, có thể nhượng những người này càng thêm có ý chí chiến đấu, có thể nhượng những người này thấy càng nhiều hơn mong muốn. Kết quả này là ở Diệp Thần Phong như đã đoán trước. Hai tay hắn sáp tại trong túi đi tới Khâu Đông trước mặt, nói rằng, người trước giúp ta tạm thời quản lý Long Nha hội, qua mấy ngày ta sẽ lại an bài cụ thể phát triển tiến trình. Vừa rồi Khâu Đông cùng Giang Nhất Long bọn họ náo mâu thuẫn sự tình, Diệp Thần Phong nhìn tại trong mắt, hắn cảm thấy Khâu Đông người này là có thể dùng, lại mà hiện tại Long Nha hội thành viên quả thực là năm bè bảy mảng, hiện tại cái này thời gian hắn dùng được Phương Nam Tường. Phương Nam Tường dù sao cũng là đã từng bộ đội đặc chủng tinh anh, mấy ngày nữa nhường hắn tới huấn luyện Long Nha hội những người này chắc là rất thích hợp. Khâu Đông nhìn một chút Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi tự tin tưởng ta như vậy? Bất kể Long Nha hội bị ta cho trưởng khống. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói thật đi, ta thật bất kể, bởi vì nếu như ngươi thật làm như vậy, ta cam đoan ngươi không sẽ thấy ngày thứ hai Thái Dương, cái này không phải của ta uy hiếp, là trong lòng ta lời nói thật. Nghe vậy. Khâu Đông khóe miệng hiện ra một vòng cay đắng dáng tươi cười, hắn biết Diệp Thần Phong nói đều là sự thực, hắn cũng thật tò mò đối phương có thể nhượng một cái danh không kinh chuyện tiểu bang hội phát triển đến trình độ nào. Vì vậy liền một tiếng đáp ứng xuống, tốt, ta đã giúp ngươi tạm thời quản lý Long Nha hội đi. Diệp Thần Phong hài lòng gật đầu, nói rằng, tướng ở đây thanh lý sạch sẽ, bị thương huynh đệ đưa đến bệnh viện hảo hảo điều dưỡng, tiền hai ngày nữa ta sẽ đưa qua cho ngươi. Dù sao Long Nha hội những thành viên này là bị Diệp Thần Phong bị đả thương, nói như thế nào hắn cũng nhất định phải phụ một ít trách nhiệm đi. Huống chi sau đó những người này đều là thủ hạ của hắn, hắn có thể đều không phải một cái xử tệ thủ hạ chủ. Tại Khâu Đông dưới sự an bài, Long Nha hội không có bị thương nhân viên đỡ từng cái một người bệnh đi lên bánh mì xa, đồng thời tướng chó điên cùng Giang Nhất Long thi thể cho dọn dẹp, sau đó Long Nha hội tướng nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Nhìn hạo hạo đáng đáng đi xa xe cộ, Diệp Thần Phong quay đầu hướng hầu tử nói rằng, hầu tử, chúng ta cũng đi thôi. Đêm nay thật là mệt chết ta. Diệp Thần Phong xoay động vai, có chút khó chịu nhanh nói rằng. Hầu tử thí điên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, lão đại, ngươi thật là quá ngưu bài, ngươi là ta hầu tử tượng gỗ a. Ngươi quả thực so với trong TV Spider-Man cùng Superman đều ngưu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong cũng không dỗi dãnh đi nghe hầu tử như thế một cái đại lão gia môn ca ngợi, có thể nếu đổi lại là một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, Diệp Thần Phong trong lòng đảo còn cam tâm tình nguyện đi nghe thượng nhất nghe ư. Hầu tử, người nếu là thích một người ở chỗ này ăn không khí, như vậy thì chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ đi. Diệp Thần Phong hướng phía dưới cầu đi. Lão đại, biệt a, ngươi chờ ta một chút, hiện tại ta thế nhưng một cái không nhà để về người. Hầu tử chăm chú đi theo Diệp Thần Phong nhịp bước. Diệp Thần Phong cùng hầu tử hai người trở lại biệt thự thời gian đã là hơn 2 giờ sáng, vừa vặn bước vào biệt thự phòng khách, chỉ thấy Đường Hân nha đầu kia chính ở bên trong đại sảnh xem tivi ư. Nhìn thấy Diệp Thần Phong, Đường Hân vội vã đi tiến lên, hỏi Thần Phong ca ca, người đã đi đâu? Vừa rồi ta đi phòng ngươi phát hiện người của ngươi không ở, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không tiếp. Đường Hân mặt cười thường hiện lên chân thành tha thiết lo lắng. Diệp Thần Phong ôn nhu vuốt ve Đường Hân trắng nõn đôi má, nói rằng, tốt, Hân Nhi, ta cái này đều không phải trở về sao. Ta đi giúp hầu tử giải quyết một chút phiền toái. Xin lỗi, đại tẩu, cho ngươi vì lão đại lo lắng. Hầu tử từ Diệp Thần Phong phía sau chui ra nói rằng. Đường Hân nghe được đôi má một mảnh ửng đỏ, bất quá không có mở miệng phủ nhận, tại trong lòng nàng chính là Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân, tuy rằng bọn họ hai người còn không có thống phá tầng quan hệ cuối cùng. Thế nhưng Đường Hân tin tưởng chỉ phải kiên trì tổng hội có thắng lợi thời điểm, của nàng Thần Phong ca ca tổng hội có quỷ gối tại nàng cây lựu váy hạ như vậy một ngày. Diệp Thần Phong chỉ coi làm là hầu tử tại thối lắm,
tự mình nói rằng cái bụng thật là có ta đói bụng ư. Tự ta đi nấu ít đồ ha ha. Hầu tử cùng Đường Hân đồng thời mở to hai mắt nhìn, hầu tử không thể tin được nhiều lần móc móc cái lỗ tai, nói rằng, lão đại, ta không có nghe lầm chớ. Chính ngươi muốn nấu đồ đặc ăn, ngươi nấu gì đó có thể nhập khẩu sao? Lão đại, thân thủ của ngươi quả thật làm cho người không phản đối, thế nhưng... Đường Hân nắm sắn ở Diệp Thần Phong cánh tay, nói rằng, Thần Phong ca ca, nếu không Hân Nhi giúp ngươi nấu đi. Tuy rằng Hân Nhi nấu đồ ăn cũng đều không phải ăn thật ngon. Đường Hân đôi má hơi phiếm hồng, nàng sở trường nhất cũng chính là cà chua sao đản cùng đản sao cơm, với lại vị đạo làm còn tương đối thông thường. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói đùa, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, đời trước chủ nghệ là chuyên môn tiến hành học bổ túc qua, đời trước vì hoàn thành nhiệm vụ còn đang thất tinh cấp bên trong quán rượu nằm vùng làm một đoạn thời gian tổng chủ ư. Diệp Thần Phong niết một chút Đường Hân mũi, tự tin nói rằng, Hân Nhi, người cũng không nhìn một chút của ngươi Thần Phong ca ca là ai. Cái này trên thế giới có chuyện gì là khó có được đảo ta sao? Nhìn Diệp Thần Phong đi hướng phòng bếp hình bóng, hầu tử trong miệng còn đang hô đạo, lão đại, người cũng không nên phô trương thanh thế a. Vạn nhất người ăn mình làm đồ ăn, ngộ độc thức ăn sẽ không tốt. Tại hầu tử cho là hắn lão đại như vậy như bức nhân vật, chắc là một cái đại nam tử chủ nghĩa người, trước đây hắn cũng chưa từng có nghe nói qua lão đại của hắn hội làm cơm ư a. Bất quá khi hầu tử cùng Đường Hân đi tới cửa phòng bếp thời gian, thấy chủ phòng tình cảnh bên trong, viên mắt chính giữa hai chỉ tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, có thể nghĩ bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đao pháp đạt được xuất thần nhập hóa tình cảnh, thiết dưa leo tốc độ nhanh chỉ có thể thấy tàn ảnh, với lại thiết đi ra ngoài dưa leo phiến, mỗi một mảnh độ dày đều là giống nhau như đúc, so với song bào thai còn song bào thai ư. Thiết đi ra ngoài dưa leo phiến, mỗi một mảnh thượng đều hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Phảng phất là một cái thiên nhiên hàng mỹ nghệ, những người nhìn lưu luyến quên phản. Tại chủ phòng nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, chỉ có một chút rau cải cùng bột mì, tại thiết hoàn dưa leo sau, Diệp Thần Phong lại nhu khởi bột mì, hắn dự định mình làm nhất nồi mì sợi đi ra. Nguyên bản Diệp Thần Phong dự định tùy tiện ăn vài thứ điền điền cái bụng thì tốt rồi, thế nhưng hắn chính là đột nhiên muốn tự mình động thủ, nhớ lại đời trước hắn hợp tác kiêm bạn gái Lạc Tuyết Kỳ, mỗi lần ăn được hắn làm cơm nước thời gian. Khuôn mặt thượng tổng hội rào rạt khởi nụ cười hạnh phúc, ai nói đại nam nhân không nên hạ phòng bếp. Tại Diệp Thần Phong tư tưởng trong, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, hắn tự hội không chút do dự đi làm, hắn chính là như thế một cái tùy tính người. Chương 82, đậm tình như nước. Trên tấm thất bột mì thêm thủy sau, thuần thục nhu thành mì vắt, một lần lại một lần tại trên tấm thất đập, rất nhanh mì vắt tự biến thành trường điều hình mặt viên. Diệp Thần Phong trong tay cầm trường điều hình mặt viên ở trong không khí nhanh chóng vũ động, mặt viên tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ biến nhỏ, đã là sơ cụ mì sợi bộ dáng. Từng cây một nhẵn nhụi thả có nhiều co giãn mì sợi như ở trên trời vũ động ngân long, cái này loại mỹ cảm nhượng đứng tại cửa phòng bếp hầu tử cùng Đường Hân nín thở, bọn họ hai cái suy nghĩ nát óc cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong chủ nghệ vậy mà như vậy tinh xảo. Ta đều không phải đang nằm mơ chứ, đây là lão đại của ta sao? Hầu tử trong đầu còn nhớ rõ, vừa rồi Diệp Thần Phong lấy một địch trăm hình ảnh ư. Thế nào một hồi công phu lão đại của hắn lại biến thành một cái so với chuyên nghiệp cấp chủ sư còn chuyên nghiệp chủ sư. Lão đại quả nhiên xứng đáng là lão đại của ta a. Cái này trên thế giới căn bản không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả hầu tử, cuối cùng trong lòng chỉ cho ra như thế một cái kết luận. Đường Hân khiếp sợ chút nào không bằng hầu tử thiếu, nàng một đôi lung linh mắt to chớp chớp. Trắng nõn trơn mềm khuôn mặt trên có loại nói không rõ không nói rõ nghi hoặc, nàng tổng cảm giác từ mấy tháng trước của nàng Thần Phong ca ca lần thứ hai trở lại thiên hải sau đó, cả người thật giống như hoàn toàn cải biến, thay đổi được càng có nam nhân vị, càng thêm hấp dẫn người. Không chỉ đàn dương cầm đạn được thật là kỳ diệu, liền chu nghệ cũng như này xuất thần nhập hóa, quả thực là sở hữu lòng của nữ nhân trong mắt lý tưởng đối tượng kết hôn mà. Những người thèm nhỏ dãi hương vị rất nhanh từ nồi chính giữa phiêu tán đi ra. Nghe được hầu tử cùng Đường Hân trực nuốt nước miếng, cái bụng đặc biệt không tranh khí truyền ra ủng ục âm hưởng. Rất nhanh nhất nồi nóng hầm hập mì sợi tự nấu tốt, hầu tử một luồng não xông vào phòng bếp, cợt nhả nhìn Diệp Thần Phong, cổ họng trong nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, lão đại, cũng cho ta tới một chén đi. Thần Phong ca ca, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đường Hân đỏ mặt không cam lòng tỏ ra yếu kém nói rằng. Diệp Thần Phong sớm đã đem mì sợi sắc thuốc điều chế tốt. Múc hai tô mì đi ra, đưa cho hầu tử cùng Đường Hân.
Biệt thự phòng khách bàn ăn thượng, hầu tử cùng Đường Hân nhìn trước mặt mì sợi, trong lòng vậy mà có loại không đành lòng hạ chiếc đũa cảm giác, chỉ thấy mì sợi thượng điểm xuyết vài miếng trong suốt trong sáng dưa leo phiến, giản đơn cực kỳ phối hợp, xuất thần nhập hóa hỏa hầu cùng đao công, tướng chén này phổ thông mì sợi thay đổi được không bao giờ. Nữa bình thường, so với nhân công tạo hình đi ra ngoài tác phẩm nghệ thuật đáng sợ hơn có mỹ cảm. Thế nào không ăn, chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn cho là ta làm đồ ăn khó có thể nhập khẩu? Diệp Thần Phong dẫn đầu động khởi chiếc đũa. Đường Hân cùng hầu tử trong lòng hơi thở dài một hơi, theo sau cầm lên bàn ăn thưởng chiếc đũa, đương mì sợi hút vào trong miệng thời gian, cực kỳ có co giãn mì sợi, dường như tại trong miệng sống lại thông thường, trên dưới không ngừng đạn nhảy. Hầu tử cùng Đường Hân uống một ngụm sắc thuốc, trong lòng tức khắc cảm giác noãn tư tư, một loại đặc hơn tình cảm giác tại sắc thuốc chính giữa khuếch tán ra tới, điều này làm cho Đường Hân trong lòng có loại rơi lệ xung động. Hai mắt thay đổi được ướt át hết sức, đừng nói là Đường Hân, ngay cả hầu tử cái này đại lão gia môn hai mắt cũng thay đổi thành hồng đồng đồng. Cái này tô mì tên là đậm tình như nước, đời trước Diệp Thần Phong tướng hội nghị thường kỳ làm cấp bạn gái của hắn Lạc Tuyết Kỳ ăn, mỗi một lần làm đạo này mì sợi thời gian Diệp Thần Phong cũng sẽ đầu nhập đối Lạc Tuyết Kỳ ái, đáng tiếc thời gian lại cũng không trở về được đời trước, hắn thật mong muốn Lạc Tuyết Kỳ có thể tại 500 năm sau thời đại kia, tìm được một cái càng thêm nam nhân tốt. Lão đại, thật là ăn quá ngon, đây là ta từ sinh ra đến bây giờ ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Giờ khắc này ở hầu tử trong lòng, cái gì bào tham xí đỗ tại cái này tô mì trước tất cả đều là phù vân. Đường Hân ướt át hai con ngươi không nháy một cái nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, Thần Phong ca ca, sau đó Hân Nhi nhất định hội hảo hảo làm của ngươi tiểu nữ nhân, Hân Nhi đời này chỉ thuộc về Thần Phong ca ca một mình ngươi. Thông thường người khác đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác. Đường Hân tại chén này đậm tình như nước chính giữa nếm được một ít nhàn nhạt cay đắng cùng không biết làm sao, nàng biết của nàng Thần Phong ca ca trong lòng khẳng định cất giấu rất nhiều chuyện, nàng biết mình có thể làm chính là thật tốt bồi tại Diệp Thần Phong bên người, đời này vĩnh viễn sẽ không cùng phản bội hai chữ này xả bên trên. Lão đại, ta không chịu nổi, ta còn muốn ăn. Hầu tử chạy vào phòng bếp trực tiếp tướng nhất nồi mì sợi cấp bưng đi ra, lúc này thẳng thắn liền chén đều không cần, cầm nồi đương chén từng miếng ăn mì sợi. Cuối cùng hầu tử ăn cái bụng đều nhanh muốn trướng phá, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, lão đại, chỉ ngươi cái này tay chủ nghệ sợ rằng đi làm quốc hiến đều dư giả. Diệp Thần Phong có thể không có thời gian dỗi đi làm một gã chính nhì bát kinh chủ sư, đời trước hắn là quốc gia đào tạo ra tới siêu cấp nhân tài, cho nên đối với các phương diện lĩnh vực đều phải muốn tinh thông, kỳ thực bản thân của hắn đảo đều không phải một cái khẩu vị bao nhiêu xảo quyệt người, rất lâu ngày hầu tùy tiện ăn ta có thể điền đầy bụng đồ ăn như vậy đủ rồi. Hân Nhi, ngươi tới trước trên lầu đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải đi học ư? Diệp Thần Phong niết một tí Đường Hân mũi nói rằng. Nhìn Đường Hân đi lên lâu, hầu tử ý vị thâm trường nói rằng, lão đại, ngươi cũng đi bồi đại tẩu ngủ đi. Ta đêm nay tự ở trên ghế salon được thông qua một đêm, yên tâm, ta hầu tử tuyệt đối sẽ không quấy rối lão đại các ngươi. Diệp Thần Phong một cước đá vào hầu tử phần mông thượng, cười mắng, nói nhảm nữa ta cho ngươi ngủ ngoài đường đi tới. Người sau này có tính toán gì hay không? Hầu tử sửa sang lại sắc mặt, không chút do dự nói rằng, sau này lão đại ngươi làm cái gì ta thì làm cái đó, ngươi khẳng định yêu cầu trợ thủ người đi. Ta đảo là thật có một cái kế hoạch ư, ta nghiên cứu ra một loại dược phẩm, hiện tại còn kém xét duyệt, tìm một nhà xưởng chế thuốc sản xuất, chuyện này ngươi có thể giúp ta đối phó sao? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Cái gì, lão đại, ngươi còn đang hội nghiên cứu chế tạo dược vật? Tại Diệp Thần Phong trên người Tiếp Nhị Liên Tam nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị, hầu tử đã không có mấy lần trước như vậy chấn kinh rồi. Hầu tử, ít nói nhảm, người tự nói cho ta biết có thể hay không tại trong khoảng thời gian ngắn giúp ta đối phó đi. Diệp Thần Phong cũng không dỗi dãnh nghe hầu tử chít chít hoa hoa, tận nói ta có không có. Lão đại, người đều lên tiếng, ta hầu tử thì là không có biện pháp cũng phải cấp ngươi chỉnh ra biện pháp tới a. Hiện tại tuy rằng ta là một người cô đơn, thế nhưng ta từ trước biết bằng hữu còn là không ít. Vừa vặn ta có một phát tiểu tiếp thủ nhà bọn họ xưởng chế thuốc, ngày mai chúng ta đi tìm hắn, khẳng định có thể tướng chuyện này làm được thỏa đáng, với lại người này cũng đặc biệt đáng giá tín nhiệm. Hầu tử lời thề son sắt nói rằng, xem ra khoái tốc Mỹ mặt thị là sắp tới, đảng thật xác định tốt khoái tốc Mỹ sự tình sau, Diệp Thần Phong còn nhất định phải tướng Long Nha hội sự tình an bài một chút, hôm nay hắn thương nghiệp cùng thế lực toàn bộ vừa mới vừa vặn khởi bước. Cái giai đoạn này Diệp Thần Phong có lẽ sẽ mang một ít,
đảng toàn bộ thượng quỹ đạo sau đó, hắn là có thể đương một cái vung tay trưởng quỹ. Chương 83, Lý Bàn Tử. Hầu tử cấp Diệp Thần Phong giới thiệu tên kia phát tiểu biệt hiệu là Lý Bàn Tử, danh như ý nghĩa cùng mập mạp cái tử hối này dính vào bên người, cái đó vóc người cùng hình thể nhất định là hải nạp bách xuyên. Hầu tử vốn là muốn ước Lý Bàn Tử tại khách sạn gặp mặt, Lý Bàn Tử tại trong điện thoại không đồng ý, nói cái gì cũng muốn đi Thiên Hải Xuân Đông trà xã. Xuân Đông trà xã tại Thiên Hải vô cùng nổi danh, bên trong trang hoàng cổ kính, hoàn cảnh là nhất lưu ca tụng, lá trà càng là tuyển dụng cao cấp nhất. Cái này Xuân Đông trà xã nếu là đổi thành khai tại cổ đại lời nói, nhất định là này văn nhân mặc khách phát tao địa phương. Bất quá Xuân Đông trà xã có thể đều không phải phổ thông người dám đi tới, có người nói một chén bình thường nhất nước trà đều phải bán hơn 500 nguyên trở lên ư. Chớ đừng nói chi là này đỉnh cấp nước trà, tới Xuân Đông trà xã khách nhân thông thường đều là nhiều tiền không có chỗ hoa phú thương, thỉnh thoảng tới nơi này ngồi trên ngồi xuống, uống một chén đỉnh cấp trà thơm, hưởng thụ một chút văn nhân nho nhã hoàn cảnh, muốn đem trên người hơi tiền vị khứ trừ rơi một ít. Hầu tử cùng Diệp Thần Phong đi tới Xuân Đông trà xã thời gian, Lý Bàn Tử đã sớm tại một gian yêu nhã trong phòng của chờ, rắn chắc bàn tay chính giữa cầm một con chén trà, còn thỉnh thoảng phóng tới bên mép nhẹ nhàng mân thượng một hơi. Lý Bàn Tử, chúng ta có đã hơn một năm không gặp đi. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nào thích cái này giọng? Hầu tử một bước tiến Xuân Đông trà xã đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, ở đây quá con mẹ nó an tĩnh, quả thực tự tượng là lão nhân bảo dưỡng tuổi thọ địa phương mà. Lý Bàn Tử liếc một cái hầu tử, vẻ nho nhã nói rằng, ngu muội a. Đang khi nói chuyện Lý Bàn Tử thật là có một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh khí thế ư. Lý Bàn Tử, người chớ ở trước mặt ta trang bê. Hầu tử đối Lý Bàn Tử chút nào không cảm mạo, liền vội vàng giới thiệu, Lý Bàn Tử, vị này chính là lão đại của ta Diệp Thần Phong, sau đó ngươi cũng theo ta là lão đại đi. Lý Bàn Tử để chén trà trong tay xuống, đánh giá đứng tại hầu tử bên cạnh Diệp Thần Phong, tại Lý Bàn Tử quan sát Diệp Thần Phong thời gian, Diệp Thần Phong đồng dạng cũng đang quan sát Lý Bàn Tử. Dùng Diệp Thần Phong tỉ mỉ quan sát năng lực, hầu tử vị này phát tiểu tuyệt đối không đơn giản, không có biểu hiện ra như dễ gạt gấm, bất quá nói đến thương nhân, có người nào là dễ gạt gấm. Bằng không bọn họ tạo nên trở về trồng trọt nhân tạo điền đi. Hầu tử, người còn không biết ta sao? Bình thường ta tự thích giả trang bê, ai kêu ta không có cái kia ngoạn ý ư? Lý Bàn Tử trên mặt thịt mỡ run lên nói rằng, đón tự bắt chuyện Diệp Thần Phong cùng hầu tử hai người ngồi xuống. Lý Bàn Tử, đã hơn một năm không gặp, vóc người của ngươi có hướng phụ nữ có thai phát triển xu thế a? Lần này ta tới tìm ngươi thế nhưng có một cái thiên đại hảo sự tình tiện nghi ngươi, ai bảo chúng ta là phát tiểu ư? Chuyện như vậy ta người thứ nhất nghĩ đến ngươi. Hầu tử cho mình cùng Diệp Thần Phong rót một chén trà, sau đó một luồng não uống một chén, một điểm vị đạo cũng không có phẩm thường đi ra. Lý Bàn Tử có chút đau lòng nhíu mày một cái, nói rằng tao đạp. Hầu tử, ngươi biết trà này phải bao nhiêu tiền một bầu sao? Như vậy trà ngon cấp như ngươi vậy người uống, quả thực là dường như đàn gảy tai châu thông thường a. Diệp Thần Phong cầm lấy trước bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà này thanh mùi thơm khắp nơi thuộc về là thượng phẩm, theo cổ họng một đường trở tiến trong dạ dày có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Quả nhiên là thượng đẳng Tây Hồ trà Long Tĩnh, Diệp Thần Phong không tự chủ ca ngợi một câu. Lý Bàn Tử thịt mỡ mọc lan tràn khuôn mặt thượng lúc này mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, hầu tử, lão đại ngươi quả nhiên xứng đáng là lão đại của ngươi, trà này cho hắn uống mới chưa tính là đạp hư a. Hầu tử, ngươi nói một chút lần này tìm ta đi ra có chuyện gì đi. Ta có thể nghe nói ngươi bị đuổi ra vương gia, ngươi tìm đến ta phỏng chừng không có chuyện tốt lành gì tình đi. Lý Bàn Tử tiếp tục nói. Diệp Thần Phong nhận lấy Lý Bàn Tử lời nói rằng, hầu tử chỉ là chuyện này người trung gian, thật chính người muốn tìm ngươi là ta, cái này món chuyện là như vậy. Diệp Thần Phong tướng khoái tốc mỹ sự tình đại khái nói một lần, nghe được Lý Bàn Tử trong lòng kích động vạn phần. Nếu như khoái tốc Mỹ thật sự có Diệp Thần Phong nói hiệu quả trị liệu, dùng một vòng có thể khứ trừ trên mặt nữ nhân hoàng hạt ban đằng một loạt tì vết nào, một năm tứ quý dùng lâu dài vẫn có thể đạt được bảo dưỡng Mỹ dung tác dụng, với lại không có một chút tác dụng phụ, như vậy dùng Lý Bàn Tử nhiều năm buôn bán kinh nghiệm, cái này loại Mỹ dung dược phẩm vừa lên thị, khẳng định có thể tại nước Hoa. Thậm chí là toàn thế giới đều nhấc lên gợn sóng. Diệp đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Khoái tốc Mỹ thật sự có ngươi nói cái này loại hiệu quả trị liệu. Lý Bàn Tử đối Diệp Thần Phong không lại như vậy xa lạ,
mặc dù không có Tượng Hầu Tử như vậy hô lão đại, thế nhưng trực tiếp hô Thượng Diệp đại ca. Diệp Thần Phong tướng sớm chế tạo tốt khoái tốc mỹ hàng mẫu đem ra, nói rằng, cái này là hàng mẫu, ngươi có thể trước lấy về thử xem, đẳng một tuần lễ sau ngươi sẽ liên lạc lại ta. Diệp Thần Phong cũng không lo lắng Lý Bàn Tử lợi dụng bây giờ công nghệ cao xét nghiệm ra khoái tốc mỹ chính giữa thành phần, nói như thế nào khoái tốc mỹ cũng là 500 năm sau mỹ dung dược phẩm, dùng bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ còn không có cách gì xét nghiệm ra trong đó tất cả thành phần ư. Lý Bàn Tử mang không kịp thất nhận lấy Diệp Thần Phong trong tay khoái tốc mỹ hàng mẫu, phải biết rằng hắn Lý gia sản nghiệp cũng không chỉ một nhà xưởng chế thuốc, mà Lý gia con nối dòng cũng không ngừng hắn Lý Bàn Tử một người. Lý Bàn Tử nếu như muốn làm hạ mặc cho Lý gia gia chủ, nhất định phải tại đồng nhất hộ chính giữa biểu hiện nhất xuất sắc mới có cơ hội ư. Mà Diệp Thần Phong khoái tốc mỹ xuất hiện, những Lý Bàn Tử thấy được mong muốn, chỉ cần khoái tốc mỹ hiệu quả đúng như Diệp Thần Phong nói như vậy, vậy hắn khẳng định có thể tại Lý gia đồng nhất thế hệ chính giữa hạc giữa bầy gà. Lý Bàn Tử tự mình cấp Diệp Thần Phong rót một chén Tây Hồ trà long tính, kinh qua một phen bắt chuyện sau đó, hai người ngược lại cũng thục lạc ngồi dậy. Diệp Thần Phong tuy rằng cảm giác được ra Lý Bàn Tử thực chất bên trong mang theo thương nhân nhanh trí, thế nhưng nhanh trí chính giữa lại mang theo vài phần đích thực thành, Diệp Thần Phong là miễn miễn cường cường tiếp nhận rồi Lý Bàn Tử người này. Dù thế nào, Lý Bàn Tử, người không bán làm phong tao, người lại phong tao cũng chẳng qua là một cái phong tao mập mạp mà thôi. Hầu tử vẫn là ngụm lớn uống thượng đẳng Tây Hồ trà long tính, hình như là đang uống nước sôi thông thường. Thỉnh thoảng hội từ trong miệng toát ra một câu, trà này còn không có than toan đổ uống tốt uống một chút ư. Thật là bà Lý Bàn Tử tức giận gần chết, may mà hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, sau lại Lý Bàn Tử dọn nhà, hai người mới rất ít liên lạc, cho nên hai người bọn họ trong lúc đó sẽ không tính toán những. Này, Lý Bàn Tử cùng Diệp Thần Phong đại khái hàn huyên hơn một giờ khoái tốc Mỹ, hắn thật sự là đối khoái tốc Mỹ loại sản phẩm này quá cảm thấy hứng thú. Thật hận không thể tướng khoái tốc mỹ thành phần đều hỏi lên, bất quá Lý Bàn Tử là một biết tốt xấu người, cái ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên, sau đó tự không suy nghĩ nhiều. Trái lại hầu tử bị lượng tại mặt bên, đợi được Lý Bàn Tử phản ứng kịp thời gian, hầu tử một người lại có thể uống xong tam hồ thượng đẳng Tây Hồ trà long tính, trực tiếp nhượng Lý Bàn Tử đã không có tính tình, hắn phát thệ lần sau không bao giờ. Nữa trang bê tới Xuân Đông trà xã cái này loại học đòi văn vẻ địa phương. Hắn sợ nhiều tới vài lần trực tiếp bị hầu tử uống trà uống phá sản. Chương 84, hiệu quả tốt dọa người. Kế tiếp một vòng trong thời gian, Diệp Thần Phong rút ra thời gian gọi một cú điện thoại cho Phương Nam Tường, bà Long Nha hội sự tình nói cho đối phương biết. Phương Nam Tường tại trong điện thoại không nói hai lời tựu đáp ứng, bất quá hắn mấy ngày nay tiên muốn đem Triệu gia sự tình an bài thỏa đáng, mới có thể bước ra ly khai, dù sao hắn đã tại Triệu gia ngây người đã nhiều năm như vậy. Triệu gia rất nhiều chuyện đều là hắn một tay tổ chức. Dù sao huấn luyện Long Nha hội thành viên cũng không vội tại nhất thời, Diệp Thần Phong cũng không có dục Phương Nam Tường. Một tuần lễ nháy mắt liền đi qua, tại cái này một vòng trong Diệp Thần Phong mỗi ngày đều cùng Đường Hân, những tiểu nha đầu này trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi ngày đều lộ vẻ vui sướng dáng tươi cười. Diệp đại ca, ta đã định tốt khách sạn, ngươi và hầu tử cùng nhau tới đây đi. Hôm nay... Diệp Thần Phong sáng sớm tự nhận được Lý Bàn Tử điện thoại, từ trong điện thoại có thể nghe ra đối phương tình tự vô cùng tăng vọt. Tùy tiện tại trong điện thoại ứng phó rồi vài câu, hỏi rõ khách sạn cụ thể địa chỉ sau, Diệp Thần Phong tự cúp điện thoại, bất quá khi hắn mới vừa đi ra biệt thự cửa chính thời gian, chuông điện thoại di động lại vang lên. Cái này trả lời điện thoại trong truyền đến Triệu Uyển Đình thanh âm u oán, Thần Phong, ngươi là tên lường gạt, ngươi đã đáp ứng ta muốn truy ta một lần. Thế nhưng mấy ngày này ngươi liền một chiếc điện thoại cũng không có cấp ta. Diệp Thần Phong đảo thật đúng là bà cái này nhất mảnh vụn quên, mấy ngày nay hắn vội vàng bồi Đường Hân, vì vậy liền nói rằng, Uyển Đình, mấy ngày nay ta đều không phải đang làm việc hả sao? Ngươi yên tâm, ta Diệp Thần Phong đã nói, tuyệt đối sẽ thực hiện. Diệp Thần Phong trong đầu có thể đau đầu rất, hắn không biết nên xử lý như thế nào Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình quan hệ, một là đối với hắn tử tâm tháp địa tiểu nữ nhân. Mà người đã là gạo nấu thành cơm, đây thật là nhượng hắn thế khó xử a. Hừ, trong điện thoại truyền đến một tiếng kiểu hừ, Triệu Uyển Đình nói rằng, Thần Phong, ngày mai ngươi theo ta ra đi dạo phố có được hay không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Diệp Thần Phong sao có thể đủ không đáp ứng a? Như thế nào đi nữa nói Triệu Uyển Đình cũng là hắn chân chính ý nghĩa thượng nữ nhân, đối phương cái này một cái yêu cầu nho nhỏ hắn vẫn có thể thỏa mãn. Hầu tử tại Diệp Thần Phong trong biệt thự thích hợp một đêm sau.
tự ở bên ngoài mướn một bộ phòng ở, dùng hầu tử thuyết pháp là ta hầu tử tại sao có thể quấy rầy lão đại ngươi và đại tẩu thế giới hai người ni. Ta đây chẳng phải là muốn biến thành tội nhân thiên cổ. Hơn nữa ta lưu lai, lão đại ngươi và đại tẩu buổi tối làm lên sự tới cũng không có phương tiện mà. Hầu tử lần này lời nói vô căn cứ, lúc đó đã bị Diệp Thần Phong một cước đá vào phần mông thượng, đến hiện tại cái mông của hắn thượng còn làm đau rất. Nương Diệp Thần Phong cùng hầu tử đi vào khách sạn phòng thời gian, Lý Bàn Tử thịt mỡ mọc lan tràn khuôn mặt thượng tức khắc cười nở hoa, một hơi một cái Diệp đại ca, miễn bàn làm cho có bao nhiêu âu yếm. Nhưng Diệp Thần Phong nghe được khởi một thân nổi da gà, liền vội vàng cắt đứt lời của đối phương, nói rằng, người sau đó có thể không nên gọi ta Diệp đại ca, ta nghe ngán oai. Lý Bàn Tử cũng phát giác trong đó vấn đề, cười giải thích, như vậy sau đó ta tùy hầu tử gọi lão đại ngươi đi. Lão đại, người yên tâm, ta Lý Bàn Tử thế nhưng cái nam nhân bình thường, không sẽ đối với lão đại ngươi sản sinh cái khác liên tưởng. Tại bắt chuyện Diệp Thần Phong cùng hầu tử nhập tòa sau đó, Lý Bàn Tử cấp Diệp Thần Phong rót một chén rượu, nói rằng, lão đại, người sau đó cũng gọi Lý Bàn Tử đi. Bằng không có vẻ bao nhiêu xa lạ, hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là thần kỳ. Lão đại, khoái tốc mỹ hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Nói một vòng trước Lý Bàn Tử cầm khoái tốc mỹ hàng mẫu sau khi về đến nhà, tự lập tức tìm tương quan bộ môn xét duyệt, kết quả tại khoái tốc mỹ chính giữa thật liền nhất điểm đối với người thể tai hại vật chất cũng không có. Vì vậy Lý Bàn Tử liền đem khoái tốc mỹ hàng mẫu cấp mẹ của hắn phục dụng, vừa mới bắt đầu mẫu thân của Lý Bàn Tử còn không cho là đúng, thế nhưng một tuần lễ sau trên mặt hắn vốn là hoàng hạt ban biến mất vô ảnh vô tung, da cũng biến thành trắng nõn chân mềm, cả người hình như trẻ 10 tuổi, điều này làm cho mẫu thân của Lý Bàn Tử điên cuồng, cái này trên thế giới đối nữ nhân mà nói, còn có cái gì sánh bằng lệ càng trọng yếu hơn ni. Thì là 60-70 tuổi lão thái bà còn đi chỉnh hình y viện làm kéo da, bơm ngực giải phẫu ni. Cho nên nói vô luận là cái gì tuổi tác giai đoạn nữ nhân, các nàng đều là phi thường nghiệp dư. Lý Bàn Tử thấy cái này loại tốt dọa người hiệu quả, hắn thậm chí muốn đem khoái tốc mỹ hàng mẫu cầm xét nghiệp, làm một đầu óc không tệ thương nhân, hắn biết thứ hiệu quả này phía sau ẩn giấu to lớn lợi ích thì không cách nào đánh giá. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như vậy, Lý Bàn Tử vì người hay là có hắn bản thân một bộ nguyên tắc, hắn tin tưởng nếu Diệp Thần Phong có thể nghiên cứu ra cái này loại thần kỳ dược phẩm tới, khẳng định vẫn có thể nghiên cứu ra cái khác càng thêm thần kỳ dược phẩm, hắn có thể nghìn vạn không thể đủ vì trước mắt lợi ích, mà hủy sau này càng thêm ích lợi thật lớn a. Nhưng mà thì là Lý Bàn Tử cầm khoái tốc mỹ hàng mẫu đi xét nghiệm cũng xét nghiệm không ra cá điều tới, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí có thể điều không phải một cái ngu đại mạo. Lý Bàn Tử tướng thấy tận mắt chứng kỳ tích nói là nước bọt bay tán loạn, nghe được hầu tử là sửng sốt một chút, mà Diệp Thần Phong đã sớm biết sẽ có như vậy hiệu quả, trên mặt biểu tình thủy chung là gợn sóng không sợ hãi. Đây quả thực là so với Lưu Khiêm ma thuật còn là ngưu bài a. Cái gì chứng kiến kỳ tích thời gian đến, hắn này kỳ tích phóng đến lão đại trên người của ngươi căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Lý Bàn Tử khoa người công phu cũng là nhất chờ một chút. Nhượng Diệp Thần Phong nghe được tâm tình thật đúng là thẳng thư sướng ni. Lý Bàn Tử, tiểu ngươi nói so với hát cũng muốn giỏi hơn nghe lời, ta thế nhưng lão đại duy nhất kim bài tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi mập mạp này còn muốn giành với ta vị trí phải không? Hầu tử từ bàn ăn thượng đồ tay cầm lên một con gà móng hướng tới trong miệng nhét. Hầu tử, nói đích thực, ta thật đúng là có ý nghĩ này ni. Lý Bàn Tử nghiêm trang nói. Hầu tử vừa định muốn tức miệng mắng to thời gian. Chỉ thấy Lý Bàn Tử từ trong túi móc ra hai tấm hình, đặt ở bàn ăn thượng, làm con khỉ ánh mắt liếc về phía hai tấm hình kia thời gian, trong miệng gà móng đầu khớp xương toàn bộ phun tới, kinh ngạc nói, không phải đâu. Đây là ta đã thấy bá mẫu sao? Đây là Lý Bàn Tử mẫu thân của ngươi sao? Lý Bàn Tử gương mặt đắc ý, khinh thường nói, hầu tử, hiện tại ngươi biết ta là không muốn làm lão đại tiểu đệ không thể đi. Lão đại quả thực là cái này trên thế giới kỳ tích người sáng tạo. Lý Bàn Tử lời nói này thế nhưng phát ra từ nội tâm hắn, khoái tốc mỹ thứ hiệu quả này như thế rõ rệt mỹ dung bảo vệ sức khỏe dược phẩm, bên trong thậm chí ngay cả nhất điểm đối với người thể tai hại thành phần cũng không có, hắn tin tưởng chỉ cần khoái tốc mỹ đưa ra thị trường, trên thị trường cái gì đồ trang điểm, che hạ phẩm hết thảy đều muốn đào thải, hiện tại trên thị trường có bên nào mỹ dung bảo kiện phẩm so với khoái tốc mỹ còn muốn ngưu bê ni. Hầu tử cầm trong tay cầm lấy gà móng còn đang bàn ăn thượng, khó chịu nhanh nói rằng, Lý Bàn Tử, xem ra lần này thật đúng là bị ngươi lượm cái đại tiện nghi ni. Bất quá muốn làm lão đại kim bài tiểu đệ,
ngươi còn là bớt làm mộng tưởng hão huyền, tiên trừ trên người ngươi mấy lượng thịt rồi hãy nói. Chương 85, dạ tiệc từ thiện. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bàn ăn thượng hai tấm hình, theo thứ tự là Lý Bản Tử mẫu thân không có dùng khoái tốc mỹ trước, cùng phục dụng khoái tốc mỹ một tuần lễ sau ảnh chụp, cái này hai tấm hình thật là có loại mẹ cùng nữ nhi cảm giác ni. Bất quá khoái tốc mỹ chỉ là Diệp Thần Phong bước vào thương nghiệp giới bước đầu tiên, hắn muốn bằng vào khoái tốc mỹ kiếm thượng thùng thứ nhất tiền, sau đó đang phát triển cái khác hành nghiệp, dùng trong đầu hắn vượt lên đầu 500 năm khoa học kỹ thuật. Tại hôm nay thời đại này không ngờ tại thương nghiệp giới lẫn vào phong sinh thủy khởi đều khó khăn a. Nếu khoái tốc mỹ người đã trải qua thí nghiệm, kế tiếp chúng ta đàm đàm chuyện hợp tác đi. Diệp Thần Phong nhìn Lý Bản Tử nói rằng. Lý Bản Tử nhất nghe có thể tự cấp, liền vội vàng nói, ngươi bây giờ đều là lão đại của ta, ta danh hạ xưởng chế thuốc tự chuyên môn vì lão đại ngươi sản xuất khoái tốc mỹ, đương nhiên ta chỉ thu sản sinh phí như vậy đủ rồi, về phần khoái tốc mỹ lợi nhuận ta chia ra cũng không nên. Diệp Thần Phong đương nhiên có thể minh bạch Lý Bản Tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối phương đây là đang chắp nối ni, xem ra Lý Bản Tử cái này người quả nhiên có làm đỉnh cấp thương nhân tiềm chất a. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, như vậy đi. Ta xuất ra khoái tốc mỹ tiêu thụ hai tầng lợi nhuận đi ra, bằng không ta có thể tình nguyện đi tìm cái khác xưởng chế thuốc. Diệp Thần Phong cũng không muốn không duyên cớ vô cớ thiếu người nhân tình. Khoái tốc mỹ tiêu thụ hai tầng lợi nhuận đã là vô cùng khách quan, chỉ cần khoái tốc mỹ chợ bị mở ra, quang là cái này hai tầng lợi nhuận phỏng chừng hàng năm thu nhập đều có thể đủ cao tới trên 100 vạn, lại mà thôi sau khoái tốc mỹ hướng toàn quốc thậm chí toàn thế giới phát triển, như vậy hàng năm hai tầng lợi nhuận thu nhập phỏng chừng có thể đạt được đến 1000 vạn thậm chí là hơn ước thiên văn sổ tự. Lý Bản Tử là một nhanh trí thương nhân đương nhiên có thể minh bạch đạo lý trong đó, thấy Diệp Thần Phong kiên quyết thái độ. Hắn hiểu thêm đối phương đều không phải dựa vào ân huệ có thể lôi kéo, vì vậy liền nói rằng, nếu lão đại ngươi đều đã nói như vậy ta Lý Bản Tử lần này tự chiêm một lần tiện nghi. Diệp Thần Phong cùng Lý Bản Tử hai người cặn kẽ nói một chút thời gian tới khoái tốc Mỹ sản xuất cùng với mở rộng kế hoạch, điều này làm cho Lý Bản Tử càng cảm thấy Diệp Thần Phong đều không phải nhất một nhân vật đơn giản, mỗi khi nghe được Diệp Thần Phong nói ra ý kiến cùng vấn đề, đều có thể đủ nhượng Lý Bản Tử hiểu ra. Hắn có loại ảo giác Diệp Thần Phong quả thực so với kinh nghiệm thương trường cáo giả còn muốn nhanh trí, đối mỗi vừa hỏi đề đều nhìn tương đối thấu triệt. Đương nhiên Diệp Thần Phong cuối cùng đề nghị nhượng hầu tử cũng gia nhập vào khoái tốc Mỹ sản xuất cùng mở rộng chính giữa đi, nhượng hắn và Lý Bản Tử tương hỗ giúp đỡ, một bên hầu tử đã sớm là lời thề son sắt, Lý Bản Tử cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Khoái tốc Mỹ sự tình là trên cơ bản sao định xuống. Hiện tại chỉ còn chờ Lý Bản Tử xưởng chế thuốc tướng nhóm đầu tiên khoái tốc Mỹ sản xuất ra, đương nhiên sản xuất khoái tốc Mỹ yêu cầu một loại chỉ có Diệp Thần Phong mới có thể điều chế ra được thuốc dẫn. Diệp Thần Phong dự định tướng loại phương pháp này dạy cho hầu tử, nhưng hầu tử mỗi ngày điều chế ra thuốc dẫn sau, đưa đến Lý Bản Tử xưởng chế thuốc đi, về phần khoái tốc Mỹ cái khác thành phần Diệp Thần Phong không có đối với Lý Bản Tử giấu giếm, bởi vì nếu như thiếu khuyết thuốc dẫn, khoái tốc Mỹ cũng sẽ không có cái loại này thần kỳ hiệu quả. Cho nên Diệp Thần Phong tướng là tối trọng yếu một cái trình tự giao cho hầu tử thủ thượng, ở trong lòng hắn hầu tử là vì số không nhiều một cái có thể nhượng hắn hoàn toàn tín nhiệm người. Khoái tốc Mỹ sự tình ổn thỏa sau đó, Diệp Thần Phong bọn họ tự từng người về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Diệp Thần Phong đúng giờ đi tới cùng Triệu Huyền Đình ước hẹn địa phương gặp mặt. Hôm nay Triệu Huyền Đình hình như là tỉ mỉ ăn mặc một phen, hình dạng muốn so với bình thường mê người rất nhiều, môi hồng răng trắng. Những đường dành riêng cho người đi bộ thượng chư ca môn sôi nổi ghé mắt, thậm chí có bởi vì nhìn Triệu Huyền Đình ngay chìm vào bên đường trong thùng rác, bởi vậy có thể thấy được Triệu Huyền Đình mị lực thật đúng là không nhỏ ni. Triệu Huyền Đình thẹn thùng sắn ở Diệp Thần Phong cánh tay, nguyên lai nàng hôm nay hẹn Diệp Thần Phong đi ra ngoài là giúp đối phương mua quần áo, đêm nay Triệu gia cùng Thiên Hải mặt khác mấy cái thương nghiệp gia tộc liên hợp cử hành một cái dạ tiệc từ thiện, đến lúc đó Triệu Huyền Đình mong muốn Diệp Thần Phong có thể theo nàng cùng đi tham gia. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thật là có loại bị bao dưỡng cảm giác ni. Thấy Diệp Thần Phong cau mày đầu hình dạng, Triệu Huyền Đình không vui hỏi, Thần Phong, ngươi là không phải là không nguyện ý theo ta đi. Nào có sự tình, chẳng qua là đi tham gia một cái dạ tiệc từ thiện mà thôi, ta hiện tại y phục trên người cũng không tốt vô cùng sao. Diệp Thần Phong đối với ăn mặc đều không phải đặc biệt quá nghiêm khắc, chỉ cần giản đơn hào phóng có thể che khuất thân thể không thì phải sao. Triệu Huyền Đình kiên quyết lắc đầu. Trực tiếp lôi kéo Diệp Thần Phong đi vào một nhà phẩm bài tiệm bán quần áo bên trong. Nữ nhân khơi mào y phục tới,
quảng đại nam tính đồng bào cũng đều là tràn đầy đồng cảm. Diệp Thần Phong tại Triệu Huyền Đình dưới sự an bài y phục thử một bộ lại một sáu, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác so với một mình đấu trăm người đều lui a. Thật vất vả chọn hoàn quần áo, Diệp Thần Phong đương nhiên không để cho nữ nhân trả tiền thói quen, hơn nữa y phục này là cho chính hắn mua, vừa định muốn nói ta tới trả tiền, thế nhưng bi kịch phát hiện trên người vậy mà không có mang tiền. Triệu Huyền Đình phát hiện Diệp Thần Phong quẫn bách dáng dấp, trong lòng một trận trang điểm xinh đẹp, từ trong bóp ra lấy ra chi phiếu, đưa cho Thu Ngân Viên, nói rằng, tiểu thư, trả tiền. Thu Ngân Viên là một gã 25-26 tuổi nữ nhân, nguyên bản Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình bước vào điếm trong thời gian, nàng còn một lần cho rằng bọn họ hai cái thật là trai tài gái sắc, thế nhưng lúc này gặp Triệu Huyền Đình trả tiền, nàng lập tức cấp Diệp Thần Phong trên người dán lên tiểu mặt trắng nhãn, trong lòng thầm nghĩ hình dạng trái lại lớn lên thật đẹp trai, thế nào lại là một cái tiểu mặt trắng ni. Thực sự là bạch dài quá cái này phó vương tử mô dạng. Diệp Thần Phong cảm thấy Thu Ngân Viên ánh mắt kỳ quái, trong lòng cũng đoán được cái đại khái, bất đắc dĩ nhún vai, xem ra hắn cái này tiểu mặt trắng là đương định. Thần Phong, ta vừa rồi thế nào cảm giác tên kia nữ Thu Ngân Viên nhìn ánh mắt của ngươi có chút lạ ni. Nàng sẽ không phải là thích ngươi đi. Đi ra tiệm bán quần áo sau đó, Triệu Huyền Đình kéo Diệp Thần Phong cánh tay, mỉm cười hỏi. Kỳ thực Triệu Huyền Đình cũng đoán được nguyên do trong đó, nàng là cố ý hỏi như vậy, trong lòng nàng còn đang sinh Diệp Thần Phong khí ni. Ai bảo Diệp Thần Phong mấy ngày nay liền điện thoại cũng không có cho nàng. Diệp Thần Phong gương mặt thản nhiên, nói rằng, không phải là bị cho rằng một hồi tiểu bạch kiểm sao. Bị nữ nhân bao nuôi cũng thật không tệ, nếu là Huyền Đình ngươi bao nuôi ta, như vậy đến trên giường ta nhất định vì muốn tốt cho ngươi tốt phục vụ, đáng tin cho ngươi thỏa mãn. Triệu Huyền Đình mắc cỡ đỏ mặt. Gắt một cái Diệp Thần Phong, nói rằng, đàn ông các ngươi trong đầu đều là trang mấy thứ này sao? Thảo nào đều nói nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Nói Triệu Huyền Đình còn đang thắt lưng gian nhéo một cái Diệp Thần Phong, cái này mới hết giận. Diệp Thần Phong ra mặt dày nói rằng, nếu như chúng ta nam nhân đều dùng nửa người trên suy tư, sợ rằng nhân loại đã sớm muốn tuyệt chủng đi. Chúng ta nam nhân là vì vĩ đại tạo người kế hoạch a. Cho nên nói nam nhân nhiều không dễ dàng a. Triệu Huyền Đình quyệt miệng, đôi má hơi phím hồng, Diệp Thần Phong là vượt qua xả càng xa, vượt qua xả vượt qua để cho nàng cảm thấy mắc cỡ, bất quá nàng trong đầu đột nhiên nổi lên một bức tranh, rất nhiều năm sau đó nàng và Diệp Thần Phong có thuộc về con của mình, mỗi ngày qua hạnh phúc thả lại cái đó nhạc hòa thuận vui vẻ sinh hoạt. Chương 86, Thế giới thật nhỏ. Giúp Diệp Thần Phong mua xong y phục sau, Triệu Huyền Đình tướng giả tiệc từ thiện thiệp mời đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, đợi ta còn muốn đi đón một vị nhiều năm không gặp hảo tỷ muội ni. Buổi tối chúng ta ngay dạ tiệc từ thiện địa phương chạm mặt đi. Bất quá ta trước đó nói cho người biết, ta vị kia hảo tỷ muội có thể dùng đẹp như thiên tiên để hình dung, người đợi thấy nàng có thể không phải chảy nước miếng a. Diệp Thần Phong nhìn Triệu Huyền Đình BMW đi xa, hơi nhún vai, nói thật đi nếu không nhìn tại Triệu Huyền Đình mặt mũi của, hắn mới lười đi cái gì chó má dạ tiệc từ thiện ni. Hôm nay dạ tiệc từ thiện nói thật dễ nghe nhất điểm là phú thương quyên tiền cứu tế nghèo khó nhân sĩ, nói khó nghe nhất điểm cũng huyễn phú sao. Ai có thể đủ rút được dạ tiệc từ thiện thứ nhất, khuôn mặt thượng là bao nhiêu có mặt mũi a. Cho nên tại Diệp Thần Phong nhận thức chính giữa, đây là trang bê tiệc tối. Diệp Thần Phong có thể không có hứng thú sớm như vậy đến dạ tiệc từ thiện tổ chức địa điểm đi chờ, gọi một chiếc xe taxi trở về biệt thự đi, gần nhất hắn càng phát cảm thấy bản thân nên mua một chiếc xe riêng. Mỗi lần đi ra đánh xe taxi cũng đều không phải nhất cái biện pháp mà. Thiên Hải phi trường chờ đại sảnh. Triệu Huyền Đình vừa xong liền thấy Bạch Tuyết Linh thân ảnh quen thuộc, ưu nhã tư thái thanh lệ thoát tục, phảng phất là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, những sân bay chờ người trong đại sảnh ánh mắt sôi nổi theo Bạch Tuyết Linh bước chân mà di chuyển. Bạch Tuyết Linh không phải là Diệp Thần Phong vị hôn thê mà. Kỳ thực kinh thành Bạch gia cùng Thiên Hải Triệu gia cũng dính vào nhất điểm quan hệ thân thích. Triệu Huyền Đình cùng Bạch Tuyết Linh từ khi còn bé tự biết, từ trước Bạch Tuyết Linh còn bình thường hội tới Thiên Hải đùa ni. Chỉ là những năm gần đây Bạch Tuyết Linh rút không ra không rãnh tới, cũng tự cùng Triệu Huyền Đình có thật nhiều năm không gặp, bất quá hai cái này cảm tình dường như thân tỉ muội nữ nhân bình thường thông suốt qua điện thoại liên lạc. Lần này Bạch Tuyết Linh tới Thiên Hải là muốn buông lỏng một chút tâm tình, vừa vặn gặp trận này dạ tiệc từ thiện. Tại Bạch Tuyết Linh bên cạnh còn theo một gã tư sắc đặc biệt bình thường nữ nhân. Nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, khẳng định có thể nhận ra, cái này không phải là trước đây Diệp Thần Phong ở kinh thành chữa bệnh khí giới điếm mua ngân châm thời gian, cùng với Bạch Tuyết Linh Chu Đình mà.
Tuyết Linh, chúng ta có thể đã có 3-4 năm không gặp đi. Ngươi là càng dài càng xinh đẹp a, làm hại ta đều nhanh nếu không dám nhận thức ngươi. Triệu Huyền Đình đón đi tới, cho Bạch Tuyết Linh một cái ôm. Bạch Tuyết Linh khóe miệng lộ ra một vòng như hoa như nước dáng tươi cười, nói rằng, Huyền Đình, ngươi còn dám nói sao? Gần nhất mấy ngày này ngươi liền điện thoại cũng không có cấp ta, là điều không phải có bạn trai. Thấy Triệu Huyền Đình đỏ bừng sắc mặt, Bạch Tuyết Linh tiếp tục nói, ta chỉ biết Huyền Đình ngươi nhất định là trọng sắc khinh hữu. Triệu Huyền Đình vội vã ngăn trọng tâm câu chuyện, đưa mắt chuyển rời đến Chu Đình trên người, hỏi Tuyết Linh, vị này chính là. Bạch Tuyết Linh giới thiệu, vị này chính là Chu Đình, bạn tốt của ta, lần này theo ta cùng đi Thiên Hải buông lỏng một chút tâm tình. Chu Đình ngoài miệng mặc dù đang nói rất hân hạnh được biết ngươi các loại lời khách sáo, thế nhưng người sáng suốt có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của nàng có một luồng cao ngạo. Chu gia ở kinh thành mặc dù chỉ là một cái tam lưu gia tộc, thế nhưng Triệu gia chẳng qua là Thiên Hải một cái thương nghiệp gia tộc mà thôi, Chu Đình cho là mình tại Triệu Huyền Đình trước mặt có đầy đủ tự tin tư bản. Triệu Huyền Đình bắt được Chu Đình trong ánh mắt cao ngạo, còn là rất khách khí nói, Tuyết Linh, Chu Đình, chúng ta đi nhanh lên đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Triệu Huyền Đình mở ra xe BMW, Bạch Tuyết Linh ngồi ở phó điều khiển thượng, một cái kình hỏi Triệu Huyền Đình nam bằng hữu là ai? Lớn lên cái dạng gì? Hoàn toàn mất đi đại gia tộc tiểu thư dáng dấp. Triệu Huyền Đình đều bị hỏi đầu óc quay cuồng, vì vậy liền nói rằng, hắn gọi Diệp Thần Phong, các ngươi đợi là có thể gặp được. Diệp Thần Phong, cái này ba chữ từ Triệu Huyền Đình trong miệng nói lúc đi ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Tuyết Linh cùng với chỗ ngồi phía sau Chu Đình khuôn mặt thượng đều lộ ra một bộ mê hoặc biểu tình. Thấy Bạch Tuyết Linh trên mặt biến hóa, Triệu Huyền Đình đột nhiên nghĩ đến Bạch Tuyết Linh vị hôn phu hình như cũng gọi Diệp Thần Phong đi. Trước đây tại gọi điện thoại thời gian, Bạch Tuyết Linh bình thường tại trong điện thoại nhắc tới, thảo nào Triệu Huyền Đình vẫn cảm thấy Diệp Thần Phong tên này có điểm quen thuộc. Bất quá Triệu Huyền Đình có thể khẳng định nàng Diệp Thần Phong tuyệt đối điều không phải Bạch Tuyết Linh vị hôn phu Diệp Thần Phong, nàng đã từng đang cùng Bạch Tuyết Linh trò chuyện chính giữa, hiểu được Bạch Tuyết Linh vị hôn phu là một cái không hơn không kém ăn chơi trác táng, hơn nữa còn là một cái kinh khủng chứng người bệnh nhi. Trái lại nàng Diệp Thần Phong, không chỉ có không có kinh sợ chứng, hơn nữa còn là một vị thần y, thân thủ lại tốt nhượng người không phản đối, như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân lại tại sao có thể là kinh thành Diệp gia cái kia ăn chơi trác táng nhi. Triệu Huyền Đình tướng Diệp Thần Phong sự tình đại khái nói một lần, từ cao siêu y thuật, đến siêu phàm thân thủ, mỗi khi nói đến mạo hiểm chỗ Triệu Huyền Đình hai con ngươi chính giữa đều lóe ra tia sáng kỳ dị, nhượng một bên Bạch Tuyết Linh cũng nghe được tâm tình phập phồng bất định. Huyền Đình, cứ ngươi nói như vậy, bạn trai của ngươi Diệp Thần Phong, thật đúng là không thể nào là ta vị kia vị hôn phu. Nhắc tới vị hôn phu ba chữ này thời gian, Bạch Tuyết Linh khuôn mặt thượng một mảnh buồn bã, trong lòng nàng vẫn oán hận lão thiên. Oán hận gia tộc tại sao phải cho nàng an bài một đoạn như vậy hôn sự. Tuyết Linh, Diệp Thần Phong căn bản cũng không phối làm vị hôn phu của ngươi, nghe nói từ nàng ly khai kinh thành sau tựu chưa có trở về qua, nói không chừng đã là tử ở bên ngoài ni. Chỗ ngồi phía sau Chu Đình khuôn mặt thường khẽ mỉm cười nói, bất quá dáng tươi cười là như vậy nhượng người cảm thấy buồn nôn. Nghe vậy, Triệu Huyền Đình cùng Bạch Tuyết Linh đồng thời hơi khẽ cau mày, thì là Bạch Tuyết Linh không muốn gả cho Diệp Thần Phong. Nàng cũng sẽ không đi động nhượng Diệp Thần Phong tự ý niệm trong đầu, Chu Đình lời nói này thật sự là có chút quá phận. Đình Đình, người không nên nói bậy, Huyền Đình nam bằng hữu cũng gọi Diệp Thần Phong, nói như người vậy đều không phải nhượng người ta hiểu lầm sao. Đợi đến giả tiệc từ thiện địa phương nhìn thấy Huyền Đình nam bằng hữu người không nên nói bậy nói bạ. Bạch Tuyết Linh trơn mềm trên gò má thần tình nghiêm túc. Chu Đình ngậm miệng lại, Bạch Tuyết Linh lời nói nàng hay là muốn nghe. Sau đó Chu gia rất nhiều chuyện đều dùng được Bạch Tuyết Linh ni. Nàng cũng không thể đủ nhượng này quan hệ đoạn, cho nên mấy năm nay nàng mới có thể tượng một cái nha hoàn dường như cẩn thận hầu hạ Bạch Tuyết Linh. Triệu Huyền Đình nói liên tục không có việc gì, bất quá trong lòng nàng không nghĩ ra tượng Bạch Tuyết Linh như thế tâm địa người hiền lành, tại sao có thể có bộ dáng như vậy tâm địa ác độc độc bằng hữu ni. Bất quá Triệu Huyền Đình cũng không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, Tuyết Linh, lần này các ngươi ngay Thiên Hải nhiều ở vài ngày đi. Ta cùng các ngươi hảo hảo đi vui đùa một chút. Huyền Đình, lẽ nào ngươi bất kể bạn trai của ngươi ghen sao? Ngươi bây giờ thế nhưng danh hoa có chủ người, ta có thể không dám trễ nãi thời giờ của ngươi a. Dự định lúc nào kết hôn, ta có thể chờ ăn của ngươi rượu mừng ni. Bạch Tuyết Linh trong lòng thật sâu thở dài một hơi, tạm thời tướng tất cả phiền não đều quên, lần này tới Thiên Hải nàng chính là vì thả lỏng vài thiên.
Chu Đình thấy Bạch Tuyết Linh cùng Triệu Uyển Đình thục lạc hình dạng, trong lòng dầu dĩ không vui, nhìn về phía Triệu Uyển Đình ánh mắt càng là không có hảo ý, nhìn nàng bộ dáng này, thật hoài nghi nàng có nữ đồng khuynh hướng ni. Chương 87, thản nhiên như chi. Tổ chức lần này dạ tiệc từ thiện địa điểm tên là Nhã Các Tửu Điếm. Nhã Các Tửu Điếm là một nhà tửu điếm cấp 5 sao, tại Thiên Hải thuộc về là thượng đẳng cấp, ngày hôm nay vì tổ chức trận này dạ tiệc từ thiện, toàn bộ Nhã Các Tửu Điếm đều bị bao hạ tới. Diệp Thần Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, vì vậy liền gọi một chiếc xe taxi đi tới Nhã Các Tửu Điếm trước cửa, đêm nay Nhã Các Tửu Điếm cửa bên cạnh chỗ đậu xe thượng, nhất thanh nhất sắc là trên trăm vạn hào xa, tượng Diệp Thần Phong như vậy đánh xe taxi tới. Là một cái cũng không có, kết quả là ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, chuẩn bị hướng phía Nhã Các Tửu Điếm bên trong đi đến, cửa bảo an ngăn cản đường đi của hắn, tuy rằng Diệp Thần Phong y phục trên người ăn mặc tự mô tự dạng, thế nhưng làm sao có tham gia tiệc tối người đánh xe taxi tới. Đêm nay tham gia trận này dạ tiệc từ thiện người, cũng đều là thiên hải nhân vật có mặt mũi. Vị tiên sinh này, đêm nay Nhã Các Tửu Điếm bị đặt bao hết. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Bảo an ngang đầu nói là lý trực khí tráng, thậm chí trong giọng nói còn có chứa chẳng đáng. Mắt chó coi thường người ra hỏa Diệp Thần Phong là gặp nhiều, cho nên không cần thiết cùng người như thế không chấp nhặt. Từ trong túi lấy ra thiệp mời đưa cho bảo an, hỏi, hiện tại ngươi cho là ta có thể tiến vào sao? Tên kia bảo an thấy được thiệp mời sau, khí thế trên người tức khắc uể oải đi xuống, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cho mời giản để làm chi không còn sớm lấy ra nữa. Cái này đều không phải nhượng ta nan kham đó sao? Lẽ nào bây giờ kẻ có tiền đều thích làm xe taxi? Trong lòng nghĩ, tên kia bảo an ngoài miệng liền vội vàng nói, mời đến, mời đến. Tổ chức dạ tiệc từ thiện địa phương là Nhã Các Tửu Điếm tầng thứ 2 đại sảnh, đương Diệp Thần Phong đi vào tầng thứ 2 đại sảnh thời gian, bên trong đã là số người nhốn nháo, một đám mặc chính là nhân mô cẩu dạng, biểu hiện ra đều là nho nhã lễ độ dáng dấp, thế nhưng Diệp Thần Phong biết những này nhân vật nổi tiếng nhân sĩ ngầm còn không biết phải có nhiều xấu xa ni. Phụ thân của Triệu Uyển Đình Triệu Khải Hoa đã ở đây, mà Phương Nam Tường còn lại là đi theo Triệu Khải Hoa bên cạnh, Thần Phong, người đã đến rồi à. Thấy Diệp Thần Phong sau, Triệu Khải Hoa liền vội vàng nghênh đón, nói như thế nào Diệp Thần Phong cũng là hắn ân nhân cứu mạng, lại mà có thể cùng Diệp Thần Phong như vậy thần y kéo vào quan hệ là hắn cầu còn không được, rất hiển nhiên hắn hiện tại còn không biết mình nữ nhi cùng Diệp Thần Phong quan hệ. Triệu bá phụ, ngài khí sắc không tệ a, thân thể khôi phục cần phải còn có thể đi, Diệp Thần Phong khách sáo hỏi. Triệu Khải Hoa liên tục gật đầu, nói rằng, ít nhiều có Thần Phong ngươi a. Bằng không ta bộ xương già này đã sớm là buông tay nhân gian, đối Thần Phong, Nam Tường sự tình ta cũng nghe nói, nhượng hắn theo ngươi đi sớm một phen sự nghiệp cũng tốt, ta cũng biết mấy năm nay Nam Tường cho chúng ta Triệu gia bỏ ra rất nhiều. Chủ tịch, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy. Sau đó chỉ cần Triệu gia có cần ta địa phương, ta sẽ lập tức trở về giúp một tay. Đứng ở một bên Phương Nam Tường vội vã mở miệng nói rằng. Nam Tường, ta biết tâm ý của ngươi. Tốt, hai người các ngươi thiên tâm sự đi. Ta còn muốn đi và những người khác lên tiếng kêu gọi ni. Đêm nay trận này dạ tiệc từ thiện là Thiên Hải Triệu gia cùng còn lại mấy cái thương nghiệp gia tộc liên hợp tổ chức, cho nên Triệu Khải Hoa coi như là nửa người chủ nhân, lý nhân đi gọi tới tham gia dạ tiệc từ thiện đông đảo tân khách. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, lại hai ngày nữa tả hữu, ta là có thể tướng Triệu ra sự tình an bài thỏa đáng. Phương Nam Tường thập phần cung kính nói, bất kể là Diệp Thần Phong y thuật, còn là cường hãn thân thủ, đều là nhượng hắn hết sức thuyết phục. Diệp Thần Phong vội vã khoát tay áo, nói rằng, Phương ca, người sau đó có thể không gọi ta Diệp tiên sinh sao? Đổi cái khác xưng hô đi, còn có Triệu ra sự tình ngươi có thể chậm rãi an bài, không cần nóng vội. Huấn luyện Long Nha hội sự tình cũng không vội tại nhất thời a. Hết thảy đều nghe theo Diệp thiếu ý tứ. Phương Nam Tường cuối cùng là bả Diệp tiên sinh tiếng xưng hô này đổi thành Diệp thiếu, bất quá Diệp Thần Phong vẫn là nghe không thế nào thoải mái, nhưng tổng cũng so với Diệp tiên sinh tới êm tai, hắn cũng sẽ tùy Phương Nam Tường đi. Thần Phong, người đã đến a. Triệu Uyển Đình vừa vặn vừa đi vào lầu 2 đại sảnh liền thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, vội vã đi lên trước tới kéo Diệp Thần Phong cánh tay. Chuẩn bị tướng Diệp Thần Phong giới thiệu cho Bạch Tuyết Linh hai người bọn họ nhận thức, nàng ngày hôm nay còn chuẩn bị tại trước mặt cha mẹ công khai cùng Diệp Thần Phong quan hệ ni. Nương Diệp Thần Phong xoay người thấy Bạch Tuyết Linh thời gian, trên mặt thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút, ngược lại lại khôi phục được bình tĩnh, có câu không phải là nói thật sao? Nhân sinh nơi nào bất tương phùng a?
Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh chỉ là trên danh nghĩa vị hôn phu phụ, hắn đối vị này kinh thành đệ nhất mỹ nữ không có ôm nửa điểm huyễn tưởng, thản nhiên tự nhiên nhìn Bạch Tuyết Linh nói rằng, trùng hợp như vậy à. Bạch Tuyết Linh thấy Diệp Thần Phong thời gian cả khuôn mặt sắc mặt cũng thay đổi, bất khả tư nghị hỏi, chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi là Uyển Đình Nam bằng hữu. Triệu Uyển Đình phát hiện tình huống không được bình thường, thế nào Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh hình như nhận thức nghi? Lẽ nào cái này Diệp Thần Phong chính là Bạch Tuyết Linh vị hôn phu Diệp Thần Phong? Vậy cũng cùng theo như đồn đãi xuất nhập quá lớn một chút đi. Triệu Uyển Đình vừa định muốn mở miệng, đứng tại Bạch Tuyết Linh bên cạnh Chu Đình Tựu không chịu ngồi yên, nàng có thể ký hận chứ Diệp Thần Phong ni. Ở kinh thành chữa bệnh khí giới đếm thời gian, đường ca của nàng Chu Giác An tại Bạch Tuyết Linh trước mặt đại tiểu tiện không khống chế, sau đó nàng từ nàng đường ca trong miệng biết được chuyện này là Diệp Thần Phong đang làm trò quỷ. Mà giờ khắc này Chu Đình nhìn che mặt trước dáng dấp đẹp trai Diệp Thần Phong, căn bản cũng không tượng là một cái kinh khủng chứng người bệnh, thậm chí so với người bình thường còn muốn bình thường ni. Diệp Thần Phong, người cái không biết xấu hổ nam nhân, người chớ quên ngươi và Tuyết Linh còn là vị hôn phu phụ quan hệ ni. Người tại sao có thể ở bên ngoài thông đồng nữ nhân ni? Chu Đình đột một lời nói có thể dùng đứng tại phụ cận người toàn bộ nghe được, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt tập trung đến bên này. Bạch Tuyết Linh kéo lại Chu Đình cánh tay, nói rằng, Đình Đình, ngươi không nên nói bậy nói bạ, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói. Bạch Tuyết Linh xứng đáng là đại gia tộc chính giữa tiểu thư, nàng phân rõ tại trường hợp này căn bản không thích hợp nói như vậy. Chu Đình phảng phất là ăn quả cân quyết tâm, bất mãn nói, Tuyết Linh, như vậy cũng tốt, dù sao hắn Diệp Thần Phong căn bản nhất điểm đều không xứng với ngươi. Chu Đình chính là muốn nhìn đến Diệp Thần Phong trước mặt mọi người xấu mặt mô dạng mới bỏ qua. Bất quá Diệp Thần Phong gương mặt thản nhiên, điều này làm cho Chu Đình vô cùng khó chịu nhanh, tướng đầu mâu nhắm ngay Triệu Uyển Đình, nói rằng ta xem ngươi đã sớm muốn câu dẫn Diệp Thần Phong kẻ ngu này đi. Hai người các ngươi đảo thật đúng là thẳng xứng. Triệu Uyển Đình đôi mắt đẹp đã sớm là hồng đồng đồng, Chu Đình lời này vừa nói ra, Triệu Uyển Đình viền mắt chính giữa nước mắt tức khắc dường như khai áp vòi nước bừng lên. Thấy Triệu Uyển Đình hai mắt đẫm lệ mông lung mô dạng, Diệp Thần Phong trong lòng nổi giận. Chu Đình loại nữ nhân này thật là nhượng hắn cảm giác được buồn nôn, tuy rằng hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng đêm nay hắn quyết định muốn ngoại lệ một lần, bất quá hắn vừa định tướng cái tát hất ra, tự nghe thấy được ba nhất thanh thúy hưởng. Chương 88, theo đuổi tâm tư của mình. Bạch Tuyết Linh tiên Diệp Thần Phong một bước tướng cái tát văng ra ngoài, Chu Đình bất khả tư nghị nhìn Bạch Tuyết Linh, bàn tay bụng mặt gò má thượng đỏ tươi giấu năm ngón tay, không cam lòng hỏi Tuyết Linh, ngươi vì sao? Sự tình phát sinh sau, Bạch Tuyết Linh mới cảm giác được có chút hối hận, nàng tướng Triệu Uyển Đình cho rằng là thân tỉ muội, vừa rồi Chu Đình lại có thể xuất khẩu nhục mạ Triệu Uyển Đình, có thể dùng nàng trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế tốt tâm tình đã đem một tát này cấp văng ra ngoài. Chúng ta sau đó không là bằng hữu nữa, cũng không còn là hảo tỉ muội. Bạch Tuyết Linh hàm răng vi cắn môi nói rằng, rất rõ ràng tại Chu Đình cùng Triệu Uyển Đình trong lúc đó, nàng lựa chọn đứng ở sau bên này. Bạch Tuyết Linh một tát này trái lại nhượng Diệp Thần Phong đối với nàng sinh ra đổi mới, hắn không nghĩ tới vị đại tiểu thư này vẫn có nhận người thích ưu điểm ni mà. Chu Đình cảm thụ được ở đây nhìn chằm chằm nàng nóng bỏng ánh mắt, thậm chí so với trên gương mặt đau đớn càng thêm để cho nàng khó chịu, xoay người liền hướng dưới lầu chạy đi, thẳng đến chạy ra khỏi Nhã Các tửu điếm, nàng mới đem vật cầm trong tay giỏ sách hung hăng ném vào trên mặt đất, dùng giày cao gót gót đạp mạnh một lần, tướng toàn bộ bao da đạp được tứ phân ngũ liệt. Từ trong túi lấy ra nhất cái hóa trang kính, Chu Đình nhìn trong gương trên gương mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay, hai con người chính giữa thần sắc thay đổi được oán hận không gì sánh được. Trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh, đêm nay tất cả ta Chu Đình một ngày nào đó hội hướng ngươi đòi lại, ta muốn cho ngươi tự mình quỵ ở trước mặt ta xin lỗi. Chu Đình ly khai có thể dùng Nhã Các tửu điếm lầu hai đại sảnh lần thứ hai khôi phục bình thường, ngoại trừ dựa vào là tương đối gần phương nam tường đại khái đoán được là thế nào một hồi sự tình ở ngoài. Những người khác đều là rơi vào trong sương mù, bất quá dạ tiệc từ thiện còn muốn tiến hành đi xuống, rất nhanh tân khách ánh mắt đều rời đi hướng chỗ khác, ngoại trừ một ít con em nhà giàu ánh mắt tham lam không ngừng tại Bạch Tuyết Linh cùng Triệu Uyển Đình trên người nhìn quét bên ngoài. Diệp Thiếu, ta tiên bồi chủ tịch đi bắt chuyện tân khách. Phương Nam Tường biết người tuổi trẻ sự tình hắn không thích hợp nhúng tay, huống chi sau đó hắn theo Diệp Thần Phong, nói như thế nào coi như là Diệp Thần Phong chính là thủ hạ, tự càng không thích hợp ở tại chỗ này. Phương Nam Tường đi rồi, Diệp Thần Phong, Triệu Uyển Đình cùng Bạch Tuyết Linh lục con mắt nhìn nhau,
bầu không khí có vẻ hết sức xấu hổ, Triệu Huyền Đình cúi đầu nhỏ bé yếu ớt văn thanh nói rằng, ta đi một chuyến toilet. Diệp Thần Phong biết chuyện này thương tổn tới Triệu Huyền Đình, thế nhưng bây giờ không phải là giải thích thời gian, từ kinh qua bên cạnh trong tay người bán hàng cầm lấy nhất ly rượu đỏ, tìm một cái tương đối an tĩnh góc ngồi xuống. Thấy Diệp Thần Phong không nói tiếng nào rồi rời đi, Bạch Tuyết Linh trong lòng tức giận đến không được, nàng từ trước chỗ nào gặp qua nam nhân lạnh nhạt. Kinh thành những nam nhân kia thấy nàng người nào đều không phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Khẩn đón nàng liền nghĩ tới ở kinh thành chữa bệnh khí giới điếm chuyện đã xảy ra cùng với Diệp Thần Phong ở trước mặt nàng hôn môi Võ Hiểu Phỉ, trong lòng tự càng thêm không thoải mái. Luôn mãi do dự sau còn là hướng phía Diệp Thần Phong đi tới, tại Diệp Thần Phong bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, hỏi, ngươi làm như vậy là vì khiến cho ta chú ý sao? Như vậy mục đích của ngươi đã đạt đến, bất quá Uyển Đình là chị em tốt của ta, mời buông tha nàng. Diệp Thần Phong hơi nhấp một miếng rượu đỏ, đen kịt hai con ngươi mạn bất kinh tâm đánh giá nữ nhân trước mặt, lắc đầu nói rằng, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngực lớn nhưng không có đầu óc a. Trí tưởng tượng của ngươi thật là đủ phong phú, bất quá ta đối với ngươi như thế buồn chán, đừng tưởng rằng đàn ông của toàn thế giới cần phải muốn vây ngươi chuyển không thể. Ngươi Bạch Tuyết Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào phản bác. Trước mặt Diệp Thần Phong thấy thế nào cũng không giống như là một cái kinh hoàng chứng người bệnh a. Lẽ nào Uyển Đình nói toàn bộ là thật, Diệp Thần Phong không chỉ có là một vị thần y, hơn nữa còn là nhất vị cao thủ. Nghĩ đến đây liền Bạch Tuyết Linh đều cảm thấy có chút buồn cười, nếu là Diệp Thần Phong thật lợi hại như vậy. Hắn ở kinh thành Diệp kẻ ngu si tên lại là từ đâu mà đến. Có thể trước mặt Diệp Thần Phong chỉ là kinh hoàng chứng trị mà thôi. Cầm trong tay cốc có chân dài nhẹ nhàng hoảng hoảng, Diệp Thần Phong có chút áy náy nói, mới vừa rồi là ta nói sai, ngươi nhiều lắm chính là ngốc nghếch mà thôi, về phần ngực to căn bản cùng ngươi dính không hơn bên. Diệp Thần Phong tỉ mỉ nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Linh ngực, tiếp tục nói, sân bay a. Lúc này Bạch Tuyết Linh thật là bị tức đến, lần trước ở kinh thành gặp phải thời gian bị Diệp Thần Phong nói thành là xoa y bản. Lần này lại biến thành sân bay, có nữ nhân nào thích nghe được nói như vậy? Nhìn Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh dáng dấp, cùng với nghĩ đến từ trước Diệp Thần Phong quần áo lụa là biểu hiện, Bạch Tuyết Linh ngược lại thì tính táo lại, nàng dám khẳng định đối phương làm nhiều như vậy chính là vì hấp dẫn ánh mắt của nàng, cho nên hắn mới không hơn cái này đương ni. Bình phục một tí tâm tình trong lòng, nói rằng, Diệp Thần Phong, giữa chúng ta hôn ước. Lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, ngươi yên tâm. Hai chúng ta trong lúc đó tịnh không tồn tại cảm tình, rút cái thời gian ta sẽ nhường ra ta tướng cửa hôn sự này cấp lui, đến lúc đó có thể không ai cười nhạo ngươi có một kẻ ngu si vị hôn phu, cũng sẽ không có người ta nói một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Diệp Thần Phong hiện tại nhắc tới nữ nhân vấn đề tựu đau đầu, Triệu Huyền Đình cùng Đường Hân sự tình còn không có giải quyết ni. Mà hắn và Bạch Tuyết Linh hôn ước, từ đầu đến cuối hắn căn bản là không có coi ra gì. Ngươi nói cái gì? Người nguyện ý chủ động giải trừ hôn ước, Bạch Tuyết Linh nghi ngờ hỏi, đôi mắt đẹp nhất khác cũng không có ly khai Diệp Thần Phong gương mặt của, tựa hồ muốn từ đối phương trên mặt biểu tình biến hóa nhìn ra một ít kẽ hở tới, nhưng mà nàng chỉ từ Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng thấy được không sao cả cùng hồn nhiên không thèm để ý. Giờ khắc này Bạch Tuyết Linh thật độc không hiểu trước mặt người đàn ông này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nguyên bản nàng đều không phải một mực nghĩ muốn thế nào giải trừ hôn ước sao. Vì sao hiện tại trong lòng nàng lại không cao hứng nổi ni? Thế nào, là điều không phải cao hứng ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Ta Diệp Thần Phong ưu điểm lớn nhất ngay cả có tự mình hiểu lấy, ta có thể không xứng với kinh thành đệ nhất mỹ nữ a. Diệp Thần Phong thản nhiên tự nhiên, nói trong giọng nói nào có nửa điểm tự ti a. Trong phòng rửa tay, Triệu Huyền Đình nhìn mình trong gương, trong con ngươi xinh đẹp không ngừng có lệ trích chảy xuống đôi má, trong miệng đứt quảng nói, vì sao? Vì sao hắn sẽ là Tuyết Linh vị hôn phu? Lẽ nào lão thiên cứ như vậy thích trêu cợt người sao? Trong đầu nhớ lại cùng Diệp Thần Phong ngắn ngủi ở chung, cùng với Diệp Thần Phong xuất hiện hóa giải Triệu gia nhiều lần tai nạn, nàng lúc này mới phát hiện không biết lúc nào. Diệp Thần Phong thân ảnh đã tại trong lòng nàng để lại lái đi không được vết tích. Còn nhớ rõ ngày nào đó tại nàng nhất tuyệt vọng, vài độ cho là mình cũng bị Vạn Khải làm bẩn thời gian. Diệp Thần Phong dường như một cái bạch mã vương tử kịp thời xuất hiện, tại dưới tình huống đó nàng cam tâm tình nguyện tướng đệ nhất lần cho Diệp Thần Phong, nàng nguyên bản không có ý định làm cho đối phương phụ trách, mà Diệp Thần Phong là một cái có đảm đương nam nhân,
thế nhưng hôm nay tại nàng đối thời gian tới tràn ngập mong đợi thời gian, hết thảy tất cả đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cấp phá vỡ. Diệp Thần Phong là Bạch Tuyết Linh vị hôn phu. Chương 89, 500 đồng. Đêm nay giả tiệc từ thiện làm một cái bán đấu giá quá trình, do Thiên Hải rất nhiều nhân vật có mặt mũi quyên ra một ít vật phẩm, ở đây lần giả tiệc từ thiện thượng bán đấu giá, đương nhiên bán đấu giá đoạt được mỗi một phân tiền đều là quyên cấp cơ quan từ thiện. Hiện tại đến đêm nay mấu chốt nhất bán đấu giá phân đoạn, đêm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là nhất điều phỉ thúy hạng liên, chúng ta đã nhượng chuyên gia ước định qua sợi dây chuyền này giá trị, tại trên thị trường ít nhất phải 15 vạn. Nhã Các Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh phía trước nhất dựng khởi một cái sân khấu, một gã chừng 30 tuổi nam người chủ trì, trong tay cầm microphone, thanh âm to nói rằng. Một gã lễ nghi tiểu thư trong tay bưng nhất cái khay, khay thượng đang đắp một khối màu đỏ vải vóc, dáng người ưu nhã đi lên sân khấu, sau đó tướng khay bỏ vào nam người chủ trì trước mặt trên bàn, tự trực tiếp đi xuống sân khấu đi. Nam người chủ trì tướng khay thượng vải đỏ cấp sốc lên. Tức khắc nhất điều phẩm sắc thượng thừa phỉ thúy hạng liên trình hiện tại dưới mặt của mọi người trước, tới tham gia đêm nay trận này giả tiệc từ thiện mỗi một người đều là phi phú tức quý, liếc mắt là có thể nhìn ra được người chủ trì nói không ngoa, này phỉ thúy hạng liên giá trị cái giá này vị. 15 vạn giá bắt đầu, cảm giác hứng thú bằng hữu có thể kêu giá. Trên đài nam người chủ trì nói rằng, 15 vạn, rất nhanh dưới thì có một gã 40-50 tuổi trung niên nam nhân kêu giá, nhìn hắn cái này đỗ đầy chàng mập dáng dấp. Khóe miệng hiện ra một vòng buồn nôn dáng tươi cười, vừa nhìn liền biết hắn dự định tướng này phỉ thúy hạng liên chụp được tới đưa cho hắn bao nhịn nãi. Bất quá tối nay tới tham gia trận này giả tiệc từ thiện người cũng đều là nhiều tiền không có chỗ hoa chủ, rất nhanh thì có người hô lên 20 vạn. Đỗ đầy chàng mập trung niên nam nhân ngược lại cũng không phục hô lên 25 vạn, bất quá khi có người hô lên 30 vạn thời gian, hắn tức khắc héo đi xuống, có thể thấy được hắn còn không phải chân chính có tiền chủ. Giá đấu giá một đường tiêu thăng đến 50 vạn mới đình chỉ kế tục bay lên xu thế, nam người chủ trì gặp không ai lại kêu giá, vì vậy liền hỏi còn có người ra giá tiền cao hơn sao? 60 vạn, dưới đài một gã 25-26 tuổi thanh niên một hơi thở tự bỏ thêm 10 vạn, người này tên là Tạ Phan An, cái đó phụ thân là Thiên Hải số 1 số 2 phú thương, bình thường mua chiếc xe tử đều động trên 100 vạn đến 1000 vạn ni. Chính là vài 10 vạn hắn thật đúng là không để vào mắt. Tạ Phan An ngẩng đầu thẳng hung, trong ánh mắt tràn đầy tự ngạo, ở đây kẻ có tiền tuy rằng không phải số ít, bất quá bán đấu giá phân đoạn mới vừa mới bắt đầu, ai cũng biết càng là đồ tốt thì càng phóng tới đằng sau phách, cho nên bọn họ cũng tự mất đi cùng Tạ Phan An đấu giá hứng thú. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nam người chủ trì lại hỏi một lần, gặp lần này lại không người kêu giá liền nói rằng, 60 vạn nhất lần, 60 vạn hai lần, 60 vạn ba lần, thành giao. Này phỉ thúy hạng liên do Tạ Phan An tiên sinh vỗ. Lễ nghi tiểu thư tướng Tạ Phan An vỗ phỉ thúy hạng liên giao cho trong tay của hắn, Tạ Phan An đưa mắt nhìn sang ngồi ở cách đó không xa trong góc Bạch Tuyết Linh trên người, thấy Tạ Phan An lần này cử động, người ở chỗ này cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Tạ Phan An muốn thảo mỹ nữ niềm vui. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta tên là Tạ Phan An, ba ta là Thiên Hải nổi danh phú thương, này phỉ thúy hạng liên là ta đưa cho tiểu thư ngươi. Tạ Phan An đi tới Bạch Tuyết Linh trước mặt đặc biệt thân sĩ nói rằng. Bạch Tuyết Linh trong lòng chính khó chịu lắm, vừa rồi Diệp Thần Phong chủ động đối với nàng đưa ra giải trừ hôn ước, trong lòng của nàng thật giống như chắn một tảng đá. Nữ nhân chính là một loại kỳ quái động vật, cái này đều không phải Bạch Tuyết Linh muốn đi gặp nhất kết quả sao. Chuyện bây giờ xảy ra, trong lòng nàng lại không giải thích được khó chịu nhanh. Gặp Bạch Tuyết Linh không để ý đến bản thân. Chỉ lo nhìn chằm chằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong, Tạ Phan An trên mặt mũi sượng mặt, hướng về phía Diệp Thần Phong đề cao vài phần âm lượng, hỏi có phải là ngươi hay không chọc tới vị tiểu thư này sinh khí. Ta lệnh cho ngươi lập tức hướng nàng nói khiểm. Diệp Thần Phong móc móc tai, chậm rãi mở hai mắt ra, bất chí khả phủ hỏi, ngươi là vị nào? Ba ta là Thiên Hải đứng hàng thứ trước 10 phú thương, ta là Tạ Phan An. Tạ Phan An tràn đầy tự tin nói rằng, đối Diệp Thần Phong một bộ khinh thường biểu tình. Ba ngươi là ai liên quan gì ta? Thì là ba ngươi là làm con vịt cùng ta nửa lông tiền quan hệ cũng không có. Còn Tạ Phan An ni, chỉ ngươi cái bộ dáng này cũng dám lấy tên này. Hôm nào còn là đổi cái Tạ Vương Tám đi, tên này cùng tướng mạo của ngươi tương đối xứng. Khanh khách lạc nguyên bản tâm tình thật không tốt Bạch Tuyết Linh nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, vậy mà bụng cái miệng nhỏ nhắn không kiềm hãm được cười lên.
khiến cho đứng tại bọn họ hai cái trước mặt Tạ Phan An là sắc mặt tái xanh. Không có giáo dục người, thật không biết như ngươi vậy người là thế nào chui vào tới. Tối nay là dạ tiệc từ thiện, lẽ nào ngươi chưa phát giác ra bản thân phải làm điểm việc thiện sao? Thiên Hải Phú Nhị Đại Tạ Phan An trên cơ bản đều là biết, thế nhưng trước mặt Diệp Thần Phong hắn đến còn thật không có gặp qua, cho nên bản năng cho rằng đối phương cũng không phải một kẻ có tiền chủ. Đứng tại cách đó không xa Triệu Khải Hoa thấy được tình huống của bên này sau, vội vàng hướng bên cạnh Phương Nam Tường nói rằng, đi xem Thần Phong gặp phải phiền toái gì. Diệp Thần Phong nhìn Phương Nam Tường hướng phía đã biết vừa đi tới, hơi lắc đầu, Phương Nam Tường thấy cái tiểu động tác này sau, liền không có đi tới, hắn biết Diệp Thần Phong muốn tự mình giải quyết, hắn cũng biết Diệp Thần Phong có năng lực này. Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, nói rằng, việc thiện ta hàng năm đều ở đây làm. Nếu tối nay tới tham gia cái này tiệc tối, đương nhiên không hội tay không mà đến. Nói Diệp Thần Phong hướng phía trên đài đi. Còn hàng năm đều ở đây làm việc thiện ni. Bạch Tuyết Linh ở trong lòng đau khổ không ngớt, từ trước Diệp Thần Phong là một không hơn không kém ăn chơi trác táng, bớt làm chuyện ác đã là cảm tạ trời đất. Ở đây tân khách nhìn Diệp Thần Phong tự mình đi lên đài đều cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, lúc này Tạ Phan An rất tốt sung đương sướng ngôn viên. Vị bằng hữu này muốn tại đêm nay giả tiệc từ thiện thượng quyên ra một số tiền lớn, ta nghĩ hắn nói một số tiền lớn ít nhất phải đến 1000 vạn đi. Bằng không hắn cũng nghiêm chỉnh lên đài A. Tạ Phan An đây là đang bức bách Diệp Thần Phong tiến tuyệt lộ ni. Bất quá Diệp Thần Phong gương mặt thản nhiên tự nhiên, điều này làm cho Tạ Phan An đều tại hoài nghi đối phương có phải thật vậy hay không là một kẻ có tiền chủ. Tại Diệp Thần Phong đi lên đài thời gian, Triệu Huyền Đình cũng từ toilet đi ra. Cùng Bạch Tuyết Linh ánh mắt chạm nhau gian, hai người không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nam người chủ trì có lễ phép nhìn Diệp Thần Phong hỏi, tiên sinh, ngài chuẩn bị dùng cái gì tình thế quyên tiền? Nếu như ngươi dự định dùng bán đấu giá tình thế quyên tiền lời nói, ngươi chỉ cần đứng tại dưới đài kêu giá là được rồi. Không cần, ta dự định trực tiếp quyên tiền. Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra tấm vé mời tử, có chừng 500 đồng tiền đi. Đây là hắn toàn thân cao thấp tất cả tiền. Hắn thông thường xuất môn không có mang tiền tập quán. Ta tự quyên 500 đồng tiền. Thần tình kia là bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu thản nhiên tự nhiên, Diệp Thần Phong nhất điểm cũng không có cảm thấy mình là đang làm một cái mất mặt sự tình. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, những dưới đài các phú thương là mở rộng tầm mắt, nam người chủ trì ngây người nhìn Diệp Thần Phong, hắn không biết là nên nhận lấy cái này 500 đồng tiền. Còn là không nên nhận lấy cái này 500 đồng tiền. Chương 90, nói cho cùng. Ha ha ha, cũng không biết là ai trước cười to đi ra phá vỡ hiện trường phần này vắng lặng, tùy theo mà đến là dưới đài các phú thương chẳng đáng cùng với tiếng nghị luận. Tiểu tử này là từ nơi này nhô ra, hắn người như vậy cũng xứng tới tham gia đêm nay dạ tiệc từ thiện. 500 đồng tiền, hắn thật là có khuôn mặt lấy ra nữa, thật đúng là tưởng đang đánh phát xin cơm. Dưới đài các loại khó nghe ngôn ngữ đều từ nơi này ta phú thương trong miệng xông ra. Cách đó không xa Triệu Huyền Đình thần sắc lo lắng nhìn trên đài Diệp Thần Phong, một bên Bạch Tuyết Linh mày liễu hơi nhíu, Diệp Thần Phong cái này là hát kia nhất gia. Diệp gia giàu gì cũng là kinh thành nhất lưu gia tộc A. Diệp Thần Phong thân là Diệp gia cháu đích tôn hội thiếu tiền sao. Triệu Khải Hoa tại Phương Nam Tường bên tai nhẹ giọng dặn dò nói mấy câu sau, Phương Nam Tường hướng phía trước mặt trên đài đi, bất quá chính trực lúc này, Tạ Phan An lên tiếng, cái này không phải là hắn muốn xem đến kết quả sao. Khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói, nguyên lai vị tiên sinh này căn bản là không có tiền A. Vậy ngươi hà tất còn muốn quyên tiền đâu, ngươi cái này không phải là mình làm mất mặt tự mình sao? Còn là đi về nhà nhiều kiếm vài tiền đi, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một phần công tác? Nghe được Tạ Phan An lời nói càng quá phận, Triệu Khải Hoa là cũng nữa không nhịn nổi, hắn cũng không muốn chọc tới Diệp Thần Phong vị thần y này mất hứng. Vừa định lớn hơn giống lúc đi ra, trên đài Diệp Thần Phong nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Thần Phong hắng giọng, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, thuận lợi cầm lấy nam người chủ trì trong tay microphone, cổ họng trong phát ra có nhiều từ tính thanh âm, nói rằng, đại gia yên tĩnh một chút. Quả nhiên dưới đài tiếng nghị luận tức khắc biến mất vô ảnh vô tung, bất quá đây cũng không phải là những. Này các phú thương nghe lời, mà là Diệp Thần Phong trong thanh âm ẩn chứa linh hồn chi lực. Có thể ngắn ngủi nhượng những người bình thường này ngây người chỉ chốc lát. Lẽ nào ta quyên đi ra ngoài 500 đồng tiền thì không phải là tiền sao? Các ngươi những, này kẻ có tiền luôn miệng nói muốn quyên tiền, các ngươi trong lòng còn không phải là muốn nhận được một cái tiếng tốt sao?
Nếu các ngươi như thế thích làm việc thiện, vậy tại sao không đi cơ quan từ thiện nặc danh quyên tiền ni? Một đám khẩu thị tâm phi ra hỏa, ngoài miệng nói so với ai khác đều lưu, kỳ thực đều là dối trá đến cực điểm. Diệp Thần Phong lần này leng keng hữu lực lên tiếng, không thể nghi ngờ là trọt chúng những. Này các phú thường uy hiếp, có thể dùng bọn họ một đám đỏ mặt tía tai, ngay cả Triệu Khải Hoa khuôn mặt thượng cũng hơi phiếm hồng, hắn biết Diệp Thần Phong nói những lời này đều là sự thực. Nhưng mà dưới đài rất nhiều phú thương trong lòng là không phục, bọn họ cũng đều là thiên hải nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, dựa vào cái gì nghe Diệp Thần Phong cái này tiểu tử nghèo thuyết giáo ni. Giữa lúc có người muốn mở miệng quát bảo ngưng lại thời gian, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, làm việc thiện chính là muốn lượng sức mà đi, chỉ ta hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ có 500 đồng tiền, dù cho vừa rồi ta toàn thân cao thấp chỉ có nhất cái tiền xu, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố lấy ra nữa, bởi vì làm việc thiện không mất mặt. Diệp Thần Phong trực tiếp từ trên đài nhảy xuống tới, đi thẳng tới Tạ Phan An trước mặt, nói rằng, chính như vị tiên sinh này, chớ nhìn hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, vừa rồi sở dĩ hắn như thế hết sức vỗ cái kia Phỉ Thúy Hạng Liên là vì thảo nữ nhân niềm vui, hắn trong lòng có từng nghĩ tới hắn là đang làm việc thiện. Đây căn bản tự mất đi làm từ thiện bản ý, như vậy từ thiện căn bản cũng không có thể gọi là từ thiện. Tạ Phan An bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người vũ nhục, trên mặt biểu tình từ từ thay đổi được dữ tợn lên. Hắn từ nhỏ đến lớn tại thiên hải cái này nhất mẫu ba phần trên mặt đất lúc nào gặp phải cái này loại nhục nhã. Huống chi đêm nay trận này giả tiệc từ thiện Tạ gia cũng là chủ sự mới chi nhất, chỉ bất quá đêm nay Tạ Phan An lão nhân đến lúc có vấn đề không có trình diện mà thôi. Tốt, nói cho cùng, đây mới là từ thiện bản ý a. Trong đám người đi ra một gã 60-70 tuổi lão đầu đầy nếp nhăn khuôn mặt thượng ửng hồng một mảnh, rất rõ ràng cho thấy bị Diệp Thần Phong lời nói này cấp lây. Đối với Diệp Thần Phong mà nói tùy cơ ứng biến diễn thuyết căn bản là không làm khó được hắn, chớ quên hắn thế nhưng 500 năm sau quốc gia bồi dưỡng ra được nhân tài toàn năng, ứng phó các loại tràng diện đều là thành thạo. Lão đầu tên là Châu Trạch Đống, là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Viện trưởng, đương nhiên hắn còn có một cái kẻ khác kiêng kỵ thân phận, hắn là Thiên Hải Thị ủy Thư Ký Cha, người ở chỗ này có người nào dám đắc tội hắn. Rất nhiều nguyên lai đối Diệp Thần Phong không phấn phú thương hết thảy ngậm miệng lại. Rất sợ chọc cho lão gia tử này tức giận, thị ủy thư ký thế nhưng cái nổi danh hiếu tử ni. Lúc này ngay cả Tạ Phan An đều đàng hoàng ngậm miệng lại, chỉ là một đôi âm trầm đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong khuôn mặt, thật giống như là muốn tướng Diệp Thần Phong dáng dấp lao lao nhớ ở trong lòng. Đương nhiên Diệp Thần Phong đối với Tạ Phan An loại phế vật này hoàn toàn không có để ở trong lòng, tượng hắn người như thế Diệp Thần Phong muốn lúc nào giải quyết là có thể từ lúc nào giải quyết hết. Các ngươi những người này có nghe thấy hay không, không nên cho là mình có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon, việc thiện có thể điều không phải tưởng các ngươi làm như vậy, hôm nay từ thiện giới thật là bị các ngươi những người này khiến cho ô yên chướng khí. Châu Trạch Đống trong miệng lớn tiếng quát dẹp đường. Nói đến Châu Trạch Đống lúc còn trẻ, đồng dạng là một cái số khổ người nghèo, không có thiếu gặp cái khác người khinh bỉ, hắn là trải qua cố gắng của mình mới ngồi trên Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Viện trưởng vị trí, may mà con của hắn hiện tại cũng vô cùng không chịu thua kém. Tại Thiên Hải dám đắc tội lão nhân gia ông ta người còn thật không có mấy người. Tiểu huynh đệ, ngươi Châu Trạch Đống vừa xoay người chuẩn bị hỏi Diệp Thần Phong tên thời gian, chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên xuyễn khởi khí thô, người nửa ngày đột nhiên té xỉu ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong mở to hai mắt nhìn, lão nhân này cũng quá khoa trương nhất điểm đi. Chẳng lẽ là kích động bất tỉnh? Đương nhiên ở đây rất nhiều người đều là biết Châu Trạch Đống có đột phát tính bệnh tim. Khả năng vừa rồi một kích động có thể dùng trái tim ngừng đập. Người ở chỗ này tướng sở hữu ánh mắt trước tiên nhìn về phía Diệp Thần Phong, bọn họ cũng đều là phi thường nhanh trí thương nhân, cũng định tướng chỗ có trách nhiệm đổ lên Diệp Thần Phong trên người. Ha ha, a Tạ Phan An âm trầm cười hai tiếng nói rằng, người biết lão gia tử này là ai chăng? Hắn là thị ủy thư ký phụ thân, đây đều là của ngươi nguyên nhân mới tạo thành hắn bệnh tim đột phát, ngươi sẽ trở đi ngồi tù đi. Châu Trạch Đống mỗi lần lúc ra cửa còn hắn đều sẽ an bài một gã bác sĩ theo hắn, lúc này tên này bác sĩ đã đang giúp lão gia tử kiểm tra thân thể, làm một ít cấp cứu thi thố sau, nhưng mà Châu lão gia tử một chút phản ứng cũng không có, trái tim đồng dạng không có khôi phục nhảy lên, trái lại trên mặt thay đổi được càng thêm không có huyết sắc. Nhanh tống y viện, nhanh tống y viện, tên này bác sĩ vội vã mở miệng, dùng hắn phỏng chừng tống y viện cũng không có bao lớn hy vọng, bất quá thân phận của Châu Trạch Đống ở nơi nào bày ni. Cái này một cái hình thức còn là nhất định phải đi. Diệp Thần Phong đồng nhìn đã nhìn ra, dùng hiện tại y học xoay ngang, Châu Trạch Đống đã bị bệnh tim đột phát, hắn cũng không có khả năng tại thời điểm này đột nhiên xuất hiện.
Châu Trạch Đống nhất định là muốn đi gặp Diêm Vương gia, xem ra lần này hắn lại muốn xuất thủ, huống hồ Châu Trạch Đống lão nhân này mới vừa rồi còn đứng ra giúp hắn nói ni. Hắn đối lão nhân này cũng không có phản cảm, thuận lợi cứu nắm cũng là không gì đáng trách sự tình. Chương 91, Thần Y Diệu Thủ. Thần Phong, nếu không ngươi xuất thủ tướng Châu lão gia tử cứu tỉnh đi. Triệu Khải Hoa đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu là Châu Trạch Đống có cái tam trường lưỡng đoạn, đến lúc đó Diệp Thần Phong nhất định là không thoát được quan hệ, liền hắn Triệu Khải Hoa cũng không giúp được gì. Đương nhiên hiện tại hắn còn không biết Diệp Thần Phong là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn ni. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật đầu, nói rằng, Triệu bá phụ, lão gia tử này sợ rằng đưa vào y viện cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá ta trái lại thật là có biện pháp đưa hắn từ quỷ môn quan thượng kéo trở về, bất quá nhiều người ở đây, ta yêu cầu một cái an tĩnh gian phòng trị liệu. Triệu Khải Hoa là đối Diệp Thần Phong vị thần y này lời nói thâm tín không nghi ngờ, dù sao hắn hôn mê 3 tháng chính là Diệp Thần Phong cứu tỉnh, từ Diệp Thần Phong trong lời nói hắn càng thêm đã biết Châu lão gia tử nguy hiểm, vội vã gọi hai gã nhân viên phục vụ, nói rằng tướng Châu lão gia tử phù tiến tửu điếm căn phòng của đi. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn làm lỡ Châu lão gia tử tống y viện không được sao? Tên kia Châu lão gia tử đi theo bác sĩ mặc dù biết lão gia tử là không cứu, thế nhưng vẫn là mở miệng quát bảo ngưng lại, chính cái gọi là đả cậu còn phải xem chủ nhân ni. Hắn làm Châu lão gia tử đi theo bác sĩ thế nhưng có rất nhiều người phách hắn nịnh bợ, lâu ngày hắn thật đúng là cho là mình là một nhân vật. Đúng vậy, Triệu Khải Hoa, lẽ nào ngươi có thể gánh chịu Châu lão gia tử bệnh tình sao? Triệu Khải Hoa, nhanh hướng vị thầy thuốc này xin lỗi, Châu lão gia tử thân thể có thể quý giá lắm. Triệu Khải Hoa sắc mặt đỏ lên, nhìn những này nịnh nọt người. Trong lòng tức khắc nổi giận, quát dẹp đường, nếu như Châu lão gia tử đêm nay xảy ra chuyện gì. Ta Triệu Khải Hoa một người phụ trách, hiện tại các ngươi còn muốn nói điều gì sao? Tên kia đi theo bác sĩ cười lạnh nói, ngươi phụ trách, ngươi có thể phụ trách nổi sao? Triệu Khải Hoa giàu gì cũng là thiên hải nổi danh phú thương, trong tay càng là nắm trong tay một nhà đưa ra thị trường công ty, chỗ nào chịu được tên này tiểu thầy thuốc đùa cợt. Muốn khởi mới vừa rồi Diệp Thần Phong đã nói. Tức khắc không chút lưu tình nói tốt, đã như vậy ngươi có thể tướng Châu lão gia tử lập tức tống y viện, bất quá đến lúc đó nếu như Châu lão gia tử vào y viện, còn là xảy ra điều gì bất chắc lời nói, ngươi cũng không cần tướng chuyện này vu đến trên người người khác, ngươi một người gánh chịu trách nhiệm. Thế nào? Tên kia đi theo bác sĩ nào dám đáp ứng a? Ánh mắt nắm lấy không chừng nhìn Triệu Khải Hoa, Triệu Khải Hoa gặp đối phương không nói, tiếp tục nói, nhanh ta tướng Châu lão gia tử phù vào phòng gian đi. Tại Triệu Khải Hoa xoay người thời gian, Diệp Thần Phong thấy rõ ràng trán của đối phương thượng toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, trêu ghẹo hỏi, Triệu bá phụ, là điều không phải đại sảnh điều hòa ôn độ quá cao. Triệu Khải Hoa lộ ra một vòng cười khổ, hắn biểu hiện ra tuy rằng mạnh mẽ vang dội, thế nhưng trong lòng lo lắng ni. Châu Quốc đống thế nhưng Thiên Hải thị ủy thư ký cha ruột ni. Muốn là thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn, chỉ sợ hắn Triệu gia cũng mơ tưởng tại Thiên Hải lẫn vào. Bất quá khi hắn thấy Diệp Thần Phong gợn sóng không khỏi bộ dáng thời gian, trong lòng hơi buông lỏng một ít. Diệp Thần Phong, Triệu Khải Hoa, Phương Nam Tường đám người rất nhanh đi vào vì Châu Quốc Đống chuẩn bị xong gian phòng, đương nhiên Triệu Huyền Đình cùng Bạch Tuyết Linh cũng đi vào theo. Triệu Huyền Đình là biết chắc là Diệp Thần Phong muốn xuất thủ cứu người, mà Bạch Tuyết Linh còn lại là trong lòng tràn ngập tò mò. Về phần những người khác đều bị Triệu Khải Hoa an bài bảo tiêu ngăn ở ngoài cửa. Hắn biết Diệp Thần Phong xuất thủ trị liệu quá trình là không thể đủ có người quấy rối, với lại hắn đồng dạng biết Diệp Thần Phong là thần y sự tình, đối phương không hy vọng quá mức đường hoàng. Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại Châu Trạch Đống ngực, một luồng linh hồn lực thấu nhập đối phương trái tim. Châu Trạch Đống trái tim cơ năng nghiễm nhiên là hoàn toàn suy kiệt, bình thường chắc là dựa vào đắt giá dược vật mới có thể sống đến bây giờ, bất quá Diệp Thần Phong có thể kích hoạt Châu Trạch Đống tim đập. Đương nhiên dựa vào hắn linh hồn lực cũng có thể nhượng Châu Trạch Đống trái tim cơ năng khôi phục một ít, chí ít sống thêm cái năm lục năm là không có vấn đề. Tìm được rồi bệnh căn nơi sau, Diệp Thần Phong móc ra tùy thân mang theo châm cứu bao, xuất ra một con cái bật lửa tướng ngân châm đơn giản đun nóng khử độc một tí, vừa mới chuẩn bị ghim kim thời gian, Bạch Tuyết Linh kêu lên, người đây là đang cứu người hay là hại nhân? Có như người vậy cứu người sao? Còn là nhanh tống y viện đi. Bằng không ngươi có thể sẽ bị ấn thượng mưu sát tội danh. Diệp Thần Phong khó chịu nhíu mày một cái, quát dẹp đường, là ai cho ngươi tiến gian phòng? Câm miệng cho ta, ngươi nếu là còn dám nói một câu lời vô ích, ta không để ý đem ngươi văng ra.
Diệp Thần Phong trên người phát ra khí thế, bà Bạch Tuyết Linh dọa sợ, nàng cũng là hảo tâm nhắc nhở Diệp Thần Phong, ai biết đạo đối phương dĩ nhiên là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, tâm tình tức khắc rơi xuống đến thung lũng. Tuyết Linh, Thần Phong có thể được, người tự ở một bên hãy chờ xem. Triệu Khải Hoa liền vội vàng nói, tại lầu hai đại sảnh thời gian, hắn bả nói cái gì đều lược đi ra, hắn cũng không thể đủ nhượng người quấy rối đến Diệp Thần Phong trị liệu. Hắn thật hiểu y thuật, Bạch Tuyết Linh không phục ở trong lòng nói lầm bầm, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ghim kim thời gian, một đôi trong con ngươi xinh đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị. Chỉ thấy Diệp Thần Phong ghim kim tốc độ cực nhanh không gì sánh được, coi như là học cả đời y thuật lão trung y, chỉ sợ cũng không có hắn loại tốc độ này đi. Với lại Diệp Thần Phong mỗi một cái động tác đều vô cùng xem xét tính, dường như hắn đều không phải đang cứu người, mà là đang biểu diễn một đoạn tiết mục thông thường. Nhìn Diệp Thần Phong cực kỳ ánh mắt chuyên chú, giờ khắc này Bạch Tuyết Linh vậy mà có loại động tâm cảm giác, bất quá chính cô ta tỉnh không có cảm thấy được trong lòng loại biến hóa này, không khỏi nghĩ đạo hắn thật còn là Diệp Thần Phong sao. Cái kia bị kinh thành tất cả mọi người xưng là Diệp kẻ ngu si nam nhân. Khẩn đón Bạch Tuyết Linh liền nghĩ tới vừa rồi Diệp Thần Phong tại trên đài đoán len keng hữu lực ngôn ngữ, trong lòng nổi lên một loại không giải thích được tâm tình, hai con ngươi lơ đãng liếc về phía bên cạnh Triệu Huyền Đình. Triệu Huyền Đình cũng tránh hảo nhìn Bạch Tuyết Linh bên này, bốn mắt nhìn nhau, hai người rất nhanh không hẹn mà cùng bỏ qua một bên ánh mắt. Triệu Huyền Đình tướng vừa rồi Bạch Tuyết Linh nhìn Diệp Thần Phong thời gian, mắt chính giữa nổi lên tia sáng kỳ dị là thu hết đáy mắt, trong lòng ảm nhiên thầm nghĩ. Thần Phong nam nhân ưu tú như vậy, có thể chỉ có Tuyết Linh nữ nhân như vậy mới xứng với, ta Triệu Huyền Đình là ai? Tối đa cũng chỉ là một con xấu tiểu áp mà thôi. Diệp Thần Phong cũng không biết tại hắn ghim kim cứu người thời gian, Triệu Huyền Đình cùng Bạch Tuyết Linh hai nữ nhân này trong lòng đều nghĩ đến chuyện của hắn ni. Thất cây ngân châm tại châu trạch đống ngực đặt ra một cái kỳ quái đồ án, như nhất điều tại đám mây ngao du cự long, này sáo châm pháp tên là Thất Tuyệt Châm, là đời trước Diệp Thần Phong bản thân nghiên cứu ra được. Cái này Thất Tuyệt Châm phân biệt đâm vào châu trạch đống ngực 7 chủ yếu huyệt vị, đương nhiên là tối trọng yếu là bộ này Thất Tuyệt Châm nhất định phải phối hợp linh hồn lực mới có thể phát huy ra hiệu quả tới. Thượng một lần Diệp Thần Phong tại chợ đêm thời gian lợi dụng châm cứu phối hợp linh hồn lực cứu một gã cơ tim tắc nghẽn thiếu nữ, bất quá châu trạch đống tình huống cần phải nghiêm trọng nhiều, may là hắn linh hồn lực đạt tới tứ cấp, nếu là dừng lại tại trước kia xoay ngang lời nói, có thể hay không đủ tướng châu trạch đống từ quỷ môn quan kéo trở về thật đúng là không dễ bàn ni. Chương 92, triền người lão đầu. Bị ngăn ở bên ngoài phòng đông đảo phú thương một đám bàn luận xôn xao, dù sao chuyện này Triệu Khải Hoa một người nhận lãnh tới, trong lòng bọn họ mặt cũng không có cái gì tốt lo lắng, trái lại mong muốn châu lão gia tử thật đi đời nhà ma, đến lúc đó có thể có trò hay muốn diễn ra, bọn họ muốn nhìn một chút Triệu Khải Hoa rốt cuộc có thể hay không đủ chịu được thị ủy thư ký thịnh nộ. Đứng ở trong đám người Tạ Phan An khóe miệng hiện ra nhẹ nhẹ tiếu ý, hắn đã khẳng định Diệp Thần Phong cùng Triệu gia có nào đó quan hệ, hắn vừa rồi cũng lén lút trong hướng Châu Lão Gia Tử đi theo bác sĩ hỏi thăm một chút tình huống, dùng danh thầy thuốc thuyết pháp là Châu Lão Gia Tử tình huống đặc biệt không xong, không tiến đến bệnh viện là khẳng định không có cứu, đương nhiên hắn không có đem nửa câu sau lời nói cũng nói ra, thì là đưa đến bệnh viện cũng là không có cứu. Châu Lão Gia Tử tình huống vượt qua không xong. Tạ Phan An trong lòng tự càng cao hứng, muốn khởi vừa rồi trước mắt bao người bị Diệp Thần Phong nhục nhã, khẩu khí này hắn làm sao có thể đủ nuốt được đi. Hôm nay Triệu gia cũng dính dáng tiến chuyện này chính giữa tới, cái này đều không phải nhất tiễn xong điều sự tình sao. Chỉ cần Châu Lão gia tử có cái tam trường lưỡng đoạn, Triệu gia cùng Diệp Thần Phong đều đặt không thoát được quan hệ, Triệu gia cùng Tạ gia tại Thiên Hải thực lực kinh tế tương đương, nếu như Triệu gia từ Thiên Hải tiêu thất, như vậy bọn họ Tạ gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Cơ hội như thế thế nhưng thiên tái nan phùng, cho nên Tạ Phan An một cái kình ở trong lòng nguyền rủa Châu Lão gia tử vẫn chưa tỉnh lại. Giữa lúc bên ngoài phòng những người này các mang ý xấu thời gian, trong phòng Diệp Thần Phong tinh thần nhất khác đều không được thư giãn, dựa vào Thất Tuyệt Châm tướng linh hồn lực xuyên thấu qua ngân châm không ngừng rót vào Châu Lão gia tử ngực 7 huyệt vị chính giữa. Cái này linh hồn lực nắm chặt nhưng là phải đặc biệt tinh chuẩn, nếu như linh hồn lực rót vào quá mức hung mãnh, đừng nói là tướng Châu Lão gia tử từ quỷ môn quan kéo về, sợ rằng Châu Lão gia tử yếu ớt trái tim hội bị mãnh liệt linh hồn lực trực tiếp chướng phá, thế nhưng nếu như linh hồn lực rót vào quá mức bạc nhược, căn bản là không đạt được kích hoạt tim đập hiệu quả, càng chưa nói khôi phục trái tim cơ năng. Cho nên nói Diệp Thần Phong nhất định phải khống chế tốt linh hồn lực rót vào, không thể đủ quá mạnh, cũng không thể đủ quá yếu,
muốn dùng một loại thích hợp độ mạnh yếu quân tốc rót vào, đây chính là một môn kỹ thuật sống a. Thời gian một cái nháy mắt một giờ quá khứ, chỉ thấy Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình y nguyên không có nửa phân thư giãn, trên trán toát ra hạt đậu đại mồ hôi hột, sau lưng đeo quần áo cũng toàn bộ bị mồ hôi cũng thấm ướt. Đều nói nam nhân tại nghiêm túc thời gian đẹp trai nhất, nhất có lực hấp dẫn, những lời này nói xong thật đúng là không sai, Triệu Uyển Đình cùng Bạch Tuyết Linh đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, hai người bọn họ dường như bị thi ma nguyền rủa thông thường, ánh mắt cũng nữa không ly khai Diệp Thần Phong nghiêm túc khuôn mặt. Lại qua nửa giờ, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi thượng di động, trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, thuần thục tướng đâm vào Châu lão gia tử ngực ngân châm toàn bộ rút xuống, sau đó xoa xoa cái trán dày đặc mồ hôi hột. Thần Phong, Châu lão gia tử thoát khỏi nguy hiểm, gặp Diệp Thần Phong nhổ ngân châm, đứng ở một bên Triệu Khải Hoa liền vội vàng hỏi, hắn trong lòng vừa vừa gấp lắm. Không đợi Diệp Thần Phong trả lời, nằm ở trên giường Châu lão gia tử chậm rãi mở hai con ngươi, ở trong phòng trên mặt mọi người quét mắt một lần, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Triệu Khải Hoa vội vã bả cả món chuyện đã xảy ra đại khái nói với Châu Trạch Đống một lần, nghe được Châu Trạch Đống đưa mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thần Phong. Nói đến Châu Trạch Đống năm nay cũng có 73 tuổi, theo lý mà nói tảo nên về hưu tại gia, thế nhưng Châu lão gia tử là một cái không chịu ngồi yên người, bởi vì nhi tử là thị ủy thư ký quan hệ, hắn hôm nay y nguyên ngồi vững vàng Thiên Hải thị bệnh viện nhân dân viện trưởng vị trí. Lão nhân này không riêng gì một cái không chịu ngồi yên người, còn là một cái y học cuồng nhiệt phần tử ni. Lúc còn trẻ đã làm không thiếu những người không biết nên khóc hay cười sự tình, cổ hữu thần nông thường bách thảo, Châu lão gia tử lúc còn trẻ vậy mà cũng muốn noi theo, kết quả thiếu chút nữa không có đi đời nhà ma. Bất quá Châu lão gia tử tại y thuật thượng lại là có chút bản lãnh, bằng không hắn cũng không có khả năng ngồi trên Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng vị trí. Bạch Tuyết Linh gặp nguyên bản nguy tại sớm tối Châu lão gia tử thật bị Diệp Thần Phong cấp cứu tỉnh, trong lòng tâm tư tự càng thêm rối loạn, hôm nay Diệp Thần Phong hình tượng hoàn toàn lật đổ, nếu như nam nhân như vậy đều là một cái được kinh hoàng chứng kẻ ngu si lời nói, như vậy cái này trên thế giới không có mấy người là bình thường. Châu Trạch Đống một đôi khàn khàn trong con ngươi hiện lên tinh quang, hắn thế nhưng biết tình trạng thân thể của mình, tại mỗi ngày dùng dược vật dưới tình huống cũng phỏng chừng sống không được bao lâu. Thế nhưng lần này sau khi tỉnh lại hắn phát hiện thân thể thoải mái nhiều, nhìn Triệu Khải Hoa hỏi ta nghĩ vị tiểu huynh đệ này chính là cứu ngươi tỉnh thần y đi. Tại Triệu Khải Hoa hôn mê trong 3 tháng, Châu Trạch Đống cũng tự mình xem qua Triệu Khải Hoa bệnh, tại hắn nhận thức vì cái này trên thế giới không có người có thể tướng Triệu Khải Hoa cứu tỉnh, ai sau khi biết tới hắn nhận được tin tức Triệu Khải Hoa lại có thể đã tỉnh lại. Vì vậy hắn hấp tấp thượng Triệu ra đi bái phỏng, muốn biết cứu tỉnh Triệu Khải Hoa là ai. Thế nhưng Triệu Khải Hoa há là vong ân phụ nghĩa người, hắn biết Diệp Thần Phong không thích bị người quấy rối, cũng liền tìm nhiều lý do lấp liếm cho qua, có thể tối nay là cũng nữa giấu giếm không nổi nữa. Triệu Khải Hoa hơi áy náy nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, sau đó đối Châu lão gia tử nói rằng Thần Phong chính là cứu tỉnh ta vị thần y kia. Châu Trạch Đống nhất nghe, lập tức từ trên giường nhảy lên, động tác kia quả thực so với thanh niên nhân đều muốn lưu loát a. Thấy Triệu Khải Hoa là mí mắt trực khiêu, liền vội vàng khuyên nhủ, Châu lão gia tử, người có thể kiềm chế điểm. Hắn sợ cái này Châu lão gia tử vừa mới vừa cứu tỉnh, lại một kích động cấp bất tỉnh. Châu Trạch Đống không để ý đến Triệu Khải Hoa, vẻ mặt kích động nắm chặt Diệp Thần Phong thủ, nói rằng, tiểu huynh đệ, khó trách ngươi vừa mới có thể nói ra lần len keng hữu lực ngôn ngữ, không nghĩ tới ngươi chính là cứu tỉnh Triệu Khải Hoa thần y a. Không được, ngươi nhất định phải tới Thiên Hải Y viện nhậm chức a. Cái này trên thế giới còn thật nhiều người chờ ngươi đi cứu ni. Diệp Thần Phong thủ bị Châu Trạch Đống cầm, nhìn che mặt trước cái này kích động sờ không được bác lão đầu, hắn cuối cùng là đã biết, lúc này lại chọc một cái phiền phức. Hắn có thể không có làm thầy thuốc tìm cách, toàn thế giới mỗi ngày không biết muốn có bao nhiêu người bởi vì tật bệnh mà chết ni. Chỉ dựa vào hắn Diệp Thần Phong một người có thể cứu được qua đây sao? Hơn nữa hắn có thể đều không phải một cái người hiền lành, cũng không có cứu sống cao thượng lý tưởng. Nếu như vô tình gặp hắn có người bị bệnh ở trước mặt hắn, với lại đối phương không làm hắn phản cảm lời nói, hắn hội thuận tiện xuất thủ cứu thượng nhất cứu, về phần nói đương toàn chức bác sĩ, Diệp Thần Phong chưa từng có nghĩ tới. Lão gia tử, ta không muốn qua muốn làm thầy thuốc, cho nên ngài thỉnh cầu, thứ cho ta không thể đáp ứng. Diệp Thần Phong rút tay về, đặc biệt có lễ phép cự tuyệt. Châu Trạch Đống khuôn mặt thượng lộ ra một vòng không vui tới, ngược lại còn nói thêm. Nếu như ngươi ngày hôm nay không đáp ứng cũng không cần đi ra phòng này, trừ phi từ lão đầu cơ thể của ta thượng bước qua đi.
Châu Trạch Đống lão nhân này thật đúng là một đóa hiếm thấy ni. Dầu gì cũng là 70 hơn người, hơn nữa còn là một viện chi trường, lại có thể trước mặt mọi người đối Diệp Thần Phong thể hiện khởi đanh đá tới. Chương 93, chúng ta nói chuyện một nói đi. Châu lão gia tử, người này không phải làm khó người đâu sao? Nếu Thần Phong không có hứng thú làm thầy thuốc, theo ta thấy hay là thôi đi. Triệu Khải Hoa ở một bên khuyên Châu Trạch Đống, dù sao cũng là hắn mới khiến cho thân phận của Diệp Thần Phong lộ ra ánh sáng. Châu Trạch Đống nét mặt già nua nghiêm, quát lên, có tốt như vậy y thuật không làm thầy thuốc chả muốn làm cái gì. Đây không phải lãng phí nhân tài sao? Châu lão gia tử cũng là đầu bướng bỉnh lừa, bình thường hắn nhận định sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, lão đầu này cũng quá không giống bảo, có nên hay không y sinh mắc mớ gì đến hắn. Tốt xấu hắn này mạng già vẫn là Diệp Thần Phong từ quỷ môn quan kéo trở về đây này. Ngữ khí nhất thời lạnh xuống, nói ra, lão gia tử, người biết vong ân phụ nghĩa bốn chữ này là làm sao viết sao? Nếu như không có ta, người bây giờ đã sớm tại Diêm Vương Điện lên, trải qua ta lần này trị liệu, tự coi như người bình thường không dùng dược vật, chí ít cũng có thể sống thêm thời gian 4-5 năm. Châu Trạch Đống nét mặt già nua đỏ chót, cũng đúng, hắn cũng không phải Diệp Thần Phong trưởng bối. Làm sao có thể ép buộc đối phương làm một gã bác sĩ đâu này. Bất quá khi hắn nghe được Diệp Thần Phong nói nửa câu nói sau sau, kinh nghi bất định hỏi, tiểu huynh đệ, lời của ngươi nói nhưng là thật sự. Châu Trạch Đống là hiểu rõ đi nữa bất quá thân thể của mình, có thể tại không dùng thuốc dưới tình huống chả có thể sống trên 4-5 năm. Này làm cho hắn không biết nên lấy cái gì từ ngữ hình dung. Diệp Thần Phong tức giận gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể mình tới bệnh viện làm một lần toàn thân kiểm tra, đến lúc đó ngươi liền biết ta phải hay không đang gạt ngươi rồi. Nếu như Diệp Thần Phong nói là sự thật, như vậy y thuật của hắn đã đến cao đến độ nào? Châu Trạch Đống biết coi như là dùng dược vật, hắn tối đa cũng chỉ có thể sống trên 2 năm khoảng chừng, hơn nữa bình thường tâm tình không thể có quá lớn phập phồng, bằng không bất cứ lúc nào đều có thấy Diêm Vương khả năng, vừa nãy không phải là một cái ví dụ tốt nhất sao? Căn cứ vừa nãy Triệu Khải Hoa trình bày, Diệp Thần Phong cũng không hề lợi dụng đến bất kỳ máy móc, chẳng qua là dùng 7 cái ngân châm, chuyện này quả thật là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thần IAH. Rất nhanh Châu Trạch Đống thanh Diệp Thần Phong phân loại đã đến ẩn thế cao nhân một cái hành loại bên trong đi rồi, bằng không không cách nào giải thích đêm nay phát sinh hết thảy, chẳng trách đối với Phương Nghị nhưng kiên quyết cự tuyệt hắn mời. Tiểu huynh đệ, là ta mạo muội, người đã không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi rồi, đây là của ta danh thiếp. Về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta. Châu Trạch Đống tuy rằng trong lòng khá là không nỡ bỏ từ bỏ như thế một cái y học giới thiên tài, nhưng là đối phương nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của hắn A Hát. Điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn phải có. Nhìn thấy Châu Trạch Đống không cưỡng cầu nữa rồi, Diệp Thần Phong vẻ mặt mới xem như là chậm lại, nhận lấy Châu Trạch Đống danh thiếp, nói ra, về sau ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Diệp Thần Phong cái này cũng là lời khách sáo rồi. Về sau hắn là lại cũng không muốn gặp lại này kỳ hoa lão đầu, lần sau còn không biết lão đầu này hội làm ra thành tựu gì đến đây. Bên ngoài phòng, các phú thương nhìn thấy cửa phòng lúc nào cũng không mở ra, trong lòng đoán chừng Châu lão gia tử là giữ nhiều lành ít, dù sao trong tửu điếm không có bất kỳ chữa bệnh biện pháp, Triệu Khải Hoa cũng không phải y sinh, làm sao có thể cứu tỉnh Châu lão gia tử đâu này. Đây không phải tán dóc đó sao? Ta đã nói rồi, hắn đây là tại làm lỡ Châu lão gia tử bệnh tình. E sợ hiện tại trở đi bệnh viện cũng đã chậm. Châu lão gia tử tên kia đi theo y sinh hậm hực nói ra. Đúng, cái này là chúng ta nhất định muốn lập tức thông báo bí thư thị ủy, bằng không có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Tạ Phan An phụ họa nói, lúc này hắn một hòn đá hạ hai con chim trên căn bản là chứng thực. Ở đây các phú thương đang chuẩn bị gọi điện thoại đi ra thời điểm, gian phòng cửa được mở ra, đi ở cái thứ nhất rõ ràng là Châu lão gia tử. Hắn vừa nãy thanh Tạ Phan An lời của bọn hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, trong miệng không vui nói ra, làm sao? Các ngươi là muốn gọi con trai của ta giúp ta chuẩn bị hậu sự. Lẽ nào các ngươi cứ như vậy muốn nhìn đến lão đầu tử ta chết? Châu lão gia tử sắc mặt hồng hào, khí sắc thậm chí so với ngất trước còn tốt hơn mấy phần, này làm cho đứng ở ngoài cửa tất cả mọi người sững sờ rồi, đặc biệt là người thấy thuốc kia, trong miệng đứt quãng nói ra, lão gia tử, ngươi. Châu Trạch Đống ngay cả xem đều lười liếc hắn một cái, từ Triệu Khải Hoa trong miệng hắn cũng biết hắn tên này đi theo y sinh phẩm tính không thật là tốt, vì vậy liền nói ra, về sau ngươi nên làm gì thì làm ma đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi.
Lão gia tử, ta là bí thư thị ủy sắp xếp chăm sóc ngài, ngài không thể để cho ta rời đi a hát. Người thấy thuốc kia cúi đầu khẩn cầu. Bí thư thị ủy là ai? Hắn chả không phải của ta nhi tử. Chẳng lẽ muốn ta khiến hắn tự mình đối với ngươi nói sao? Châu Trạch đống mặt không thay đổi hỏi. Người thấy thuốc kia cũng đi theo Châu lão gia tử bên người có một đoạn thời gian, phi thường rõ ràng lão gia tử tính khí, liền một cái giấm cũng không dám thả, xoay người lại thần thái vội vã rời đi. Các ngươi từng cái xem ta làm gì? Dạ tiệc từ thiện còn chưa kết thúc đây, nên quyên tiền đi quyên tiền. Châu lão gia tử bất mãn quát lên. Đứng ở ngoài cửa phòng phú thương nào dám cùng Châu Trạch đống tranh luận a hát. Từng cái dồn dập xoay người rời đi, Tạ Phan An âm trầm trong tròng mắt tràn đầy thất vọng. Nguyên bản nếu như Châu Trạch đống chết rồi ứng với thì tốt biết bao a hát. Kết quả lại, ngoài cửa tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong cũng đi ra khỏi phòng. Châu Trạch đống nhìn xem Diệp Thần Phong tướng mạo bất phàm, hơn nữa phẩm tính cũng hết sức ưu tú, trong lòng lại động lên lệch ra suy nghĩ. Hắn dưới gối vừa vặn có một tên cùng Diệp Thần Phong gần như tuổi tác tôn nữ, hơn nữa tướng mạo cũng coi như là mỹ nữ trong mỹ nữ rồi, tuyệt đối xứng với Diệp Thần Phong, nếu để cho Diệp Thần Phong làm cháu rể của hắn, hắn còn sợ về sau tiểu tử này dám không nghe lời của hắn sao? Tiểu huynh đệ, lần sau có cơ hội ngươi nhưng nhất định phải tới trong nhà ta làm khách a hát. Bằng không ta để cho ta nhi tử lật hết thiên hải cũng phải cần đem ngươi tìm ra. Châu Trạch đống mỉm cười vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Vẫn đúng là đừng nói lấy lão đầu này kỳ hoa tính cách, nói không chắc thật sự sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình đến đây. Diệp Thần Phong thuận miệng đồng ý, về phần Châu Trạch đống đã đem hắn cho rằng là tương lai của mình cháu rể, hắn nhưng là không có chút nào biết a hát. Bằng không cần phải muốn chửi ầm lên Châu Trạch đống lão bất chính quấn rồi. Phương Nam an lành Triệu Khải Hoa sau khi đi ra khỏi phòng, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Triệu Uyển Đình cùng Bạch Tuyết Linh. Triệu Khải Hoa bởi tâm tư đều đặt ở Châu lão gia tử trên người, cho nên cũng không hề phát hiện mình nữ nhi không đúng. Trong phòng Triệu Uyển Đình khẽ cắn môi, hạ thấp xuống đầu cuối cùng vẫn là dơ lên, nhìn xem phía trước mặt Bạch Tuyết Linh, nói ra Tuyết Linh, chúng ta nói một chút đi. Bạch Tuyết Linh giờ khắc này trong lòng cũng là ngũ vị hỗn hợp, Diệp Thần Phong lật đổ dĩ vãng hình tượng một loạt cử động, để trong lòng nàng có loại cảm giác nói không ra lời đến rồi. Lần sau nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó nói thế nào cũng tồn tại hôn ước, thế là lặng lẽ gật gật đầu. Bên ngoài phòng Triệu Khải Hoa biết nữ nhi của hắn Triệu Uyển Đình cùng Bạch Tuyết Linh quan hệ cực kỳ tốt, này sẽ hai người không đi ra khỏi phòng, cũng không có gây nên hắn suy đoán đến, hắn còn tưởng rằng là hai cái nha đầu rất lâu không gặp, chuẩn bị nói chút vốn riêng bảo. Đương nhiên Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường là biết nguyên do trong đó, bất quá Diệp Thần Phong hiện tại cũng không tiện xông tiến gian phòng đi. Trước hết để cho Triệu Uyển Đình cùng Bạch Tuyết Linh hai nữ nhân này trò chuyện chút, nói không chắc cũng không phải một chuyện xấu, dù sao hắn và Bạch Tuyết Linh là không có bất kỳ khả năng, chí ít hiện tại hắn là cho là như vậy. Chương 94, không cần ngươi phụ trách chuôn. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, Triệu Uyển Đình ngoạ nguậy miệng không biết đáp nên mở miệng như thế nào. Bạch Tuyết Linh là của nàng hảo tỉ muội, Diệp Thần Phong là nàng thích nam nhân, với lại nàng và Diệp Thần Phong đã phát sinh thân mật nhất quan hệ. Thật chẳng lẽ muốn cứ như vậy buông tha Diệp Thần Phong sao? Bạch Tuyết Linh thấy Triệu Uyển Đình muốn nói lại thôi dáng dấp, dẫn đầu lên tiếng, Uyển Đình, bất kể như thế nào chúng ta vẫn là hảo tỉ muội, hơn nữa trước ngươi cũng không biết cái này Diệp Thần Phong tựu là vị hôn phu của ta, nếu như ngươi thật thích hắn, ta trở về thì nhượng ra ta đi giải trừ rơi hôn ước, dù sao ta cũng không thích hắn, trước đây ta đều không phải luôn luôn tại trong điện thoại đối với ngươi oán trách sao? Bạch Tuyết Linh trong lòng một trận không rõ chua xót, đêm nay Diệp Thần Phong cho nàng mang tới chấn động thật sự là quá lớn, thậm chí nàng không phủ nhận Diệp Thần Phong đối với nữ nhân đặc biệt có lực hấp dẫn, thế nhưng nàng còn không có phạm hoa si đến liều lĩnh thích Diệp Thần Phong ni. Vừa rồi Diệp Thần Phong ghim kim cứu người thời gian, Bạch Tuyết Linh trong con ngươi xinh đẹp thế nhưng tia sáng kỳ dị liên tục, Triệu Uyển Đình tịnh không tin đối phương theo như lời nói, như thế nào đi nữa nói Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh cũng sớm đã có hôn ước. Nàng Triệu Uyển Đình coi như là bên thứ ba chen chân, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tướng trên mặt tâm tình thu về, nói rằng, Tuyết Linh, ta mới đúng Diệp Thần Phong không có hứng thú ni. Người trước đây đều không phải tại trong điện thoại nói với ta hắn rất nhiều chuyện sao. Có thể hắn tiếp cận ta chỉ là khiến cho của ngươi chú ý mà thôi, cho nên cái này đại bao phục cũng là ngươi bản thân cõng đi. Triệu Uyển Đình biết rõ Diệp Thần Phong không phải như thế nam nhân. Thế nhưng giờ khắc này nàng thầm nghĩ tìm cho mình một cái buông tha mượn cớ, nàng không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến nàng và Bạch Tuyết Linh tỉ muội tình.
Bạch Tuyết Linh hựu khởi là một cái bổn nữ nhân, liếc mắt một liền thấy thấu Triệu Uyển Đình tâm tư, mím môi một cái thần, nói rằng, Uyển Đình. Không đợi Bạch Tuyết Linh nói xong, Triệu Uyển Đình khẽ mỉm cười nói, Tuyết Linh, chúng ta đi ra ngoài đi. Dạ tiệc từ thiện còn chưa kết thúc ni. Triệu Uyển Đình một mực cố nén viền mắt chính giữa đảo quanh nước mắt, nàng sợ tại đơn độc cùng Bạch Tuyết Linh nói xong, nàng viền mắt chính giữa nước mắt sẽ vỡ đê. Trải qua châu trạch đống có chuyện xảy ra sau, đêm nay trận này dạ tiệc từ thiện tăng nhanh tiến trình, đương nhiên bị Diệp Thần Phong nhục nhã Tạ Phan An cũng tảo rồi rời đi, hắn biết tối nay là tìm không trở về chàng tử, chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này bị người cười nhạo không được sao? Bạch Tuyết Linh nhìn Triệu Uyển Đình miễn cưỡng vui cười dáng dấp, trong lòng cũng không cái tư vị, trở lại lầu hai đại sảnh sau, nàng tự một mình đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi là thế nào Lữ Uyển Đình. Bất quá nếu như sau đó ngươi dám khi dễ lời của nàng, ta Bạch Tuyết Linh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thần Phong nhún vai, hắn không có bởi vì Bạch Tuyết Linh ngữ khí bất thiện mà tức giận, trái lại có thể nhìn ra được Bạch Tuyết Linh thật là coi Triệu Uyển Đình là làm hảo tỉ muội. Bất quá ngoài miệng lại nói, ngươi không phải là nói lời vô ích sao? Uyển Đình ôn nhu như vậy, dáng vẻ này ngươi a, ta đương nhiên sẽ đối với nàng tốt. Bạch Tuyết Linh tức giận trên ngực hạ phập phòng, khẽ kêu đạo, Diệp Thần Phong, ta trở về thì nhượng ra ra ta đi nhà các ngươi giải trừ hôn ước, bất quá lần này là Bạch gia chúng ta nói ra, cho nên là ta Bạch Tuyết Linh chướng mắt ngươi, điều không phải ngươi Diệp Thần Phong chướng mắt ta. Nói xong Bạch Tuyết Linh tự thở phì phò ly khai. Nguyên bản nàng dự định tại Thiên Hải dừng vài thiên, hiện đang phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng không có cái gì tâm tình, đương nhiên trước khi đi nàng hướng Triệu Uyển Đình cùng với Triệu Khải Hoa nói biệt. Đi ra nhã các tửu điếm thời gian, Bạch Tuyết Linh trong miệng còn đang khó chịu thầm thì thầm nói, Diệp Thần Phong, người có gì đặc biệt hơn người? Thì là ngươi không phải người ngu thì thế nào? Thì là y thuật của ngươi cao siêu thì thế nào? Lẽ nào ta Bạch Tuyết Linh còn có thể không ai muốn sao? Tuyết Linh, ta biết sai rồi. Ngươi lại tha thứ ta một lần đi. Chu Đình từ trong bóng đêm đi ra, nguyên lai nàng đi ra nhã các tửu điếm sau vẫn không có ly khai, nàng nghĩ tới nghĩ lui hiện tại vẫn không thể đoạn cùng Bạch Tuyết Linh tầng này quan hệ a. Huống hồ tại Bạch Tuyết Linh bên người, sau đó cơ hội báo thù mới càng nhiều a. Bạch Tuyết Linh mày liễu hơi nhăn lại, lạnh giọng nói rằng, Chu Đình, vừa rồi ta đều không phải đã nói xong rất rõ ràng sao. Chúng ta không bao giờ, nữa là bằng hữu, không bao giờ. Nữa là hảo tỉ muội. Chu Đình hai con ngươi nhìn Bạch Tuyết Linh, hồng đồng đồng viền mắt chính giữa nước mắt tại lăn lột, giọng nói thê thảm nói rằng, Tuyết Linh, xin lỗi, xin lỗi, sau đó ta sẽ biết phân tất, không được nữa ta sẽ đi ngay bây giờ hướng bằng hữu của ngươi quỳ xuống nói xin lỗi tốt sao. Lần này biểu diễn công lực không đi làm diễn viên thật đúng là đáng tiếc, Chu Đình cùng Bạch Tuyết Linh ở chung nhiều năm, nàng biết Bạch Tuyết Linh là một cái cãi bướng mềm lòng nữ nhân. Cho nên tại Bạch Tuyết Linh trước mặt trang thương cảm là nhất dùng được. Quả nhiên Bạch Tuyết Linh dụng tâm không cứng nổi, nhìn trước mặt Chu Đình nói rằng, Đình Đình, đây là ta một lần cuối cùng tha thứ ngươi, tuyệt đối không có lần sau. Chu Đình trong ánh mắt hiện lên một vòng không đổi phát giác giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh, ta xem ngươi là không có gương mặt chứng, ta Chu Đình sẽ đem tất cả sỉ nhục từ trên người ngươi đòi lại. Dạ tiệc từ thiện còn không có kết thúc. Diệp Thần Phong liền thấy Triệu Uyển Đình xoay người ly khai, hắn liền vội vàng đi theo Triệu Uyển Đình đi ra nhã các tửu điếm. Trong bóng đêm đen nhánh rắt một vòng sáng tỏ trăng sáng, màu ngân bạch ánh trăng từ trong trời đêm chút xuống xuống, Diệp Thần Phong mở miệng gọi lại đi ở phía trước Triệu Uyển Đình. Uyển Đình, ngươi chờ một chút, ta và Bạch Tuyết Linh chuyện giữa điều không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Triệu Uyển Đình thân ảnh ngừng lại, thủy chung là đưa lưng về phía Diệp Thần Phong. Bởi vì giờ khắc này má của nàng đã bị nước mắt cấp thấm ướt, tại ánh trăng làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ thêm mỹ. Triệu Uyển Đình khống chế được tâm tình, có thể dùng giọng nói chuyện tận khả năng bình thường, Thần Phong, ta rất cảm tạ ngươi đối với chúng ta Triệu gia trợ giúp, bất quá ngươi nếu là Tuyết Linh vị hôn phu, như vậy sau đó chúng ta còn là làm bằng hữu đi. Ta không cần ngươi phụ trách. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, nói rằng, ta và Bạch Tuyết Linh không có bất kỳ cảm tình gì. Sau đó cũng chưa nói tới kết hôn và vân vân, cho nên Uyển Đình, ngươi thật không cần ta phụ trách sao? Đưa lưng về phía Diệp Thần Phong Triệu Uyển Đình kiên định gật đầu, nói rằng ta thật không cần ngươi phụ trách. Đang nói ra câu nói này thời gian, Triệu Uyển Đình tâm dường như bị sắc bén dao găm hung hăng thọc vô số hạ, viền mắt chính giữa nước mắt như con mãnh thú và dòng nước lũ, thân ảnh không ở dừng lại, đi lên xe BMW, nghênh ngang mà đi. Diệp Thần Phong nhìn đi xa BMW.
có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiện nay có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm ni. Là trọng yếu hơn là tìm ra hung thủ giúp phụ mẫu báo thù, cho nên hắn cho rằng trước hết để cho Triệu Huyền Đình bản thân tính táo một chút cũng tốt, có thể qua mấy ngày tự hội nghĩ thông suốt ni. Hắn điều không phải Quỳnh Giao kịch trong vai nam chính, không thích dùng buồn nôn thâm tình lời nói đi cảm động đối phương, càng nhiều thời gian hắn tương đối am hiểu dùng hành động thực tế để chứng minh. Chương 95, Bạch Gia cùng Võ Gia quyết định. Ngày kế sáng sớm Bạch Tuyết Linh tựu từ Thiên Hải về tới kinh thành Bạch Gia, lúc này nàng nói cái gì cũng muốn cho gia gia của nàng Bạch Hồng Phương đi giải trừ môn này hôn ước, trong lòng càng là đối Diệp Thần Phong đang giận. Bất quá nàng không nói ra Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình quan hệ, nàng sợ thương tổn tới nàng hảo tỉ muội Triệu Huyền Đình, chỉ có thể ở nhà tới cái vừa khóc hai náo ba treo ngược. Phải biết rằng từ trước Bạch Tuyết Linh tại Bạch Gia thế nhưng cái đặc biệt nghe lời hài tử, Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong đám hỏi là tồn tại lợi ích quan hệ, mặc dù nói trước đây Diệp Thần Phong quần áo lụa là, nhưng dầu gì cũng là người bình thường, bất quá từ Diệp Thần Phong biến thành kẻ ngu si sau đó, Bạch lão gia tử đối môn này trước đây định xuống hôn ước cũng không hài lòng lắm. Hiện nay Diệp gia chỉ dựa vào Diệp lão gia tử một người chống đỡ, nếu như một ngày nào đó Diệp lão gia tử buông tay nhân gian, như vậy Diệp gia dựa vào ai tới chống đỡ? Nhưng hắn thương yêu nhất tôn nữ theo Diệp Thần Phong không là thuần túy chịu tội sao? Giải trừ hôn ước chuyện này thì là Bạch Tuyết Linh không nói ra, Bạch Hồng Phương đều đã đang suy nghĩ muốn làm như vậy, dù sao thượng bọn họ như vậy cửu chức vị cao người, ánh mắt còn là nhìn rất xa, cũng không phải chỉ cần thấy trước mắt lợi ích. Bạch lão gia tử năm nay đã có 68 tuổi, thân thể còn tương đương thân thể cường tráng lắm. Một đôi mạnh mẽ con ngươi nhìn che mặt trước ủy khuất tôn nữ, nói rằng tốt, Tuyết Linh, ngươi náo cũng náo được rồi. Ta biết cho ngươi cùng Diệp Thần Phong kết hôn là ủy khuất ngươi, đã như vậy ngày hôm nay ta tự đánh bạc cái này nét mặt già nua. Bạch Tuyết Linh là một cái thức thân thể to lớn nữ nhân, nếu không lần này nàng hảo tỉ muội Triệu Huyền Đình thích Diệp Thần Phong, nàng cũng sẽ không vừa về tới Bạch gia tựu hồ nháo như vậy. Bất quá khi nàng nghe đến lão gia tử cuối cùng nhả ra thời gian, trong lòng không biết là cao hứng hay là thất lạc. Vậy mà có loại ê ẩm cảm giác. Đối với Bạch lão gia tử quyết định, Bạch gia không có bất kỳ người nào phản đối, bọn họ đã sớm không tán thành môn này hôn ước, hiện ở ngoài mặt Diệp gia còn là kinh thành gia tộc cao cấp. Thế nhưng Diệp lão gia tử sau đó có thể có diễn chính người sao? Diệp Thần Phong tại không có mắc kinh hoàng trước đều là nhất cái phế vật, lại càng không nói là mắc kinh hoàng chứng sau, cho nên Diệp gia sớm muộn gì có một ngày hội đạm ra đại gia tộc trong hàng ngũ. Bạch Tuyết Linh tịnh không có tướng tại Thiên Hải thấy Diệp Thần Phong cải biến nói ra, hiện tại nàng trong đầu liền muốn cũng không muốn suy nghĩ người đàn ông này, chớ đừng nói chi là nhắc tới tên của hắn, nàng hận không thể hung hăng đạp cho Diệp Thần Phong mấy đá mới hết giận. Bạch Hồng Phương đi tới Diệp gia đại sảnh thời gian, vừa vặn Võ gia lão gia tử Võ An Quốc cũng mới vừa đến Diệp gia làm khách. Bạch lão đầu, ngày hôm nay là gió nào thổi ngươi tới? Võ An Quốc hướng phía Bạch Hồng Phương chào hỏi. Bạch Hồng Phương ngày hôm nay thế nhưng tới tử hôn, dù sao cũng là đuối lý nhất phương, giọng nói hiền hòa nói rằng, ngày hôm nay ta tìm Trấn Hồng có một số việc phải thương lượng. Diệp Trấn Hồng nhướng mày, ngược lại lỏng rồi rời ra, từ trên ghế salon đứng lên. Mỉm cười hỏi, Hồng Phương, chúng ta thế nhưng tương lai thân gia ni. Người có chuyện gì tự cứ việc nói đi. Diệp Trấn Hồng hữu khởi là người ngu. Bình thường Bạch Hồng Phương trên cơ bản sẽ không tới Diệp gia, ngày hôm nay đột nhiên đến thăm nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Diệp lão gia tử người thứ nhất liền nghĩ đến chính là của hắn tôn tử Diệp Thần Phong cùng Bạch gia nha đầu Bạch Tuyết Linh hôn ước. Trấn Hồng, kỳ thực chuyện là như vậy, ta gia nha đầu kia lần này là ngoan tâm. Ở nhà vừa khóc hai náo ba thắt cổ a. Người gặp các ngươi gia thần phong cùng nhà của chúng ta Tuyết Linh hôn ước là điều không phải. Bạch Hồng Phương nhìn Diệp Trấn Hồng tận lực dùng uyển chuyển phương thức nói ra, mọi người đều là người biết, không cần thiết nói quá rõ trái lại có thể dùng song phương đều xấu hổ. Ngay cả như vậy Diệp Trấn Hồng khuôn mặt thượng đã lộ ra vẻ tức giận, cháu của hắn Diệp Thần Phong có điểm nào nhất không xứng với Bạch gia nha đầu. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông kiện tướng cường binh trại huấn luyện sự tình toàn bộ nói cho Diệp lão gia tử, điều này làm cho Diệp lão gia tử trong khoảng thời gian này mỗi ngày tâm tình đều đặc biệt thư sướng, hắn biết Diệp gia là có người nối nghiệp. Một bên Võ An Quốc đồng dạng nghe được Bạch Hồng Phương ý tứ trong lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cáo giả dáng tươi cười, trong lòng hô to một tiếng, thực sự là trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta a. Võ An Quốc sớm đã đem Diệp Thần Phong cho rằng là thời gian tới cháu rể, đang giàu muốn giải quyết như thế nào Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh hôn ước ni.
ai biết là muốn cái gì tới cái đó. Tức khắc mở miệng nói rằng, Trấn Hồng, tự nghe bọn hắn, Nhượng Thần Phong cùng Bạch Gia Nha đầu giải trừ hôn ước được. Diệp Trấn Hồng đang nổi nóng, nghe được lão hữu Võ An Quốc không chỉ không đứng tại phía bên mình, trái lại giúp đỡ Bạch Hồng Phương nói, trong lòng tức giận là tăng 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 bay lên. Đồng dạng Bạch Hồng Phương cũng nghi hoặc nhìn nhếch miệng cười khúc khích Võ An Quốc, bình thường Võ An Quốc thế nhưng rất thích cùng hắn làm trái lại, ngày hôm nay thế nào? Bất quá kế tiếp Võ An Quốc nói, thiếu chút nữa nhượng Diệp Trấn Hồng cùng Bạch Hồng Phương hai người bị nước bọt sang tử, chỉ thấy Võ An Quốc nghiêm trang nói, Trấn Hồng, ta ra Hiểu Phỉ đã sớm cùng Thần Phong là tình đầu ý hợp, vừa vặn ngày hôm nay Diệp gia cùng Bạch gia giải trừ hôn ước, ta trái lại muốn cùng Diệp gia đình hạ hôn ước. Lúc này Diệp Trấn Hồng cuối cùng là biết Võ An Quốc tại động cái gì đầu óc. Hắn cũng biết Võ An Quốc đối Diệp Thần Phong đặc biệt thỏa mãn, bất quá hắn thật thật không ngờ đối phương vậy mà động khởi tâm tư như thế. Không rõ nguyên do trong đó Bạch Hồng Phương là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra được, Diệp Thần Phong đều không phải một cái mắc kinh hoàng chứng kẻ ngu si sao. Coi như là Võ gia cùng Diệp gia quan hệ cho dù tốt, Võ An Quốc cũng không có khả năng tướng cháu gái của hắn hướng tới hố lửa trong thôi đi. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Bạch Hồng Phương bắt không được yếu điểm, hắn có loại cảm giác hôm nay tới Diệp gia từ hôn là một sai lầm. Diệp Trấn Hồng thở dài một hơi, bất quá trên mặt thần sắc tương đối nghiêm túc, nhìn Bạch Hồng Phương nói rằng tốt, Diệp gia cùng Bạch gia hôn ước từ hôm nay trở đi chính thức giải trừ, bất quá Bạch Hồng Phương, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Võ An Quốc ở trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, nếu để cho Bạch lão đầu đã biết Thần Phong bản lĩnh, sợ rằng đến lúc đó hắn hối liền ruột đều muốn thanh, bất quá ta đảo thật đúng là muốn cảm tạ hắn, giá hạ tử Thần Phong là vững vàng đồ cầm làm cháu gái của ta tế. Bạch Hồng Phương đầy nếp nhăn mang trên mặt áy náy, cũng không có lo lắng nhiều Diệp Trấn Hồng trong lời nói ý tứ, nói vài câu xin lỗi lời nói sau, tự vội vã ly khai Bạch gia, sợ rằng sau ngày hôm nay Diệp gia cùng Bạch gia quan hệ hội vô cùng ác liệt. Bất quá Bạch Hồng Phương trong lòng hối hận thành phần chỉ có một phần nhỏ, dù sao Diệp Thần Phong là một mắc có kinh hoàng chứng phế vật, như vậy tôn nữ tế không nên cũng được, tiết kiệm làm trễ nãi Bạch Tuyết Linh hạnh phúc, là trọng yếu hơn nhất điểm là sau này đối Bạch gia nhất điểm trợ giúp cũng không có. An Quốc, người giỏi tính toán a, lại có thể tính toán đến cháu của ta trên đầu. Bạch Hồng Phương sau khi rời đi, Diệp Trấn Hồng nói nửa đùa nửa thật đạo. Võ An Quốc không yếu thế chút nào nói rằng, Trấn Hồng, người mới là giỏi tính toán đi. Có tốt như vậy tôn tử cũng không để lại cấp ta làm tôn nữ tế. Hôm nay tới Diệp gia ta chính là định cùng ngươi nói một chút Thần Phong chuyện. Chương 96, khoái tốc Mỹ nóng này. Thiên Hải bệnh độc căn cứ sự kiện, trong đó Diệp Thần Phong cũng hoành sáp một cước, chấp hành nhiệm vụ lần này Võ Khôn Minh trở lại kinh thành sau, nhất ngũ nhất thập tướng chuyện này nói cho bản thân lão nhân. Võ An Quốc biết việc này sau lập tức gọi Võ Khôn Minh phong tỏa cái tin tức này. Hắn biết Diệp gia hiện tại còn không muốn để cho kinh thành những người này biết Diệp Thần Phong cải biến, huống chi hắn đã coi Diệp Thần Phong là làm tôn nữ tế đối đãi, thay tôn nữ tế đánh yểm trợ đều không phải chuyện đương nhiên mà. Bất quá lần này bệnh độc căn cứ sự kiện chính giữa, Diệp Thần Phong chiếm chủ yếu công lao, Võ An Quốc từ con trai của mình Võ Khôn Minh trong miệng biết được, nếu như không có Diệp Thần Phong ở đây, bọn họ đừng nói phá hủy bệnh độc căn cứ, nói không chừng còn muốn toàn quân bị diệt ni. Võ lão gia tử là đối Diệp Thần Phong càng ngày cũng hài lòng, bất quá nếu hiện tại vẫn không thể đủ tướng Diệp Thần Phong bạo lộ ra, hắn để Võ Khôn Minh xóa đi Diệp Thần Phong sở hữu công lao. Lúc này trái lại tiện nghi Võ Khôn Minh, Diệp Thần Phong công lao thêm đến trên người của hắn, nhượng hắn thoáng cái liền thăng mấy cấp, đây đối với Võ gia mà nói cũng là một cái thật đáng mừng sự tình. Bởi tin tức phong tỏa đặc biệt bí ẩn, liền Diệp lão gia tử cũng không biết chuyện này. Đang nghe được Võ An Quốc tướng bệnh độc căn cứ sự tình từ đầu chí cuối nói ra sau, Diệp lão gia tử thần sắc kích động, trong miệng không khỏi quát dẹp đường tốt, đây mới là ta Diệp gia tử tôn. Trấn Hồng, người nhượng Thần Phong giấu có thể đủ sâu, hắn những này bản lĩnh có thể đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, ngay cả ta đều bị ngươi lừa a. Võ An Quốc hiện tại hận không thể lập tức nhượng tôn nữ của mình cùng Diệp Thần Phong kết hôn rồi. Nói như vậy hắn tự thuận lý thành chương có thể nhượng Diệp Thần Phong giúp hắn làm việc. Diệp Trấn Hồng trong lòng cười khổ không thôi, từ Diệp Thần Phong kinh hoàng chứng tốt sau đó, hắn tự hoàn toàn tượng là thay đổi một người, cái này nhất điểm Diệp Trấn Hồng cũng từ đầu đến cuối không có cách gì nghĩ thông suốt, hắn biết thì là bả lời nói thật nói ra, sợ rằng Võ An Quốc cũng sẽ không tin tưởng, bất quá cháu của mình hướng tới tốt phương hướng phát triển, hắn cái này ra ra luôn luôn cao hứng. Trấn Hồng,
nhà của chúng ta Hiểu Phỉ gần nhất theo bộ đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đặng nàng hồi kinh sau đó, hai nhà chúng ta trước bả hôn định rồi, thế nào? Võ An Quốc không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Trấn Hồng gật đầu, hắn nhìn ra được Võ gia nha đầu là thật tâm đối cháu của hắn tốt, hiện tại dù sao cùng Bạch gia cũng giải trừ hôn ước, cái này ngược lại cũng không sao không thể đáp ứng. An Quốc, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Thần Phong thế nhưng ta Diệp gia tử tôn, hiện tại người Diệp gia đinh đơn bạc, Thần Phong thế nhưng ta hy vọng duy nhất. Diệp Trấn Hồng vi khẽ thở dài một cái nói rằng. Trấn Hồng, người đây hãy yên tâm, sau đó ta chỉ là nhượng Thần Phong tới giúp ta chút ít mang mà thôi, không hội làm lỡ hắn quá nhiều thời gian. Hiện tại ta trái lại chờ mong Thần Phong trở về kinh thành thời gian, những. Này kinh thành lão đầu biết Thần Phong bản lĩnh sau đó, bọn họ sẽ là một loại biểu tình gì? Đặc biệt Bạch lão đầu tử. Ha ha ha, Võ An Quốc thoải mái cười to lên, hắn và Diệp Trấn Hồng đã là nhiều năm bạn tốt, giữa hai người cũng không cần thiết chú ý thân phận và vân vân. Diệp Trấn Hồng cũng mỉm cười, bất quá trong lòng lo âu ni. Bây giờ muốn sẽ đối phó người của Diệp gia khá. Diệp Thần Phong phụ mẫu tai nạn xe cộ nguyên nhân thực sự còn không có điều tra ra, rất nhiều chuyện cũng làm cho Diệp Trấn Hồng vị này nước hoa địa vị cao nhân vật lực bất tòng tâm a. Xem ra ta là già thật rồi. Diệp Trấn Hồng ở trong lòng thầm nghĩ. Xa tại Thiên Hải Diệp Thần Phong còn cũng không biết kinh thành bởi vì hắn mà chuyện đã xảy ra ni. Ngày đó dạ tiệc từ thiện kết thúc sau đó, mấy ngày nay Diệp Thần Phong đều bận rộn tại khoái tốc Mỹ sự tình thượng, đương nhiên nhóm lượng sản xuất khoái tốc Mỹ là yêu cầu thành phẩm, số tiền này hắn không muốn để cho Lý Bản Tử điếm, cho nên hắn lấy ra 300 vạn tới mua dược liệu cần thiết. Ngắn ngủi nửa tháng, nhóm đầu tiên khoái tốc Mỹ thuận lợi sản xuất đi ra. Với lại kinh qua lấy mẫu kiểm tra đo lường, cái này nhóm khoái tốc Mỹ toàn bộ là hợp cách sản phẩm, điều này làm cho Lý Bản Tử vui vẻ phá hủy, hắn dường như có thể thấy bản thân ngồi trên Lý gia gia chủ vị trí như vậy một ngày. Lão đại, kế tiếp chúng ta có thể cho khoái tốc Mỹ chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ đi. Lý Bản Tử quyến rũ hỏi. Một bên hầu tử bóp một cái Lý Bản Tử trên mặt thịt mỡ, nói rằng, Lý Bản Tử, gần nhất ngươi thế nhưng mỗi ngày đều nụ hoa đợi phóng a. Là điều không phải cây hoa cúc ngứa, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm đại hán giải quyết một cái. Mấy ngày này hầu tử mỗi ngày thấy Lý Bản Tử khuôn mặt thượng đều lộ vẻ tiện cười, liền khẩu vị đã ở vô cùng tăng trưởng chính giữa, trên người thịt mỡ là càng ngày càng hơn nhiều. Lý Bản Tử đặc biệt khinh thường nói, không học thức người chính là đáng sợ, còn là lão đại của chúng ta là một người có hàm dưỡng a. Nhìn hai cái đầu người thú vị, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói rằng, khoái tốc Mỹ là có thể thượng thị, bất quá ngày đầu tiên tại môn điếm tiêu thụ thời gian, toàn bộ chọn dùng miễn phí phương thức. Dù sao khoái tốc Mỹ là một loại kiểu mới dược phẩm, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ đối cái này loại dược phẩm áp dụng thái độ hoài nghi, bất quá người đều cũng có chiêm tiện nghi nhỏ tính cách, ngày đầu tiên chỉ cần áp dụng miễn phí phương thức, đặng các nàng sau khi dùng xong biết hiệu quả, đến lúc đó còn sợ bán không được sao. Những người này cũng bằng giúp khoái tốc Mỹ làm sống quảng cáo. Lý Bản Tử kế tục hỏi, lão đại, ngày đầu tiên áp dụng miễn phí tiêu thụ, sợ là chúng ta sản xuất ra khoái tốc Mỹ hội bị tranh mua không còn đi. Miễn phí là miễn phí, nhưng là chúng ta có thể dùng số lượng tranh mua, tới trước phải. Diệp Thần Phong trở lại đạo. Lão đại chính là lão đại, ta đã có thể dự kiến khoái tốc Mỹ nóng nảy trình độ. Lý Bản Tử phách Diệp Thần Phong nịnh bợ. Theo khoái tốc Mỹ chính thức mặt thị tiêu thụ đã tới, ngày đầu tiên miễn phí tiêu thụ thời gian. Quả nhiên là bốc lửa dị thường, những người này đều là mang theo chiêm tiện nghi nhỏ tâm lý, đồng dạng khoái tốc Mỹ cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, dù sao trên thị trường loại sản phẩm này nhiều không kể xiết. Theo ngày đầu tiên miễn phí tiêu thụ nóng này, mấy ngày kế tiếp trong dùng tiền mua khoái tốc Mỹ người trên căn bản là không có. Bất quá một vòng sau đó, tình thế tới một cái đại nghịch chuyển, này dùng qua miễn phí sản phẩm nữ tính lần thứ hai tới chiếu cố, với lại các nàng quanh mình bằng hữu, thân thích. Hàng xóm, nhìn các nàng dùng khoái tốc Mỹ hiệu quả sau, sôi nổi đối khoái tốc Mỹ cái này loại Mỹ dùng bảo vệ sức khỏe sản phẩm hướng tới không ngớt. Ngắn ngủi một ngày thời gian, nhóm đầu tiên khoái tốc Mỹ tiêu thụ không còn, hơn nữa còn có rất nhiều nữ tính thất vọng mà về ni. Hôm nay nóng nảy trình độ là không thể đủ diễn tả bằng ngôn từ, trận thế là tương đương đồ sộ. Rất nhiều phú thương lão bà cùng với quan thái thái đồng dạng biết được loại sản phẩm này, nữ nhân trời sinh chính là nghiệp dư. Mà khi các nàng muốn mua thời gian đã là chậm một bước, các nàng vì việc này ở nhà đại phát giận, thậm chí là muốn cùng nhà mình lão công ly hôn ni. Khoái tốc Mỹ đối nữ tính lực ảnh hưởng,
tại thiên hải như một trận cơn lốc, nhấc lên kẻ khác không tưởng được to lớn phong ba. Theo khoái tốc Mỹ bốc lửa dị thường, địa phương truyền thông cũng trước tiên đến hiện trường phỏng vấn, có truyền thông tuyên truyền sau đó, sau này khoái tốc Mỹ lượng tiêu thụ, chỉ biết chợt đi lên tăng trưởng, thiên hải chỉ là mở khoái tốc Mỹ thị trường đệ nhất tòa thành thị. Chương 97, tượng người sống, tượng cẩu sống. Khoái tốc Mỹ nóng này, nhượng Lý Bàn Tử đau nhức tỉnh vui sướng, cả ngày từ sớm mang đến muộn trên người đều thiếu mấy thịt mỡ ni. Đây quả thực so với thuốc giảm cân còn có hiệu quả trị liệu, đương nhiên Diệp Thần Phong đã sớm nói hội xuất ra khoái tốc Mỹ tiêu thụ hai tầng lợi nhuận cho hắn, như vậy khoái tốc Mỹ tiêu thụ vượt qua nóng này, hắn cũng chẳng phải là kiếm càng nhiều. Hiện tại Lý Bàn Tử là đánh trong đáy lòng coi Diệp Thần Phong là làm là lão đại rồi. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần Phong luôn luôn đi theo làm tùy tùng, cái này không, vừa nhìn thấy Diệp Thần Phong, hắn mặt phì nộn thượng tự lộ ra một đạo nhượng người ác hàn dáng tươi cười, nói rằng, lão đại, chúng ta là điều không phải phải thêm đại sản xuất lượng. Sau đó hướng nước Hoa những thành thị khác lan tràn, sau đó còn có thể xuất khẩu đến nước ngoài, nhượng khoái tốc Mỹ giấu chân trải rộng toàn thế giới. Lý Bàn Tử là càng nghĩ càng hưng phấn, trong tay hắn tuy rằng chỉ có khoái tốc Mỹ tiêu thụ hai tầng lợi nhuận. Thế nhưng nếu như khoái tốc Mỹ tiêu thụ trải rộng toàn thế giới lời nói, như vậy cái này hai tầng lợi nhuận mang cấp lợi ích của hắn là không dám tưởng tượng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi, quá mức sốt ruột chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Nếu như gia tăng sản xuất lượng, tại nước Hoa các nơi khai ra phân xưởng tới, như vậy thế tất khoái tốc Mỹ chất lượng hạ hạ, Diệp Thần Phong cũng không có thời gian tới bắt khoái tốc Mỹ chất lượng. Huống chi hắn chỉ là muốn dùng khoái tốc Mỹ kiếm được thùng thứ nhất tiền, tương lai hắn chuẩn bị liên quan đến cái khác tương đối dễ dàng quản lý thương nghiệp hạng mục. Hiện nay khoái tốc Mỹ chỉ cần cung ứng thiên hải tiêu thụ, đang chậm rãi hướng quanh mình mấy tòa thành thị khuếch tán khai tới thì tốt rồi, về phần sau đó là điều không phải muốn cho khoái tốc Mỹ đi lên quốc tế đường. Hiện tại Diệp Thần Phong còn thật không có đi suy nghĩ nhiều. Lý Bàn Tử gặp Diệp Thần Phong đều nói như vậy. Đành phải tạm thời tướng trong lòng mong được áp chế xuống, hắn cũng hiểu được Diệp Thần Phong nói thật có đạo lý, sốt ruột ăn không hết nhiệt đậu hủ mà. Theo khoái tốc Mỹ sản xuất cùng tiêu thụ ổn định rồi, Diệp Thần Phong tướng tinh lực chuyển rời đến Long Nha Hội thượng. Bây giờ Long Nha Hội thành viên là 5 bè 7 mảng, cho nên nhất định phải kinh qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể trọng trấn hùng phong, bằng không sớm muộn gì có một ngày hội bị thiên hải cái khác bang hội chiếm đoạt. Long Nha Hội cái này bang hội tên. Diệp Thần Phong là thế nào nghe thế nào khó chịu, vì vậy liền tướng Long Nha Hội chính thức đổi tên là Thắng Thiên Hội, ý tứ trong đó là ngay cả thiên đô có thể chiến thắng, cái này trên thế giới còn có cái gì là có thể ngăn trở Thắng Thiên Hội con đường đi tới. Đồng dạng mấy ngày nay Phương Nam Tường tướng Triệu ra sự tình toàn bộ xử lý xong, từ hôm nay trở đi hắn xem như là chính thức theo Diệp Thần Phong. Long Nha Hội sự tình hầu tử cũng là biết đến, bất quá bây giờ phải gọi làm Thắng Thiên Hội. Hầu tử chủ động đưa ra muốn gia nhập Thắng Thiên Hội huấn luyện, đương nhiên Diệp Thần Phong không có phản đối, hầu tử thực lực bây giờ quả thực yếu không được, gia nhập vào Thắng Thiên Hội huấn luyện đối với hắn là có ích vô hại. Diệp Thần Phong nhượng trước tạm thời tiếp quản Long Nha Hội Khâu Đông tại Thiên Hải vùng ngoại ô mua một khối sân huấn luyện địa, sau đó Thắng Thiên Hội thành viên tránh không được muốn thời gian dài tiếp thu huấn luyện. Những ngày kế tiếp đối Thắng Thiên Hội những thành viên này mà nói quả thực tựu như cùng ác mộng. Bọn họ trước đây tại Long Nha Hội thời gian lười nhác quán, Phương Nam Tường dùng bộ đội đặc chủng bộ đội yêu cầu nghiêm khắc huấn luyện những người này, nhưng những thành viên này mỗi ngày cổ họng trong tiếng kêu rên không ngừng, thậm chí lần lượt có người ở trong khi huấn luyện đoạn đầu khớp xương các loại ni. Mà Phương Nam Tường cuối cùng là tìm về năm đó kích tình, hắn rất thích huấn luyện viên chức vị này, tuy rằng hắn biết hắn huấn luyện những người này đều là một ít địa bí lưu manh, thế nhưng tướng những người này huấn luyện thành cao thủ, nhượng hắn hội càng thêm có cảm giác thành tựu. Diệp Thần Phong mỗi ngày đều hội tới sân huấn luyện ngây ngô một đoạn thời gian, hôm nay, hắn vừa bước vào sân huấn luyện, chỉ thấy Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên đều tạo phản, từng chuyện mà nói cái gì cũng không chịu tiếp thu huấn luyện, đương nhiên trong đó hầu tử ngoại trừ, hầu tử kinh qua mấy ngày nay huấn luyện thân thể muốn so với trước đây rắn chắc không thiếu. Cái này còn gọi làm huấn luyện sao? Quả thực là địa ngục sinh hoạt a. Chúng ta không làm, chúng ta không làm. Coi như là địa ngục sinh hoạt sợ rằng nếu so với chúng ta cuộc sống bây giờ sống khá giả rất nhiều đi. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ sống huấn luyện tử. Thắng Thiên Hội thành viên là ngươi một lời, ta một lời, từ bọn họ giọng nói chuyện chính giữa có thể nghe ra trong lòng bọn họ mặt không vừa lòng cùng thịnh nộ. Bất quá khi bọn họ thấy Diệp Thần Phong đi vào sân huấn luyện sau,
một đám sôi nổi ngậm miệng lại, đêm hôm đó bọn họ thế nhưng thấy tận mắt thức qua Diệp Thần Phong cường hãn đến biến thái thân thủ, bọn họ chút nào không dám ở Diệp Thần Phong trước mặt lỗ mãng. Diệp thiếu, bọn họ. Phương Nam Tường muốn hội báo ở đây chuyện đã xảy ra, bị Diệp Thần Phong khoát tay áo cắt đứt, Diệp Thần Phong nhìn che mặt trước những. Này giận mà không dám nói gì Thắng Thiên Hội thành viên, hỏi các ngươi biết ta vì sao muốn đem Long Nha Hội đổi tên là Thắng Thiên Hội sao? Bị Diệp Thần Phong ánh mắt bén nhọn đảo qua, những. Này Thắng Thiên Hội thành viên mỗi một người đều cúi đầu, không có một dám cùng Diệp Thần Phong đối diện. Gặp không ai trả lời. Diệp Thần Phong thanh âm to tiếp tục nói, trước kia Long Nha Hội nhiều nhất chỉ là cái bất nhập lưu bang hội, mà Thắng Thiên Hội ba chữ này ý tứ là chiến thắng lão thiên, mấy ngày liền đều có thể đủ chiến thắng, chúng ta còn dùng được sợ ai? Thắng Thiên Hội không cần rác rưởi cùng rất sợ chết mặt hàng, lẽ nào loại huấn luyện này trình độ các ngươi thì không chịu nổi sao? Diệp Thần Phong có nhiều xuyên thấu lực thanh âm truyền vào mỗi một người trong lỗ tai, trong miệng tĩnh không có đình chỉ nói, nếu như trong các ngươi có người chịu không nổi huấn luyện cường độ, có thể chủ động đưa ra rời khỏi Thắng Thiên Hội, ta Diệp Thần Phong tại ở đây cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không làm khó chủ động lui hội thành viên. Bất quá các ngươi cần phải biết, cái này thế giới là nhược nhục cường thực, nhất là các ngươi những này lăn lộn xã hội người, nếu như mình không có thực lực chỉ có bị người dẫm nát dưới bàn chân phần, muốn tượng cá nhân giống nhau sống nhất định phải muốn có thực lực, nếu như các ngươi muốn tượng cẩu giống nhau sống, ta cũng không có quyền cản trở. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một câu, các người muốn giống người giống nhau sống, còn là tượng cẩu giống nhau sống. Diệp Thần Phong đột nhiên lên giọng, trước đây những người này thời gian dài đợi tại Long Nha Hội cái này loại tam lưu bang hội chính giữa, trong thân thể tôn nghiêm cùng với tự mình cố gắng bị mài mòn không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong phải làm là tỉnh lại những người này trong lòng phủ đầy bụi đã lâu tình cảm mãnh liệt. Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên một đám người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, khẩn đón bọn họ vậy mà miệng đồng thanh hô đạo. Chúng ta muốn giống người giống nhau sống, chúng ta muốn giống người giống nhau sống. Trong lúc nhất thời hưng phấn thanh âm cao vút vang vọng trong thiên địa, bọn họ bị Diệp Thần Phong lời nói này kích phát ra năng lượng, thậm chí giờ khắc này Diệp Thần Phong ra lệnh cho bọn họ vào tới trên đường cái đi giết người, chỉ sợ bọn họ cũng hội không chút do dự đi. Đừng nói là những, này Thắng Thiên Hội thành viên, ngay cả đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Phương Nam Tường trong lòng cũng nhiệt huyết dâng trào. Hắn dường như đã có thể dự kiến thời gian tới tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, Thắng Thiên Hội đánh ra một mảnh thiên hạ tràng cảnh, cuộc sống như thế mới là hắn muốn qua, cuộc sống như thế mới là thuộc về nam nhân, hắn tin tưởng đời này hắn đều sẽ không hối hận lựa chọn theo Diệp Thần Phong. Chương 98, tiểu thúc định ngày hẹn. Trong những ngày kế tiếp, Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên không nữa qua bất luận cái gì oán trách, mặc kệ huấn luyện có bao nhiêu nghiêm khắc cùng tàn khốc. Chỉ cần khi bọn hắn muốn khởi Diệp Thần Phong đã nói thời gian, bọn họ cũng sẽ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm ta muốn giống người giống nhau sống. Theo khoái tốc Mỹ cùng Thắng Thiên Hội tại Thiên Hải như hỏa như đồ phát triển, kinh thành bởi vì Diệp gia cùng Bạch gia giải trừ hôn ước đồng dạng nhấc lên nhất trường phong ba, nhưng lệnh kinh thành những người này không hiểu là, lại có tin tức truyền ra Diệp gia cùng Võ gia đám hỏi. Diệp gia cùng Võ gia tuy rằng đi được đặc biệt tiếp cận, thế nhưng Võ gia loại hành vi này đều không phải bả Võ Hiểu Phỉ hướng tới hố lửa trong thôi sao. Ở kinh thành người nào không biết Diệp Thần Phong là một mắc kinh hoàng chứng kẻ ngu si. Thậm chí là Võ gia ngoại trừ biết Diệp Thần Phong nội tình vài người bên ngoài, cái khác người cũng sôi nổi phản đối môn này hôn ước. Lúc đó Võ lão gia tự tựu nổi giận, bả lời nói đặc biệt minh bạch, ai dám phản đối môn này hôn ước, ta tự lập tức bả hắn đuổi ra Võ gia, sau này cùng Võ gia không còn có một chút quan hệ. Võ lão gia tử đều bả lời nói như thế tuyệt, Võ gia chi thứ cái khác người nào còn dám nói nhảm nhiều. Theo Võ lão gia tử đám người này quả thực chính là ngu ngốc, đợi được Diệp Thần Phong cường thế trở về thời gian, bọn họ tự hội biết mình là bao nhiêu vô tri cùng buồn cười. Mấy ngày nay Bạch Tuyết Linh cũng bình thường nghe được Diệp gia cùng Võ gia đám hỏi sự tình, nàng nguyên bản tại Bạch gia nháo muốn cho gia gia của hắn Bạch Hồng Phương đi giải trừ hôn ước, không phải là muốn thành toàn bộ nàng hảo tỷ muội Triệu Uyển Đình mà. Hiện tại nàng coi như là đủ cái giỏ múc nước công dã tràng, làm nỗ lực đều không phải đều uổng phí sao. Trong lòng càng là mắng nhiếc Diệp Thần Phong, nam nhân không có một cái là đồ tốt, đều là hoa tâm đại la bạc. Xa tại Thiên Hải Diệp Thần Phong nếu là biết Bạch Tuyết Linh ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to oan uổng, hắn đến hiện tại còn không biết Diệp gia đã cùng Bạch gia giải trừ hôn ước ni. Chớ nói chi là biết Diệp gia cùng Võ gia đám hỏi chuyện. Bạch Tuyết Linh luôn mãi do dự sau đó. Còn là bấm Triệu Uyển Đình số điện thoại di động,
từ lần trước từ Thiên Hải sau khi trở về nàng còn không có cùng Triệu Uyển Đình liên lạc qua ni. Dù sao bởi vì Diệp Thần Phong sự tình hai người bọn họ trong lúc đó tồn tại một ít như có như không xấu hổ, điện thoại rất nhanh thì đường dây được nối, bên đầu điện thoại kia truyền đến Triệu Uyển Đình thanh âm, Tuyết Linh, ngày hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta a? Là điều không phải nhớ ta. Trong điện thoại Triệu Uyển Đình thanh âm bình tĩnh, nghe không đảm nhiệm sao dị thường tới, Bạch Tuyết Linh lại hỏi, Uyển Đình, ngươi và Diệp Thần Phong phát triển thế nào? Tuyết Linh, ta và Diệp Thần Phong là người của hai thế giới, cho nên ta không sẽ cùng hắn có bất kỳ kết quả gì. Triệu Uyển Đình thanh âm tự nhiên nói rằng, Uyển Đình, ta biết ngươi là thích Diệp Thần Phong, ta đã nhượng ra gia ta cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, bất quá ta nghe nói hình như Diệp gia lại cùng kinh thành võ gia định hạ hôn ước. Tại trong điện thoại Bạch Tuyết Linh không biết Triệu Uyển Đình là thế nào một loại tâm tình. Vì vậy liền đem sự tình nói ra. Tại Triệu Uyển Đình nghe được Bạch Tuyết Linh nửa câu đầu thời gian, ở sâu trong nội tâm toát ra một luồng đậm liệt vui sướng, thế nhưng khi nàng sau khi nghe được nửa câu thời gian, lại phảng phất từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, cả người ngốc trệ chỉ chốc lát, thật lâu không có trả lời Bạch Tuyết Linh. Uyển Đình, Uyển Đình, ngươi không sao chứ? Bạch Tuyết Linh gặp bên đầu điện thoại kia không có thanh âm, liền vội vàng hỏi. Tuyết Linh, ta hơi mệt chút, ngày hôm nay trước tạm thời đến nơi đây đi. Bạch Tuyết Linh còn muốn nói lời nói, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến đô 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 chiếu cố tin tức, trong miệng không khỏi kiều hừ nói, Diệp Thần Phong, lần sau ngươi trở lại kinh thành thời gian, ta nhất định muốn ngươi đẹp, ta nói rồi không để cho ta biết ngươi khi dễ Uyển Đình. Thiên Hải, Triệu gia, Triệu Uyển Đình trong phòng. Triệu Uyển Đình thân thể mềm mại quyển núp ở mềm mại trên giường, trắng nõn non mềm đôi má sớm bị nước mắt cấp thấm ướt, nước mắt xẹt qua khuôn mặt theo môi lưu vào trong miệng, một loại cay đắng tại nhũ đầu thượng tán khai. Xanh miết ngón tay ngọc lau thấp nhẹ dạ viền mắt, Triệu Uyển Đình mềm mại khóe miệng lộ ra một vòng thảm đạm dáng tươi cười, trong lòng bi bi thương thích thầm nghĩ, Thần Phong, mong muốn sau đó ngươi có thể hạnh phúc, ta chưa từng có hối hận có thể gặp phải ngươi. Thương nghiệp kế hoạch cùng thế lực dưới đất phát triển đều xem như là bước ra bước đầu tiên, mấy ngày nay Diệp Thần Phong sinh hoạt bước đi lại trở nên nhàn nhã lên, lúc này để thăng thực lực mới là chuyện trọng yếu nhất, hắn đang suy nghĩ là không phải muốn đi một chuyến biên cảnh nguyên thủy rừng rậm, ban đầu ở chợ đêm tướng Vân Đằng cô bán cho hắn thiết nghiêu, điều không phải còn để lại địa chỉ cho hắn mà. Giữa lúc Diệp Thần Phong trầm tư chi tế, tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện gọi điện thoại tới, bảo là muốn ước Diệp Thần Phong đi ra ăn bữa cơm. Với lại trong điện thoại Diệp Đông Kiện giọng nói còn tương đối tối ni. Diệp Đông Kiện thế nhưng đã biết kinh thành chuyện đã xảy ra, Bạch gia giải trừ hôn ước còn nhượng hắn một lần thích nghi. Bất quá khi hắn biết được Diệp gia cùng võ gia muốn đám hỏi thời gian, tâm tình mới xem như là thoáng khôi phục lại, từ trước hắn đã cảm thấy võ gia nhà đầu kia cùng hắn cháu trai thẳng xứng. Hai người ước tại Thiên Hải một nhà cỡ trung khách sạn gặp mặt, Diệp Đông Kiện thật sớm tự lái đàng hoàng nhất gian bao xương. Gặp Diệp Thần Phong đi vào ghế lô, vội vã đứng lên, một quyền đánh vào đối phương ngực, vừa cười vừa nói, Thần Phong, thân thể của ngươi thế nhưng càng dài vượt qua bền chắc, nhớ năm đó tiểu tử ngươi bị ta nhẹ nhàng bính một tí đều muốn đau nhức buổi sáng đi. Lúc nào có không trở lại giúp ta đi huấn luyện ta thuộc hạ này thằng nhóc thuật bắn súng. Tiểu thúc, ngươi hôm nay hẹn ta đi ra, đều không phải tới cùng ta đàm điều này đi. Diệp Thần Phong đánh ha ha tìm nhất trương vị trí ngồi xuống. Tiểu tử ngươi. Lẽ nào tiểu thúc ta muốn gặp ngươi một lần đều không được sao? Diệp Đông Kiện thật đúng là cầm đứa cháu này không có cách, ai bảo hắn hiện tại mọi thứ cũng không bằng Diệp Thần Phong ni. Tiểu thúc, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta bây giờ là không đếm xỉa tới hội những chuyện khác, bất quá chờ ta có rãnh rỗi, nhất định đi cường binh trại huấn luyện giúp ngươi một cái. Diệp Thần Phong nói rằng, cái này còn không sai biệt lắm. Diệp Đông Kiện hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, Thần Phong. Tiểu tử ngươi đào hoa còn thật không sai. Ngươi và Bạch Tuyết Linh hôn ước đã giải trừ, bất quá lão nhân lại cho ngươi định ra rồi một môn hôn ước, Hiểu Phỉ nha đầu kia ta cảm giác còn là thật không tệ, hai người các ngươi đều không phải quan hệ rất tốt sao. Nói không chừng làm phu thê cũng là một chuyện tốt tình. Cái gì, gia gia cấp ta và Hiểu Phỉ tả đính hôn? Diệp Thần Phong không khỏi nghi vấn hỏi, Bạch gia cùng Diệp gia giải trừ hôn ước hắn đảo thật không có gì kinh ngạc. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ lão gia tử sẽ an bài hắn và Võ Hiểu Phỉ đính hôn. Tuy rằng lần trước ở kinh thành thời gian Diệp Thần Phong hôn môi đối phương, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong thật đúng là bà đối phương chỉ coi làm tỷ tỷ đối đãi. Thế nào, tiểu tử ngươi là điều không phải thật cao hứng. Hiểu Phỉ nha đầu kia so với Bạch gia nha đầu kia khá, tối thiểu không yếu ớt,
tướng mạo cũng không tệ, hợp với ngươi là dư giả, ngươi còn không nên chưa đủ, bằng không tiểu thúc ta có thể với ngươi cấp. Diệp Đông Kiện vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, sang sáng nói rằng, tốt, Thần Phong, hôm nay hẹn ngươi đi ra chính là chúc mừng của ngươi, cái khác cũng không có chuyện gì, chú cháu chúng ta hai trước đi một cái. Diệp Đông Kiện cầm lên trác thượng rót đầy rượu đỏ chén rượu, một hơi tướng nhất cái chén lớn rượu chợt tưới trong bụng. Chương 99, sát thủ. Diệp Thần Phong hiện tại chỉ có thể đi một bước toán một bước, dù sao cũng chỉ là định hạ hôn ước mà thôi, thực sự không được chờ sau này còn có thể giải trừ mà. Nhất nghĩ đến muốn cùng Hiểu Phỉ Tả kết hôn, hắn trong lòng thì có loại làm một hồi xúc sinh cảm giác, tuy rằng hai người tịnh không tồn tại bất luận cái gì liên hệ máu mủ, thế nhưng từ nhỏ đến lớn võ Hiểu Phỉ tự tượng nhất người tỷ tỷ giống nhau chiếu cố hắn, bảo vệ hắn. Rượu qua ba tuần sau, đương Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện đi ra khách sạn thời gian, trên bầu trời bóng đêm đã sớm chậm lại. Diệp Đông Kiện xe Jeep nhà binh Sa Đình tại khách sạn bên cạnh bãi đỗ xe, bởi Diệp Thần Phong là ngồi xe taxi tới chỗ này, cho nên Diệp Đông Kiện cố ý muốn đưa Diệp Thần Phong trở về biệt thự. Gió thu hưu quạnh, thiên hải tháng 11 phần khí trời đã là tương đối mát mẻ, đến buổi tối thậm chí là có loại hàn ý. Dạ nguội lạnh như nước, bãi đỗ xe có vẻ phá lệ an tĩnh. Sáu con buổi tối đèn chiếu sáng tướng cả bãi đỗ xe chiếu cái sáng, bãi đỗ xe đỗ tam tam lưỡng lưỡng xe, bất quá ngay cả một bóng người cũng không có. Thần Phong, ngươi lo lắng làm gì? Chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Đông Kiện đôi má phím hồng, xem ra mới vừa rồi uống rượu uống có chút hơi quá. Thở phì phò. Trong không khí truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng xé gió, Diệp Thần Phong liền cũng không quay đầu lại, bàn tay đặt tại Diệp Đông Kiện trên vai, miệng quát, nằm xuống. Diệp Đông Kiện còn không có phản ứng qua đây, trực tiếp bị Diệp Thần Phong đè ép cái ngã gục, khó chịu từ dưới đất đứng lên, mắng, Thần Phong, người ý định trêu chọc người tiểu thúc ta đi đi. Thực sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Diệp Thần Phong gương mặt nghiêm túc, ngón tay chỉ trước mặt ba thước có hơn một cây hình tròn cột sắt, chỉ thấy bốn bả sắc bén tiểu đao trực tiếp một nhập cột sắt từ bên trong, nếu là mới vừa rồi Diệp Thần Phong không tướng Diệp Đông Kiện đè xuống đất lời nói, sợ rằng hiện tại hắn đã biến thành nhất cổ thi thể. Diệp Đông Kiện một cái cơ linh, trong thân thể lưu lại men say biến mất không còn một mảnh, trong lòng một trận phát bó buộc, trái tim cũng bỗng nhiên đập nhanh tần suất, hắn vừa rồi thật là ở Diêm Vương trên điện đi một lượt. Diệp Thần Phong quay người sang, sau lưng hắn thình lình có một gã mặc y phục dạ hành hắc y nhân, trong miệng hỏi, ba mẹ ta tai nạn xe cộ có phải là ngươi hay không môn an bài. Nhớ kỹ rời đi kinh thành trước, Diệp lão gia tử nhượng Diệp Thần Phong phải phá lệ cẩn thận, nói không chừng ẩn giấu ở sau lưng hung thủ. Mục tiêu kế tiếp tự sẽ đối với chuẩn hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy đoán. Hắc y nhân lộ tại hắc sắc khăn che mặt phía ngoài hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, cổ họng trong phát ra một đạo thâm trầm thanh âm, nói rằng, xem ra ngươi và nghe đồn chính giữa không như nhau dạng, bất quá đêm nay hai người các ngươi đều phải muốn chết, lại trước khi chết ta coi như làm là cho ngươi phát một hồi phúc lợi, cha mẹ ngươi trường tai nạn xe cộ đích xác điều không phải một hồi ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong song quyền hơi rất nhanh. Trong lòng thịnh nộ do như núi lửa như phun trào, trong miệng chợt quát lên, đã như vậy, đợi của ngươi chỉ có chết. A, à, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Diệp Đông Kiện cổ họng trong tê tâm liệt phế giống giật, trong khoảng thời gian này hắn lao thẳng đến bi thương tâm tình áp chế dưới đáy lòng trong, lúc này biết người trước mặt này là hung thủ, hắn kềm nén không được nữa trong lòng tâm tình. Diệp Đông Kiện hai con ngươi nộ đỏ sẽ nhằm phía hắc y nhân, bị Diệp Thần Phong cấp ngăn lại. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được trước mặt cái này hắc y nhân tịnh không đơn giản, tiểu thúc của hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tiểu thúc, ở đây tự giao cho ta tốt, ngươi ở một bên nhìn. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, chỉ thấy hắc y nhân chợt xông về hắn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt tự xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, nắm sắc bén dao găm trực tiếp cắm vào Diệp Thần Phong cánh tay chính giữa, xem ra hắc y nhân dự định chơi một hồi mèo chảo con chuột ni. Tại hắn cho rằng trước mặt Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện cây bản không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong lôi kéo Diệp Đông Kiện thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, tốc độ của đối phương thậm chí ngay cả hắn đều không phản ứng kịp. Cố nén đau đớn tướng tay phải trên cánh tay dao găm rút xuống, tiên hồng sắc huyết rất nhanh thấm ướt áo của hắn. Nếu như không muốn bị ta chơi chết, ta khuyên hai người các ngươi còn là mình đoạn tính mệnh, bằng không ta sẽ nhường các ngươi biết so với tử càng thêm thống khổ gấp trăm lần tư vị. Hắc y nhân cổ họng chính giữa phát ra âm chắc chắc thanh âm. Nhìn Diệp Đông Kiện dường như ngay tức giận trêu đực, Diệp Thần Phong quát dẹp đường, tiểu thúc, ngươi thanh tỉnh nhất điểm,
ngươi cái dạng này đừng nói là muốn vì ba mẹ ta báo thù, chỉ sợ ngươi liền mình tại sao tử đều không biết. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện tình tự hơi bình tĩnh một chút, Diệp Thần Phong đen kịt hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào cách đó không xa hắc y nhân, trong lòng một trận bồn chồn, hắn biết hắc y nhân thực lực không kém hắn, thậm chí còn cao hơn hắn ra không thiếu ni. Xem ra các ngươi chuẩn bị muốn chọn con đường thứ hai. Đêm nay ta tự bồi các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Nói hắc y nhân thân ảnh dường như một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng phía Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện hai người chạy tới. Diệp Thần Phong tướng Diệp Đông Kiện cố sức đẩy sang một bên, còn hắn thì khó khăn lắm tránh thoát hắc y nhân một kích, trong cơ thể tướng tứ cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Mạnh mẽ một cước hướng phía hắc y nhân thắt lưng gian đá vào, có lẽ là cho rằng Diệp Thần Phong thực lực không đủ sợ hãi, hắc y nhân liền tránh thoát tâm tư cũng không có, lấy tay cánh tay đi chặn Diệp Thần Phong một cước này. Phanh một tiếng, hắc y thân thể của con người té bay ra ngoài 4-5 thước xa, bất quá rất nhanh từ dưới đất đứng lên. Nếu là phổ thông người bị Diệp Thần Phong một cước này đá trúng, đừng nói là từ dưới đất đứng lên, trên người đầu khớp xương đều nên muốn rời ra từng mảnh. Đau đớn trên thân thể những hắc y nhân hai con người thay đổi được ngưng trọng không gì sánh được, hắn biết mới vừa rồi là xem Diệp Thần Phong, trong miệng không khỏi nói rằng, còn thật thật không ngờ Diệp gia kẻ ngu si lớn nhỏ lại có thể sẽ là một cao thủ. Nếu để cho kinh thành những người đó biết chắc hội thất kinh đi. Bất quá ngươi đẳng không đến ngày đó. Hắc y nhân khí thế trên người đột nhiên tăng lên vài phần, loáng thoáng có cổ kình khí tại bốn phía quay về, Diệp Thần Phong không khỏi nghi vấn hỏi cổ võ cao thủ. Ngươi là cổ võ giới. Diệp Thần Phong, ngươi đã đoán đúng, ngươi nói ta là điều không phải nên muốn khen ngươi kiến thức rộng rãi ni. Hắc y nhân hí ngực hỏi. Thảo nào hắc y nhân thực lực hội cường hãn như thế, nguyên lai là một gã cổ võ cao thủ, tại 500 năm sau thế giới cổ võ cao thủ đối với người bình thường mà nói đã không xa lạ gì. Thế nhưng tại 500 năm trước ngày hôm nay, cổ võ cao thủ thông thường không hội tại đô thị chính giữa thường lui tới. Cổ võ cao thủ bình thường đều ở đây bọn họ bản thân trong môn phái tu luyện, cổ võ giới đại thể đều là giấu ở trong núi sâu, cũng hoặc là cái khác địa phương bí ẩn, phổ thông người căn bản là tìm không được cổ võ môn phái sở tại. Diệp Thần Phong cha mẹ trận này tai nạn xe cộ lại còn liên lụy đến cổ võ cao thủ, điều này làm cho hắn có một loại đặc biệt dự cảm bất hảo, 500 năm trước ngày hôm nay. Cổ võ giới người cũng sẽ không nhúng tay trong thế tục chuyện, như vậy trước mắt tên này cổ võ cao thủ lại giải thích thế nào ni? Chương 100, kỳ phùng địch thủ. Cổ võ cao thủ đẳng cấp từ thấp đến cao phân vì hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai, mỗi bay lên một cấp bậc kỳ thực lực cũng sẽ có đại phúc độ đề thăng. Đời trước Diệp Thần Phong không có cùng cổ võ cao thủ đối chiến qua, cho nên hắn tịnh không rõ ràng lắm cổ võ cao thủ mỗi một cấp bậc cường hãn trình độ. Bất quá hắn dám khẳng định trước mặt tên này hắc y nhân đều không phải cái tỉnh du đăng. Thực lực của ngươi đến huyền giai, Diệp Thần Phong chợt hỏi dò. Hắc y nhân động tác dừng lại một chút, cổ họng trong phát ra một tiếng cười quái dị, xem ra ngươi đối cổ võ giới không thường tách ra mà. Liền thực lực chúng ta đẳng cấp phân chia cũng rõ ràng như vậy. Thực lực của ta quả thực đã đạt được huyền giai, nếu như ngươi đều không phải Diệp gia con cháu lời nói, ta còn muốn thu ngươi làm đồ đệ ni. Các ngươi rốt cuộc là ai? Là ai sai xử các ngươi đối phó Diệp gia? Tại động thủ trước Diệp Thần Phong muốn từ hắc y nhân trong miệng lý giải đến càng nhiều chuyện hơn. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi còn muốn xáo lời của ta. Nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng phải biết đủ, kế tiếp để ta tống ngươi đi Hoàng Tuyền lộ đi. Nhìn ở ta nơi này sao thưởng thức phần của ngươi thượng, ta quyết định cấp cho một mình ngươi thống khoái. Hắc y nhân từ bên hông rút ra nhất cây ốm dài liên hoàn khóa sắt. Khóa sắt hướng phía Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng gào thét mà đến, như nhất điều vũ động ngân long, ở trong không khí lưu hạ từng đạo huyễn ảnh, ngăn lại Diệp Thần Phong đường lui. Cường đại cảm giác áp bách tập mặt mà đến, liên hoàn khóa sắt còn không có co tới Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng, hắn cũng cảm giác trên gương mặt phảng phất có lưỡi dao tại hoa làm, trên da có loại xé rách đau đớn. Đây là Diệp Thần Phong sống lại tới nay, trong lòng đệ nhất lần toát ra tử vong cảm giác nguy hiểm, chỉ cần là huyền giai võ giả tự cường hãn như vậy. Địa giai thậm chí là thiên giai ni, cũng có thể đưa hắn trong nháy mắt miểu sát sao. Tứ cấp linh hồn lực thật là quá yếu nhất điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ cấp linh hồn lực phát huy đến cực hạn, nếu là muốn tránh cũng không được, như vậy thì chỉ có trước mặt mà lên, bang 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 bang, bị linh hồn lực bao quanh nắm tay, liên tục hướng phía kéo tới khóa sắt chém ra bốn quyền. Hắc y nhân dưới chân nhịp bước rút lui 4-5 bước, hai con người không dám tin nhìn Diệp Thần Phong.
hắn thật không ngờ đối phương lại có thể dựa vào nắm tay đỡ hắn khóa sắt. Nếu là phổ thông người dám làm như vậy lời nói, sợ rằng hai chỉ nắm tay cũng sẽ bị hắn khóa sắt cấp tước bay mất. Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực là một lần những hắc y nhân khiếp sợ, nguyên bản hắn nhận được trong tài liệu biểu hiện là Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái mắc kinh hoàng chứng kẻ ngu si mà thôi. Hắc y nhân là ôm du sơn ngoạn thủy tâm tính tới, thuận tiện giải quyết rồi Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện tính mệnh, thế nhưng hiện thực lại là ngoài dự liệu của hắn. Diệp Thần Phong dụng quyền đầu ngăn cản hắc y nhân khóa sắt, hoàn toàn là kiên trì thượng tâm lý, lúc này hắn song quyền sớm đã là máu tươi nhễ nhại, thậm chí là có thể thấy trắng hếu đầu khớp xương. Chính cái gọi là tay đứt ruột sót, trên nắm tay kịch liệt đau đớn, có thể dùng Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng. Tại như vậy dạng đi xuống, đối mặt Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện chỉ có một con đường chết, Diệp Thần Phong trong đầu tính táo nghĩ biện pháp ứng đối, thật vất vả sống lại đến 500 năm trước, hắn cũng không thể tự dễ dàng như vậy chết ở đây a. Cách đó không xa Diệp Đông Kiện rắn chắc thân thể không kiềm hãm được lay động, đỏ bừng hai con ngươi chính giữa tràn đầy cuồn cuộn ngất trời tức giận, sao hoa như đại nắm tay siết thật chặt, bất quá hắn cũng rõ ràng tượng mình bây giờ căn bản là không thể giúp bất luận cái gì chiếu cố, chính như Diệp Thần Phong vừa rồi nói, nếu như hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc như mãng được chuyện, đừng nói là báo thù, nói không chừng liền hắn tánh mạng của mình cũng sẽ làm đi vào, thậm chí còn hội liên lụy đến Diệp Thần Phong. Không tệ, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi, hiện tại thật là có ta không nỡ giết ngươi ni. Mới hơn 20 tuổi tự có thể có được thực lực như vậy, nói vậy tương lai tiền đồ là không thể số lượng, bất quá ai cho ngươi muốn họ Diệp ni. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Hắc y nhân ra vẻ tiếc hận lắc đầu thở dài, ngược lại trong miệng giọng nói biến đổi, dày đặc sát khí từ trong thân thể của hắn xông ra, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, ta đã lâu không có ở trong thế tục gặp phải tượng ngươi cao thủ như vậy. Nói hắc y nhân lần thứ hai huy động lên trong tay liên hoàn khóa sắt, Diệp Thần Phong chỉ có thể chung quanh né tránh, thực sự không tránh khỏi thời gian, chỉ có thể dùng máu tươi nhễ nhại nắm tay đi đáng, tuy nói trên nắm tay có linh hồn lực bao vây lấy, thế nhưng hai người có nhất định thực lực sai biệt, Diệp Thần Phong song quyền thượng đầu khớp xương rất nhiều đều gãy lìa. Hắc y nhân trong tay liên hoàn khóa sắt phung vẩy tốc độ là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả khóa ảnh cũng không thấy được, Diệp Thần Phong y phục trên người đã biến thành vải vụn. Từng cái treo ở trên người, chật vật không chịu nổi. Ngược lại Diệp Thần Phong hai con ngươi trong lúc vô tình liếc đến chưa nhập hình tròn cột sắt chính giữa bốn bả tiểu đao, trong lòng tức khắc nghĩ đến nhất điều cách đối phó, thân thể từng bước hướng tới hình tròn cột sắt phương hướng di chuyển. Linh hồn lực bên ngoài thả ra trong cơ thể, bao vây đến bốn bả tiểu đao trên chuôi đao, từ từ tướng tiểu đao từng điểm từ hình tròn cột sắt chính giữa rút. Bởi muốn phân ra tâm tư đi khống chế bốn bả tiểu đao, Diệp Thần Phong trên thân thể liên tục bị khóa sắt rút chúng, trên người nhiều chỗ da bị rút ra từng cái vết thương, ấm áp máu tươi từ da chính giữa không ngừng tuôn ra. Rất nhanh Diệp Thần Phong thân thể bị hắc y nhân trong tay liên hoàn khóa sắt làm cho dựa vào tại hình tròn cột sắt thượng, hắc y nhân cổ họng trong hừ lạnh một tiếng nói rằng, đến Diêm Vương điện hảo hảo đối Diêm Vương ra nói một chút, cho ngươi kiếp sau đầu thai không bao giờ. Nữa muốn họ Diệp, liên hoàn khóa sắt hướng phía Diệp Thần Phong ót rút đi. Nếu là lần này bị đánh trúng lời nói, 100% hội đầu nở hoa. Cách đó không xa Diệp Đông Kiện phát hiện tình huống bất thường, muốn xông lại ngăn trở thời gian đã là chậm, cổ họng trong tê tâm liệt phế giận dữ hét không, không nên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Diệp Đông Kiện tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn cháu ruột, ở trước mặt hắn bị người giết, mà hắn cái này làm thúc thúc lại một chút sự tình cũng không làm được. Ngay chỉ mảnh treo chuông chi tế. Một nhập hình tròn cột sắt phía trên bốn bả tiểu đao, đột nhiên từ cột sắt chính giữa hút ra đi ra, mũi đao nhắm ngay hắc y nhân tứ chi, dùng một loại tốc độ cực nhanh bay bắn ra. Diệp Thần Phong khống chế bốn bả sắc bén tiểu đao dùng ra trong thân thể tất cả linh hồn lực, bốn bả tiểu đao phân biệt nhắm ngay hắc y nhân gân tay cùng chân gân. Xì, 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 xì. Bốn bả sắc bén tiểu đao chuẩn xác không có lầm một nhập hắc y nhân tứ chi chính giữa. Linh hồn lực tướng bốn bả tiểu đao bốc đồng phát huy đến cực hạn, có thể dùng hắc y nhân tứ chi bị tiểu đao đâm trúng sau đó, thân thể trong giây lát té bay ra ngoài thất tám mễ xa. Vừa rồi một chiêu kia có thể dùng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực hoàn toàn khô kiệt, huyết nhục mơ hồ thân thể dựa vào hình tròn cột sắt, từ từ hoạt rơi xuống đất thượng. Hiện tại những Diệp Thần Phong đưa lên một tí thủ phỏng chừng hắn đều không làm được, thậm chí là một đứa bé đều có thể đủ dễ dàng giết hắn, trên thân thể các bộ vị đau đớn. Nhượng Diệp Thần Phong cổ họng trong phát sinh kêu đau một tiếng.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.